trong buổi livestream giới thiệu sản phẩm của shop Giáng My trong ngày hôm nay đúng không ạ? Em xin chúc tất cả các chị là luôn xinh đẹp đúng không ạ? Và đón xem cái livestream xả hàng của bên em, đó là livestream xả chiếc áo phao này với giá là 50k một chiếc áo phao các chị nhá. Nên bây giờ những chị nào đang tham gia livestream bên em, các chị có thể chấm bài cho em để em cho tất cả mọi người đúng không ạ? Và giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông, em sẽ bắt đầu xả mọi người nhá. Mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm ạ. Đầu tiên thì em xin chào chị Viện PG, là chào chị Nhung Lê này, em chào chị Thùy Linh này, chào chị Sandy Phạm ạ, em chào chị Đào Dương này, chị Hà Phạm Luli này, chị Nguyễn Thị Ý Như này, chị Phượng Nguyễn này, chị Bi Su này, cho tất cả mọi người đã có mặt trong buổi livestream giới thiệu sản phẩm của shop Giáng My trong ngày hôm nay đúng không ạ? Cho tất cả các chị yêu của em luôn xinh đẹp ạ. Em chào chị Hoa Hoa, chào chị Hoa Dựa. Mọi người ơi, mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm để em đợi các chị vào đông đủ, em sẽ bắt đầu xả chiếc áo phao đang mặc trên người em với giá là 50k một chiếc áo phao đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Áo phao màu hồng nút rất là đẹp luôn. Chị Bi Su thấy comment của chị rồi ạ. Xin chúc chị một ngày vui vẻ đúng không ạ? Em chào chị Hương Giang nhá, chị Nga Nga Quyên này, chị Linh Ngọc. Thời tiết bây giờ hiện tại ở ngoài Hà Nội bên em đang là chỉ có 9 độ C thôi. Thực sự là thời tiết bây giờ đang khá lạnh rồi, đang rất là lạnh rồi mọi người nhá. Thì các chị hãy lên sắm cho mình một chiếc áo phao như mặc trên người với giá chỉ có 50k một chiếc áo phao thôi. Và hiện tại đang mặc trên người em hiện tại là màu hồng nút này, đây là màu nâu nhá, màu nâu rất là sang luôn, rất là đẹp luôn. Thời tiết bây giờ đang rất là lạnh rồi, chỉ có 9 độ C thôi đúng không ạ? Phao hôm nay bên em sẽ xả toàn bộ phao này với giá 50k một chiếc áo phao đúng không ạ? Em chào chị Mai Chi nhá, mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông đông thì em sẽ bắt đầu xả áo phao này nhá, với giá 50k một chiếc áo phao đúng không ạ? Mọi người giúp em chia sẻ nhá. Em chào chị Thanh Nguyễn này, chào chị quên đi quá khứ ạ. Em chào chị Linh Linh nhá, em thấy chị Thanh vui vẻ, mọi người chia sẻ giúp em đúng không ạ? Em chào chị Nam Duy nhá, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo phao này với giá là 50k một chiếc áo phao đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Em chào chị Xuyên Phan nhá, chào chị Thoa Nguyễn đúng không ạ? Chị Thùy Thái thấy comment của chị rồi ạ, chào chị Xuyên Phan ạ, mọi người chia sẻ giúp em ạ. Áo phao bên em rất là ấm áp luôn, và thời tiết bây giờ thì Hà Nội bên em đang là chỉ có 9 độ C thôi. Thực sự đang rất là lạnh, đang rất là lạnh rồi mọi người nhá. Mọi người nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này, trị giá chỉ có 50k một chiếc áo phao đón Tết đúng không ạ? Đây ạ. Có mũ nhá, và bên em sẽ có tất cả là 4 màu. Đó là tông màu hồng nút này, màu đỏ tươi này, màu nâu bò này, và đây là màu, đúng không ạ? Tất cả là 5 màu chị nhá, rất là đẹp luôn, phao rất là dày luôn. Cái phao bên em thì thực sự rất là dày luôn, và có mũ đằng sau rất là ấm áp luôn, vô cùng ấm áp luôn đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Em thấy chị Nguyễn Hồng, chị Lê Nhung này, chị Phượng Dương này. Em cảm ơn chị Nguyễn Nhung ạ. Chào chị Huỳnh Thắm, cảm ơn chị Huỳnh Thắm nhá. Chị Thị Hồng Cúc, Cúc Huỳnh này, cảm ơn chị ạ. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Phao đen của nhà em đi ạ. Phao đen của nhà em đây nhá chị nhá. Toàn màu hàng đẹp thôi, chất liệu thì không phải nói luôn. Size của chiếc áo này sẽ là size từ 40 cân cho tới 75 kg, tức là size S, size M, size L này, size XL được không ạ? XXL được nhá. Ok, chị Vân Nguyễn ơi, chị có thể inbox cho em điểm kiểm tra hàng của mình như nào được không chị Vân Nguyễn nhá. Chị Ly B thấy comment của chị rồi ạ. Mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông đông thì em sẽ bắt đầu xả áo phao này với giá là 50k một chiếc áo phao nhá. Áo phao màu nâu bò. Các chị ơi, màu nâu bò thực sự là quá hot luôn chị nhá. Rất là đẹp luôn. Và bên trong thì sẽ là lớp phao bên em rất là dày luôn ạ. Phao rất là dày luôn và rất là sexy. Cái form của chiếc áo này bên em rất là đẹp luôn mọi người nhá. Các chị giúp em chia sẻ với hội nhóm được không ạ? Để em xả chiếc áo phao này với giá 50k một chiếc áo phao ạ. 57kg, mặc cho em size L nhá chị Hương Giang nhá. Giá bán bên em sẽ là xả với giá 50k nhá chị Hiền Lê đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm đi ạ. Size từ 40 cân tới 75kg này. Chị Tuyết Hoàng ơi, chị chia sẻ giúp em để em xả chiếc áo này với giá 50k một chiếc áo phao đúng không ạ? Áo phao rất là đẹp luôn. Áo len bên trong là 50k mọi người nhá. Áo len này, áo len 50k, còn cái áo phao của em sẽ là 50k luôn mọi người nhá. Màu hồng suốt rất là đẹp luôn ạ. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 75kg. Size S, M, L, XL đây ạ, size của chiếc áo mọi người nhá. Đây ạ, size bên đây ạ. Size nhá. Hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết, chứ không phải là hàng phi size mọi người lưu ý giúp em đúng không ạ? Hàng của shop em toàn bộ là hàng có size hết nhá, chứ không phải là hàng phi size mọi người nhá. Vâng ạ, ok chị Cú Niêu nhá. Vâng ạ, ok chị Cú Niêu này. Chị Nguyễn Minh Tuyền này, chị Huyền Phu Ca này, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ? Chị Kim My Kim thấy comment của chị rồi, xin chào nhá. Chị Phạm Thị Thúy Liễu 60kg mặc cho em size XL, hiện tại đang mặc trên người em đây, hiện tại là màu hồng nút nhá. Áo len bên trong bên em bán có 10 màu nhá. Áo len này là của em là sẽ là mã V99 và có 10 màu áo len cao cổ 3 phân, bên trong bên em vẫn có bán mọi người nhá. 40kg thì chị nhỏ Phù Thủy mặc cho em size S được không ạ? Màu hồng ruốc này, màu nâu bò, màu đen, màu đỏ tươi rất là đẹp luôn này.
em thấy chị Kiều Trang nhá, chị Nguyễn Hồng này. Và hiện tại thì thời tiết bây giờ ngoài Hà Nội bên em đang là chỉ có 9 độ C thôi, thực sự nó rất là lạnh rồi mọi người nhá. Thì các chị ấy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này. Trị giá chỉ có 50.000 một chiếc áo phao là của bên em đúng không ạ? Áo phao bên em có size cho người từ 57 cân, từ 40 cân cho tới 75 kg, toàn bộ có size hết nhá chị nhá. Có size hết được không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Em đợi các chị vào đông đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả nhá. Mọi người chia sẻ giúp em với ạ. 55 kg chị Nguyễn Hồng mặc cho em size L nhá. 55 một cho em size L đúng không ạ? Ở đây ạ, dáng bên em sẽ như này chị nhá. Dáng phao bên em sẽ như này. Áo phao là rất là dày luôn. Phao bên em toàn bộ là phao hàng cao cấp chứ không phải là hàng vớ vẩn mọi người nhá. Các chị có thể nhìn chất phao nhà em đây. Và hàng bên em sẽ là hàng có size nhá, chứ không phải là hàng phi size mọi người nhá. Hàng của em toàn là bộ là hàng có size luôn đúng không ạ? Chị Moon kia có em thấy comment của chị rồi này. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không? Đúng không ạ? Để em xả chiếc áo này với giá 50k một chiếc này. Em cảm ơn chị Lý Nhung nhá, chị Nguyễn Hồng đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Chị Si ơi 50kg, 50k cảm ơn chị này. Chị Oanh Oanh thấy comment của chị rồi nhá. Chị nhỏ Phù Thủy thấy chị luôn rồi đấy ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo phao này với giá 50k một chiếc áo phao đúng không ạ? Áo phao đang mặc trên người em đây, hiện tại là màu hồng nút các chị nhá. Và phao bên em sẽ là phao có mũ đấy ạ, có mũ này nha em, mọi người có mũ này. Phao toàn bộ bên em là hàng có mũ hết các chị nhá. Phao rất là đẹp luôn, có size, đủ size. Shop em thì chuyên là bán hàng có size thôi chứ không bao giờ bọn em bán hàng phi size mọi người nhá. Hàng bên em toàn bộ là hàng cao cấp và là hàng có size chứ shop em không bao giờ bán hàng phi size mọi người nhá. Hàng phi size bên em không có bán đâu ạ. Bên em sẽ có tất cả là 4 màu chị Xuyên Phan nhá, có tất cả là 4 màu luôn đúng không ạ? Chị Văn Ngọc 57 mặc cho em size L nhá, có tất cả là 4 màu luôn ạ. Chị Mai Tiến thấy comment của chị rồi nhá, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ? 47kg chị Mỹ Hạnh mặc cho em size S chị Mỹ Hạnh nhá. Áo của em có giá là 50k một chiếc, chị Đỗ Thu nhá. Chị Đỗ Thu chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá, để em xả chiếc áo này với giá là 50k một chiếc áo phao này được không ạ? Vâng ạ, ok chị Cabin nhá. Chị Lộc Vân 50kg mặc cho em size M. Đối với chiếc áo phao này của em thì sẽ có size S, size M, size L, size XL và size XXL các chị nhá. Chỉ có size S đến size XXL thôi mọi người nhá. Và hiện tại thì bên em sẽ chỉ có tất cả là 4 màu thôi, đó là màu đỏ đô này, màu nâu bò và màu hồng ruốc mọi người nhá. Đỏ đô này, nâu bò này, hồng ruốc. Màu hồng ruốc bên em thì quả thực là nó rất là đẹp rồi đúng không? Các chị nhìn em mặc rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đủ size luôn đây ạ. Size của chiếc áo bên em sẽ như này mọi người, đây là size nhá, đây là size M này. Đấy, size bên em đây. Toàn bộ hàng bên em là hàng có size hết các chị nhá. Hàng bên em không bán hàng phi size, thôi em chỉ bán hàng có size nhá. Và thời tiết bây giờ thì thực sự đang rất là lạnh rồi. Về đêm thì chỉ có 8 độ C thôi, còn ban ngày là 9 độ C, thực sự là rất là lạnh rồi mọi người nhá. Thì các chị nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này của bên em, trị giá 50k một chiếc áo phao này được không ạ? Em cảm ơn chị Hiếu Xuân nhá. Chị Lê Thảo thấy comment của chị rồi này, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm đi ạ. Ok, chị Hà Lưu ơi, chị Hà Lưu nói thế như nào em không hiểu chị Hà Lưu nhá. Chị là khách mới của nhà em đúng không ạ? 51kg chị Bibon mặc cho em size M đúng không chị? 51kg mặc cho em size M nhá. Áo hôm nay bên em sẽ xả với giá 50k một chiếc áo phao này. Và hiện tại đang mặc trên người em, hiện tại là màu hồng nút này, màu nâu bò này, màu đỏ này, màu đen này. Chị nào mà người mập mập ấy thì các chị có thể mặc sang tông màu đen cho em nhá. Còn chị nào mà người gầy gầy như em, các chị có thể mặc sang cái màu hồng nút như em mặc trên người. Màu hồng nút thực sự là quá đẹp luôn nhá các chị nhá. Size sẽ là từ 40 cân nặng cho tới 75kg đúng không ạ? Chị Út Như ơi, chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không chị? Để bên em xả chiếc áo này với giá 50k một chiếc áo phao chị nhá. Áo phao bên em sẽ là áo phao có mũ đúng không ạ? Chị Văn Hoàng thấy comment này, chị Dương Anh này, chị Hương Thanh này, chị Hoàng Kim thế thấy comment của chị rồi ạ. Em chúc chị một ngày vui vẻ và luôn chúc chị luôn xinh đẹp đúng không ạ? Chị Quỳnh My thấy comment của chị Quỳnh My luôn nhá. Size S dành cho người từ 40 cân này. Size S dành cho người từ 40 cân cho tới 47kg này. Size M từ 49kg cho tới 53kg các chị mặc cho em size M. Size L là từ 54kg cho tới 59 mặc size L này. Từ 60 tới 66 mặc size XL này. Từ 67 cân cho tới 67 cân cho tới 75kg các chị mặc cho em size 2XL nhá. Hàng bên em là hàng có size nhá chị nhá. Hàng bên em là hàng Quảng Châu và là hàng có size mọi người, đây là size M này. Đấy size M mọi người nhá. S, M, L, XL, 2XL, 3XL đúng không ạ? 57 mặc cho em size L chị Nguyễn Giang nhá. Mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm nhanh chóng được không ạ? Để em xả chiếc áo phao này với giá 50k một chiếc áo phao đúng không ạ? 49kg chị Hoa Quỳnh mặc cho em size S nhá chị nhá. Size S cho xinh nhá, cho em cho xinh đúng không ạ? Chị ơi, xem ở ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc nhá chị ơi. Xem ở ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc đúng không ạ? Cảm ơn chị Hoàn Hà này, em cảm ơn chị Julie này. Chị Tiên Dung thấy comment của chị Tiên Dung nhá. 50
56kg mặc cho em size L nhá. 56kg mặc cho em size L đúng không ạ? Size L dành cho người từ 55kg, 54kg tới 59kg thì các chị mặc cho em size L các chị nhá. Mặc cho em size L này. Chị Hà Vi đây em chút xíu nhá. Cảm ơn chị Thùy Nâu đây ạ. Màu bên em đây. Chất phao bên em đây. Tổng chị màu đen. Bên em có thêm cả màu đen nữa chị nhá. Bên em có thêm cả màu đen. Ngoài ra những màu đen bên em có thêm cả màu đen nữa. Đây là chất phao bên em nhá. Chất pha bên em thì rất là dày luôn. Cái màu vàng đồng này, nâu bò của nhà em này rất là đẹp luôn. Cái màu này mặc rất là tôn da mọi người nhá. Màu hồng ruốc mặc cũng rất tôn da đúng không ạ? Và cái màu này bên em mặc cũng rất là tôn da luôn mọi người nhá. Phao bên em có giá 50k một chiếc. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo phao này với giá 50k một chiếc đúng không ạ? Chị Dương Anh ơi, chị Dương Anh, chị đợi em một chút xíu luôn đúng không ạ? Mờ lắm á chị Ngân Hà, mờ lắm đúng không chị? Trần Thị Thu Yên ơi, áo này hôm nay bên em sẽ xả với giá 50k một chiếc nhá chị Trần Thị Thu Yên nhá. Áo nam thì bên em không có nhá, chị Nguyễn Thị Ngọc Hân đúng không ạ? Chị Hà Nguyễn thấy comment của chị Hà Nguyễn rồi nhá, chúc chị luôn xinh đẹp đúng không ạ? Màu hồng ruốc của em là 42kg là mặc chị mặc size cho em rồi chị ạ, mặc size cho em rồi ạ. Ngoài những màu này ra thì ngoài đây bên em còn có thêm cả màu đen nhá, áo phao màu đen nữa đúng không ạ? Size cũng là từ S cho tới size 2XL, 40 cân cho tới 75kg ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Hiện tại thì người xem đang rất là thấp luôn đấy ạ. Mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm được không ạ? Chị Vi Trần ơi, chị đợi em một chút xíu nữa được không ạ? Chị Ly Ly cũng thế, đợi em một chút xíu nữa chị nhá. Đây ạ, màu nâu bò nhà em đây ạ. Màu nâu bò là màu vàng đồng ạ. Cái màu này thì mặc lên rất là tôn da luôn. Thực sự rất là tôn da luôn các chị nhá. Chị Thu Hà Nguyễn, đợi em một chút xíu nữa. Chị Thu Hà Nguyễn đã đợi các chị chia sẻ giúp em đã. Chị Yến Cô Lương ơi, mặc cho em size S cho xinh nhá. Những chị nào mà khoảng cân từ 40 cân này, 40 cân cho tới 49kg thì các chị mặc cho em size S thôi, cho là đẹp, cho là bó vào người, cho đẹp các chị nhá. Có người cho đẹp đúng không ạ? 70kg mặc cho em size 2XL chị Long Thúy nhá. Đây là size M này, size M nhá. Hàng sau em toàn bộ là hàng có size hết, chứ bên em không bán hàng free size bao giờ mọi người nhá. Mọi người có thể lưu ý giúp em được không ạ? Chị Ngọc Ngố ơi, thấy comment của chị rồi ạ. Phao dài hơn thì bên không có nhá. Áo này thì mặc sẽ không kén người nhá chị Giang Nguyễn được không ạ? Để em chút xíu nữa chị Minh Hương Lê nào. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo phao này với giá 50k một chiếc áo phao đúng không ạ? Áo phao này, màu vàng bò này, màu nâu nâu đồng này, màu hồng giúp nhà em ra toàn mẫu đẹp và toàn màu đẹp thôi đúng không ạ? Và thời tiết bây giờ thì thực sự là đang rất là lạnh rồi. Đêm về đêm ở ngoài Hà Nội bọn em thôi đã là 8 độ C, còn ở ngoài đường ấy, ở ngoài đường vào buổi sáng ấy thôi chỉ có 9 độ C thôi mọi người nhá. Giờ thời tiết bây giờ đang rất là lạnh rồi. Chị nào mà trong tủ quần áo của mình chưa có cái áo phao này thì các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này. Trị giá chỉ có 50k một chiếc áo phao của shop Giáng My bên em đúng không ạ? Chị Lan Anh thấy comment của chị Lan Anh rồi nhá. Chị Lam Bảo Hân đợi em chút xíu nữa được không ạ? Áo phao đỏ của em đây cũng có giá 50k nhá, chị ở Bùi Hiền đúng không ạ? Chị Bùi Hiền nhá. Chị Lê Thảo thấy comment của chị rồi, đem một chút xíu nữa. Chị Lucky ơi thấy comment của chị rồi nhá. Chị Thủy Thanh ơi, chị lấy chị comment giúp em nhá, chị Thủy Thanh nhá. Chị Út Cơ, cảm ơn chị Út Cơ rất là nhiều này. Áo phao bên em sẽ có giá 50k một chiếc áo phao. Và bên em có tất cả là 4 màu, đó là gam màu, tông màu tối là tông màu đen này. Màu đen, màu nâu bò đúng không ạ? Đấy, tất cả là 4 màu. Chị Thu Nguyễn ơi, em đang thấy comment của chị và chị Thu Nguyễn ơi. Chị Văn Hoàng thấy comment này, chị Hóa Hòa này, chị Thảo Vi đúng không ạ? Chị bé Tây đúng không ạ? Khổ thật đấy ạ. Chị bé Du ơi thấy comment của chị rồi, mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông đủ em sẽ bắt đầu xả được không ạ? Mọi người giúp em chia sẻ mọi người nhá. Chị em nhìn thấy chị Tony Nguyễn được không ạ? Chị Út Bướng thấy comment này, chị Tóc Ngắn thấy comment này, chị Vi Trần DT này, chị Thùy Nâu này, chị Phương Quỳnh này, chị Bát Fati quần quại này, chị Trần Thị Thu Uyên thấy comment của chị rồi ạ, chị Nhung Nguyên này. Chị nào mà trong tủ quần áo của mình chưa có cái áo phao của bên như em đang mặc trên người thì mọi người hãy nhanh chóng sắm cho mình một con áo phao này. Trị giá bên em chỉ có giá 50.000 cho một chiếc áo phao màu hồng ruốc này, màu đỏ tươi này, màu nâu bò, màu vàng đồng đúng không ạ? Đấy, 50k một chiếc áo phao rất là dày và cái form áo bên em thực sự là quá sexy luôn. Cái form bên em thực sự là rất sexy và rất đẹp mọi người nhá. Và có mũ đằng sau nữa, cái mũ rất là ấm luôn. Và bên em bán luôn cả cái áo len đang mặc trên người em đây, cái áo len mọi người nhá. Chị Út Như ơi, chị mua mã nào bên em thì bên em đã gửi hết hàng đi rồi chị Út Như nhá. Màu nâu đồng, đây là màu đồng đó chị ạ, màu nâu đồng này. Nâu đồng thì quả thực là mặc lên rất là tôn da luôn đúng không ạ? Màu nâu đồng phao này. Các chị chỉ cần bên trong khoác một mặc kéo len thôi này, bên ngoài cần một kéo phao này thôi là đã đủ ấm rồi. Đủ ấm khi ra ngoài đường để đi chơi Tết rồi đúng không ạ? Tại vì sắp Tết rồi, chỉ còn 20 ngày nữa thôi là Tết rồi mọi người nhá, chỉ có gần 20 ngày. Sau em chỉ bán hàng khoảng 15 tới 18 hôm nữa là bọn em nghỉ Tết rồi nên là bưu điện họ không nhận hàng nữa. Nên bây giờ các chị muốn mua cái sản phẩm nào bên em thì mọi người nhanh chóng sắm luôn cho mình luôn đi. Tại vì sau em chỉ có làm việc khoảng gần 20 ngày nữa thôi là sau em nghỉ làm rồi mọi người nhá. Là sau em nghỉ việc rồi đấy ạ. Em nghỉ làm rồi mọi người, nghỉ bán hàng đấy ạ. Chị Hoàng Nga thấy comment của chị Hoàng Nga nhá. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ?
áo nam em không có, chuyển sang shop khác nhà em nhá. Shop nam nhà em được không chị? Jolie Trần nhá. Chị Thúy Dung tôn nữ. Alo alo, xin chào ạ. Chị Phạm Thị thấy comment của chị rồi này. Chị Thu Trinh ơi, em ở ngoài Hà Nội và cho em giao hàng trên toàn quốc đúng không ạ? Áo phao của em đây rất là dày và rất là ấm luôn đây ạ. Có hai túi này. Có túi. Hàng bên em toàn bộ là hàng cao cấp và hàng có size hết các chị nhá. Đây, hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết, chứ không phải bọn em bán hàng phi size đâu mọi người, lưu ý giúp em nhá. Cái dòng phao này là dòng phao cao cấp của nhà em và có size nhá. Size S, M, L, XL, 2XL. Và thời tiết bây giờ đang rất lạnh rồi, chỉ có 9 độ C thôi. Mọi người nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này, chỉ có 50k. Và bên em chỉ áp dụng với những chị chia sẻ thôi mọi người nhá. Đối với chiếc áo phao bên em xả với giá 50k này, bọn em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân này và 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm đúng không ạ? Cho bên em đúng không ạ? Chị Phương Linh Võ ơi, xin chào nhá, sợi chán thế. Xin chào chị nhá. Chị Xuyên Trần ơi, áo đang mặc của em có giá 50k một chiếc áo phao nhá, chị Xuyên Trần đúng không ạ? Chị Phương Linh Vũ thấy comment này. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Bao nhiêu cân mặc vừa chị ơi? Đây size nhà em đây. Size đây chị, đây là size M nhá. Đấy. S, M, L, XL, 2XL, 3XL đủ size. Bên em có hàng, bên em hàng phao có đủ size. Chứ không phải là bọn em bán hàng phi size nhá, bọn em toàn bán hàng có size hết mọi người này. Đây là hàng có size nhà em đây, nên không sợ là không vừa đâu ạ. Các chị mua hàng bên em các chị cứ yên tâm. Trường hợp như các chị mua về mà không vừa ấy thì bên em vẫn cho các chị đổi size đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm đúng không ạ? Để em xả chiếc áo phao này với giá 50k một chiếc áo phao đúng không ạ? Chị Thu Lan ơi, áo này hôm nay của em xả với giá 50k một chiếc chị nhá. Chị Kiều Ly ơi, ship bao nhiêu ạ? Ship của em sẽ là 30.000 thôi chị Kiều Ly nhá. Chị Miến Baby để em một chút xíu nữa. Chị Chit Bi Lam để em một chút xíu nữa đúng không ạ? Áo em xả trực đầu chương trình với giá 50k nhá chị Thảo Bi đúng không ạ? Chị Liên Nguyễn thấy comment của chị Liên Nguyễn rồi đi ạ. Chị bé Tít ơi, giá của bên em xả đầu chương trình với giá 50k thôi nhá chị nhá. Chị Thúy Phạm này, chị Thành Bi này, chị ND Trang này, mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông, em sẽ bắt đầu xả đúng không ạ? Hiện tại thì người xem đang rất là thấp luôn đấy ạ. Người xem bây giờ hiện tại chỉ có 980 người xem thôi, rất là ít luôn đấy ạ. Mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông một tí thôi, em bắt đầu xả luôn đúng không ạ? Mời giúp em mọi người nhá. Chị Quỳnh My ơi, L màu hồng nhé đây ạ. Màu hồng của em là màu hồng ruốc nhá. Hồng bên em sẽ là hồng ruốc đấy ạ. Hồng bên em sẽ là hồng ruốc này. Em mặc mẹ em nóng hết cả người rồi mọi người ạ. Hồng ruốc này, màu hồng ruốc này, màu nâu đồng này, màu đen đúng không ạ? Đấy, toàn màu đẹp thôi, bên em về toàn màu đẹp và toàn màu hot thôi. Đây là tay áo của nó đây mọi người nhá. Cái tay áo của chiếc áo này đây. Đây là tay áo của chiếc áo này mọi người nhá. Chất phao bên em quá dày luôn đúng không ạ? Rất là dày và rất là xuất sắc luôn đấy ạ. Thực sự rất là dày luôn. Bên trong thì các chị chỉ cần mặc một cái áo len thôi và bên ngoài mặc một cái áo khoác như này thì đủ ấm rồi đấy mọi người nhá. Chị Lan Anh ơi, thấy comment của chị Lan Anh rồi đó ạ. Đấy ạ. Em cảm ơn chị Trần Hiệp, mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm để em xả chiếc áo phao này với giá 50k một chiếc áo phao này được không ạ? Chị Mùa Hoa Cải ơi, để em một chút xíu nữa được không ạ? Chị Thạch Anh Love ơi, giá bán bao nhiêu? Giá bán của em mới xả với giá 50k thôi nhá chị ạ. Chị Thạch Anh Love được không ạ? Cho mình xem màu đỏ đi bạn, màu đỏ của em sẽ là màu đỏ tươi nhá chị Phạm Ninh nhá. Và với giá bán 50k của bên em, chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ thôi mọi người nhá. 3 lần trang cá nhân và 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm cho bên em được không ạ? Chị Nguyên Hồng ơi, thấy comment của chị Nguyên Hồng của chị nhá. Chị Nguyên Hồng thấy comment của chị rồi ạ. Size từ 40 cân cho tới size từ 40 cân cho tới 75 kg và hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết, đúng không ạ? Chị Bích Phượng thấy comment này, chị Thành Bi thấy comment này. Chị Quỳnh Hoa bên này máy giữa của em nhá, chị Quỳnh Quỳnh Cua nhá, đúng không ạ? Chị Quỳnh Cua ơi, máy giữa của em mà chị. Chị Lương thì Hồng Trang thấy comment này, chị Nguyễn Ngọc Yến này, chị Trần Ánh luôn này, chị Hợp Candy này, chị comment giúp em 50k kèm cả màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? Mọi người comment giúp em 50k này, kèm màu các chị thích, kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em để em chốt đơn cho chị với giá là 50k cho một chiếc áo phao ấm như này đúng không ạ? Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhé, để em xả áo này với giá 50k. Chị Hiền Tú ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Xin chào chị Nguyễn Hà nhá. Chị Chen Lê Lớp ơi, áo của em bên em hôm nay sẽ xả với giá 50k chị nhá. Chị Phạm thấy comment rồi, mọi người nhanh chóng giúp em được không chị? Nhanh chóng giúp em để em xả, nhanh chóng giúp em đúng không ạ? Chia sẻ giúp em nhanh chóng được không ạ? Chị Linh Minh thấy comment của chị rồi nhá. Chị Hồng Nguyễn thấy comment này, 50k cho một chiếc áo phao này, các chị có thấy đẹp không ạ? Và rất là ấm luôn mọi người nhá. Hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết này. Thời tiết bây giờ đang 9 độ C thôi. Các chị vào sau ơi, em xin nhắc lại cho tất cả những chị vào sau là chương trình hôm nay của bên em này sẽ là xả chiếc áo phao này với giá là 50k cho một chiếc áo phao này. Và với giá 50k một chiếc áo phao này, bên em chỉ áp dụng với những chị chia sẻ thôi mọi người nhé.
Yến này. Mọi người comment giúp em, bắt đầu comment cho nhé em đi ạ. Sao chẳng thấy comment đâu ở đâu ạ? Mọi người bắt đầu comment cho nhé em, 50k kèm màu các chị thích này, kèm theo cái số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng comment giúp em để em chốt cho các chị với giá 50k nhanh chóng được không ạ? Màu em mặc của em là màu hồng suốt á chị Thanh Thủy nhá. Chị Nguyên Nhung thấy comment rồi. Áo này mặc đi chơi Tết thôi là thực sự là quá ấm rồi. Nó không những ấm lại còn thời trang nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái màu em bên em ra là màu vàng đồng này. Màu vàng đồng rất là tôn da luôn. Và cái thứ hai của chiếc áo này đó là màu hồng ruốc nhá. Cái màu hồng ruốc này cũng cực kỳ là rất là tôn da luôn đúng không ạ? Mọi người rất là đẹp luôn mọi người nhá. Size thì có đủ size luôn. Đây hàng bên em sẽ size đủ size nên mọi người nhá. Đây hàng có đủ size đúng không ạ? Vâng ạ, ok chị Vi Trần đem tay đẩy một chút xíu nữa thôi được không ạ? Chị rồi nhá. 50k một trong một chiếc áo phao và bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm nha mọi người nhá. Hiện tại thì cái người xem đang khá đông nhá. Em chỉ sợ là bị ẩn comment thôi nên chị nào muốn sợ. Chị nào muốn không bị ẩn comment của mình thì các chị hãy nhớ chia sẻ nhá để mình không bị ẩn comment trên cái bài livestream của em để em nhìn tất cả mọi người trên cái livestream này của shop em đúng không ạ? Áo phao 50k một chiếc áo phao màu vàng đồng này, màu nâu đồng này, màu đen này, màu hồng ruốc có túi mọi người ạ. Có túi rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đây ạ. Size từ 40 cân cho tới 75 kg. Chị Hạnh Phúc Ảo ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Và bây giờ thì công việc của em là em sẽ chốt cái giá 50k này cho chị trong khoảng 2 phút nữa mọi người nhá. Trong khoảng 2 phút nữa thôi. Và bây giờ thì em sẽ phải dùng đến một cái đồng hồ bấm giờ mọi người nhá. Em sẽ phải dùng đến một cái đồng hồ bấm giờ và em sẽ bắt đầu tính giờ từ kể từ giây phút này ở đi nhá. Em chỉ bán cái giá 50k trong khoảng 2 phút nữa thôi mọi người nhá. Trong khoảng 2 phút nữa thôi. Và bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước cái khung giờ, trước cái thời gian mà bên em chuẩn bị quay số bây giờ mọi người nhá. Trước cái khung giờ mà em chuẩn bị quay số bây giờ. Nên các chị nhớ là chia sẻ để mình không bị để lỡ cái áo phao 50k của các chị đúng không ạ? Chị Tâm Vũ ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Chị Quỳnh Lưu thấy comment của chị luôn này. Mọi người nhanh chóng giúp em đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Và cái điều kiện để tham gia cái chương trình mua hàng bên em với giá 50k một chiếc áo phao này, các chị giúp em chia sẻ vào hội nhóm 3 lần trang cá nhân này, 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước cái thời gian bên em chuẩn bị quay số bây giờ. Mọi người lưu ý giúp em đúng không ạ? Trước thời phải chia sẻ trước cái thời gian mà chuẩn bị quay số mọi người nhá, thì mới được mua áo này với giá 50k trong một chiếc áo phao này. Đấy là điều kiện để tham gia cái chương trình mua hàng bên em với giá 50k trong một chiếc áo phao. Và thời tiết bây giờ thì nó đang rất là lạnh rồi, chỉ có 9 độ C thôi, 8 độ C đến 9 độ C thôi. Thời tiết đang rất là lạnh rồi mọi người ạ. Các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này trị giá 50k của shop em được không ạ? Màu nâu đồng chị nhá, chị ở Huệ Nguyễn này, chị ở nhà Nguyễn đúng không ạ? Màu này của em sẽ là màu hồng ruốc mọi người nhá. Cảm ơn chị. Màu hồng ruốc đúng không ạ? Chị Phương Nguyễn xin chào. Chị Chi Zom comment cho em số điện thoại của mình đi đúng không ạ? Rồi em chỉ bán cái giá 50k một chiếc áo phao này trong khoảng 40 giây thôi mọi người nhá. Lên điều kiện để tham gia chương trình mua hàng bên em với giá là 50k một chiếc áo phao. Em xin nhắc lại tất cả những chị vào sau là điều kiện này để tham gia chương trình mua hàng bên em với giá 50k trong một chiếc áo phao này. Các chị giúp em chia sẻ vào hội nhóm 3 lần trang cá nhân này, 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước cái thời gian bên em quay số, chuẩn bị quay số bây giờ mọi người nhá. Trước cái thời gian bên em chuẩn bị quay số bây giờ. Đúng không ạ? Em sẽ quay số như mọi khi nhá. Mọi hôm bên em quay số thì hôm nay sao em cũng sẽ quay số để tìm ra chủ nhân của những chiếc áo phao 50k của sao em trong buổi trong ngày hôm nay đúng không ạ? Mọi người nhá, chỉ còn 6 giây nữa thôi ạ, chỉ còn 6 giây nữa thôi là bên em sẽ kết thúc cái chương trình bán hàng 50k cho một chiếc áo phao này mọi người nhá. Và bên em công việc của em sẽ là bắt đầu đi quay số mọi người nhá. Bắt đầu quay số và tìm ra chủ nhân của chiếc áo phao này trị giá 50k. Và không biết chị nào hôm nay sẽ là người may mắn săn được cái áo phao của bên em hôm nay với giá 50k cho một chiếc áo phao màu hồng ruốc, màu nâu, nó nâu đồng của nhà em đúng không ạ? Cái màu nâu đồng và cái màu hồng ruốc thực sự là rất là khó kiếm luôn và cũng rất là khó nhập hàng luôn mọi người. Lưu ý giúp em đúng không ạ? Đấy. Chị nào từng là khách quen của nhà em rồi thì đã hiểu cách chơi và cách thức như nào rồi đúng không ạ? Mọi hôm thì bên cho em quay số thì hôm nay bên em cũng sẽ quay số mọi người nhá để tìm ra chủ nhân. Và bây giờ thì em sẽ bắt đầu quay số này. Vào cái đuôi số điện thoại của chị nào thì chị đó nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của bên em nhá. Vào đuôi số điện thoại chị nào thì chị đó nhanh chóng gọi điện về cái số điện thoại của bên em đây. Là số này đây. Để nhận, để bên em trao thưởng, trao phần quà là trị giá 50k một chiếc áo phao cho hôm nay. Cho những chị hôm nay mình may mắn nhất đúng không ạ? Mọi người chuẩn bị điện thoại cho nhà em mọi người nhá. Chuẩn bị điện thoại cho bên em để gọi điện đến số điện thoại cho bên em nhá. Các chị lưu ý giúp em này.
phải đúng số thì bên em mới nghe máy nhá, không đúng số thì chắc chắn là sao em sẽ không nghe máy và tắt máy đi rồi đúng không ạ? Để là tránh trường hợp khiếu nại mọi người nhá. Em quay vào số điện thoại nào thì chị đó nhanh chóng gọi điện về cái số điện thoại bên em đúng không ạ? Nào bắt đầu bây giờ thì em sẽ xin phép quay con số may mắn đầu tiên nào. Không biết là sẽ vào đuôi số điện thoại ở đây ạ. Em cũng đang rất là hồi hộp luôn. Không biết sẽ là đuôi số điện thoại ở đây đúng không ạ? Ok chị Mai Xuân nhá, rồi ạ. Con số may mắn đầu tiên hôm nay của em sẽ là rơi vào cái đồ số điện thoại là số một số rất là đẹp luôn ạ. Nó là số 67 mọi người nhá. Số 67 nào. Em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là 67, nhanh chóng điện thoại và cái số điện thoại bên em để bên em trao thưởng là một phần quà, một chiếc áo phao trị giá 50.000 cho một chị hôm nay đầu tiên may mắn nhất hôm nay đúng không ạ? Em cảm ơn chị Hạnh Dung nhá. Nào xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại số 67 đâu rồi ạ? Ở đây có đuôi có chị nào có đuôi số điện thoại 67 không ạ? Đuôi số điện thoại 67 đâu rồi ạ? Nhanh chóng gọi điện cho bên em để em mình quay số khác không, mọi người đang đợi được không ạ? Và em xin nhắc lại là điều kiện để tham gia chương trình mua hàng bên em với giá 50k một chiếc áo phao này là các chị sẽ giúp em chia sẻ vào hội nhóm 3 lần trang cá nhân, 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước cái thời gian bên em quay số mọi người nhá. Phải trước cái thời gian bên em quay số thì bên em mới tính, mọi người lưu ý giúp em được không ạ? Số 67 đâu rồi ạ? Em vẫn đang đợi máy đây, số 67 vẫn chưa ai gọi điện đâu ạ. 67 đâu rồi ạ? Để phần quay số tiếp theo bây giờ mọi người nhá. 67 đâu rồi ạ? 67 đâu rồi. Trong khi chờ đợi con số 67 thì em sẽ quay số với màn tiếp theo mọi người nhá. Đầu tiên là xin chúc mừng chị 67 đúng không? Không phải đây số 41 không phải. Xin chúc mừng đầu tiên chị 67 là đuôi số điện thoại 67 này. Chúc mừng 84 không phải nhá, 84 không phải đâu ạ. Rồi con số may mắn tiếp theo hôm nay của em sẽ là rơi vào số điện thoại ở đây ạ. Em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại 57 nha mọi người nhá. Đây số 67 mọi người, 57 nào, 57 chuẩn bị điện thoại nha em nhá. Đây là 67 mọi người nhá. 67 đây rồi, 67 nhá. Alo. Alo. Chị ơi, à, vâng. Chị ơi chị nhớ là chụp lại cho em những cái lần chị chia sẻ cho em trước cái thời gian bên em quay số chị nhá. 67 mọi người ơi. Rồi chiều nay bên em sẽ liên hệ chị sau chiều nay chị nhá. Ok chị rồi ạ. Các chị ơi số 67 nhà em có người gọi điện rồi nhá. Bây giờ sẽ là số 57 đúng không ạ? Mọi người ơi số 57 nào. Em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại 57, nhanh chóng đây em còn quay số tiếp theo đúng không ạ? Số 67 vừa xong nhà em có người gọi điện rồi nhá. Các chị ơi cho em số 57 đúng không ạ? Số 57 đâu rồi ạ? Em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại 57 ở đây. Trong tất cả những chị đang xem đây có chị nào có đuôi số điện thoại 57 không ạ? Thì nhanh chóng gọi điện cho nhà em nhá, theo số điện thoại này được không ạ? Để em còn quay số tiếp theo không, mọi người đang đợi đúng không ạ? Nhanh chóng giúp em nhá. Số 67 có người gọi điện rồi nhá mọi người nhá. Số 57 mới được mọi người nhá. Số 57 đâu rồi ạ? Đây 57 mọi người, 57 rồi nhá. Đây số 57 mọi người này. Alo. Facebook chị là gì đấy ạ? Chị heo còi đúng không ạ? Xin chúc mừng chị là... Ô, sao lại đang nói chuyện tắt máy đi chẳng hiểu sao mọi người ạ? Số 57 nhá. Để đợi chị gọi thêm sau. Mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ tiếp tục quay thêm một số may mắn tiếp theo. Không biết là sẽ vào đuôi số điện thoại ở đây ạ. Vào đuôi số điện thoại ở đây ạ. Alo ạ? Alo, em có chị đúng rồi, Facebook chị là gì? Thoa Lê, xin chúc mừng chị nhá. Là người may mắn tiếp theo đã... À, nhận được phần quà của em với giá là 50k chị nhá. Ok, bên sẽ liên hệ chị sau và chị nhớ là chia sẻ cho em trước cái thời gian bên quay số chị nhá. Ok, cảm ơn chị. Mọi người ơi, số 57 nha, em cũng có người gọi điện rồi nhá. Bây giờ em sẽ tiếp tục quay thêm một số màn tiếp theo nhá. Không biết sẽ là vào đuôi số điện thoại ở đây ạ. Em xin phép là quay con số may mắn tiếp theo mọi người nhá. Con số may mắn tiếp theo của bên em hôm nay sẽ là rơi vào số điện thoại, đuôi số điện thoại là 16 mọi người nhá. Vào đuôi số điện thoại là 16 đúng không ạ? Nào xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là 16 nào. Nhanh chóng điện thoại vào cái số điện thoại của bên em để bên em trao phần thưởng là một chiếc áo phao trị giá 50.000 cho một chị may mắn tiếp theo là chị thứ 3 ngày hôm nay đúng không ạ? Là một chị thứ 3 ngày hôm nay nhá. Đâu rồi ạ? Số điện thoại 57 đâu rồi ạ? Số điện thoại 57 đâu ạ? À 57 vừa xong người gọi điện rồi này. Số 16 mọi người nha, em xin lỗi, số 16 đâu rồi ạ? Đuôi số điện thoại 16 đâu rồi ạ? Nhanh chóng gọi điện nhà em với giá 50k. Và bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ trước cái khung giờ mà nhà em quay số thôi mọi người nhá. Chia sẻ trước cái thời gian bên em quay số thôi đúng không ạ? Số 16 mọi người nhá, số 16 không phải số 67 đâu ạ. Đó là điều kiện để tham gia cái chương trình mua hàng bên em với giá 50k cho một chiếc áo phao mọi người nhá. Nào xin mời chị có đuôi số điện thoại là số 16 đâu rồi ạ? Số 16 đâu rồi ạ? Ok chị Phương Trương ơi, chị Phương Trương nói thế chứ nào chị Phương Trương nhỉ? Số điện thoại 16 đâu rồi, em quay số điện thoại bên tiếp theo mọi người nhá. 16 đâu rồi ạ? Đây này chị Nguyễn Sobun có số điện thoại 16 mà chưa lấy điện này. Không thì trong khi chờ đợi cái số 16 thì bên em sẽ để đây và đợi cái số 16 đang gọi nhá.
hôm nay thì người xem nó cũng bình thường thôi, thì em sẽ xin phép là quay cho ba chị thôi. Và bây giờ em sẽ quay trở về cái giá gốc nhá, với giá là quay trở về cái giá gốc của cái mã này mọi người nhá. Em xin chúc mừng tất cả những chị hôm nay mình may mắn trúng mini game của nhà em với cái áo phao này, với giá 50.000 cho một chiếc áo phao này đúng không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ xin phép quay trở về cái giá gốc của chiếc áo này mọi người nhá. Những chị hôm nay mà trúng mini game của nhà em với giá 50k một chiếc áo phao này thì mọi người hãy chụp lại màn hình nhá và gửi qua inbox cho nhà em đúng không ạ? Để bên em sẽ chốt cái giá 50k cho tất cả những chị hôm nay mình may mắn trúng game của nhà em mọi người đúng không ạ? Bây giờ thì bên em sẽ kết thúc cái chương trình bán hàng 50k cho một chiếc áo phao này và quay trở lại về cái giá gốc của mã K3 nhá. Áo phao bên em này có mã là K3 này, các chị nghe giá nhá. Các chị nghe giá vậy và nghe mã thì bắt đầu hãy để comment mọi người nhá. Và khi các chị mua hàng bên em thì các chị phải để lại cho em theo đúng cú pháp, đó là mã sản phẩm này và cái số điện thoại của mình phải trên cùng một dòng comment thì bên em mới chốt được hàng cho các chị đúng không ạ? Giá gốc của bên em, ok chị Huỳnh Thị Kim Thi bắt đầu công bố giá gốc mọi người nhá. Giá gốc của sản phẩm này bên em này, mã của sản phẩm này bên em sẽ là mã K3 mọi người nhá. Mã K3 này, giá sale bên giá trên cửa hàng bên em đang bán với giá là 450, nhưng trong cái livestream này em sẽ giảm cho các chị từ 450 này giảm xuống còn 330.000 thôi cho một chiếc áo phao rất dày và rất ấm nhè đúng không ạ? Áo phao 330.000 một con áo phao này, 330 các chị nhá. Màu nâu đồng này, màu hồng ruốc này. Và hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết nhá, chứ không bao giờ cho em bán hàng phi size mọi người nhá. Hàng phi size thì sẽ không thể so sánh được với hàng có size được không ạ? Ok chị Messenger Việt Nam này, có thể là chị gọi điện nhưng mà người khác gọi trước chị nhá chị nhá, đúng không ạ? Ok chị Dương Anh này, em bán hàng, bắt đầu bán hàng rồi mọi người nhá. Bây giờ em sẽ bắt đầu nhận đơn hàng cho chị với mã sản phẩm là K3 nhá. K3 330.000 một áo phao này, rất là dày, rất là ấm luôn. Và thời tiết bây giờ hiện tại đang rất là lạnh rồi. Thời tiết ở Hà Nội bọn em đang là 8 độ C tới 9 độ C đúng không ạ? Số 16 ạ. Chị ơi số 16 ạ, số 16 có người điện chưa, có người điện không? Số 16 ai có điện không? Số 16, chị nào có số 16 thì gọi điện nhà em luôn mọi người nhá. Của em có giá là 330.000 một áo thôi. Size có đủ size S, M, L, XL và 2XL từ 40 cân này cho tới 75 kg. Mã K3 mọi người nhá, phải có mã K3 và số điện thoại thì các bạn bên em mới lên đơn hàng được. Cứ còn số điện thoại và có mã là bên lên đơn hàng, có số điện thoại có mã lên đơn hàng đúng không ạ? Thời tiết bây giờ đang rất là lạnh rồi các chị nhá. Đang quá lạnh rồi luôn rồi đấy ạ. Số 16, chị nào có số 16 điện thoại luôn nhà em nha, em nhé, em vẫn chưa có ai gọi số 16 đâu ạ. Phao nam em không có chị Bắc Thị Non nhá. Số 16 em phải chung cái gì đấy. Ship của em sẽ là 30.000 thôi nhá chị nhá. Chị Xuân có chị lần đầu tiên vào cửa hàng của bên em đúng không chị? 330.000 cho một con áo phao đúng không ạ? 330.000 một áo phao mã K3 thôi. Đây mọi người ơi, số 16 đây mọi người nhá. Số 16 đây này, em sẽ nghe về số 16 lớp 16 mọi người nhá. Alo. Rồi xin chúc mừng chị nhà bên sẽ liên hệ với chị chiều nay nhá. Chị nhớ là chia sẻ cho em trước cái khung giờ nhà em quay số mọi người chị nhá. Ok, cảm ơn chị bên sẽ liên hệ chị chiều nay. Mã K, kéo con men chị với. Mã K3 của em này có giá là 330.000 một áo này, cứ có mã vào số điện thoại. Tắt chuông đi. Cứ có mã vào số điện thoại là các bạn bên em sẽ lên hàng các chị đúng không ạ? K3 330. Hàng bên em là hàng có size hết chứ không phải bên em bán hàng phi size mọi người nhá. Không thể so sánh cái hàng có size và hàng phi size được đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là màu của sản phẩm bên em hôm nay toàn bộ là màu rất là thời trang luôn. Các chị ơi, rất là thời trang luôn. Màu nâu đồng và màu hồng ruốc là hai cái màu bên em là chủ đạo trong cái live buổi live ngày hôm nay đúng không ạ? Chị Phương Nguyễn, chị đừng nói thế nhá. Vừa xong có quay số rất là công bằng luôn chị Phương Nguyễn đúng không ạ? Có 3 số thì cả số 16 vừa xong nhà em cũng đã nghe máy lốt rồi, số 16 rồi nhá chị Phương Nguyễn đúng không ạ? 330.000 chị nào từ là khách quen của nhà em và mua hàng như nào chị sẽ biết như nào đúng không ạ? Còn những chị mà vừa mới vào cho em lần đầu tiên xong cứ nói linh tinh là em sẽ block luôn đấy ạ. Đúng không ạ? Áo bên em mã K3 này, áo len bên trong là 130.000 nhá. Áo len dài tay cổ trơn 3 phân, chất liệu len tâm là 130 này. Còn áo phao của em có giá 330. Bình thường cái áo phao này ở ngoài thị trường á, họ không có màu như của em đâu. Họ không hề có cái màu hồng ruốc và cái thứ hai là màu nâu đồng như của nhà em đâu, mọi người lưu ý giúp em đúng không ạ? Size của em đây sẽ là size S, M, L, XL và 2XL nhá. Chị Phương Nguyễn ơi, vừa xong số 16 bên em cũng đã nghe máy luôn rồi được không chị? Cho chị xem màu đỏ, chị ơi, đỏ tươi của nhà em đây chị nhá. Chị muốn lấy màu này comment giúp em mã K3. Em thấy đơn hàng K3 đang lên rất là nhiều mã K3 rồi đấy ạ. K3 rất là nhiều rồi đấy ạ. Đuôi số 16 vừa xong có chị gọi điện rồi chị Phương Nguyễn nhá. 16 như em có vừa chị gọi điện xong rồi đấy ạ. Vừa nghe máy là chị thứ 3 rồi chị nhá. Bên em chơi game nhưng cũng chơi rất là công bằng luôn đúng không ạ? Chứ không bao giờ có sự là một cái sự gì đó mọi người lưu ý cái mua hàng bên em đúng không ạ? Màu đỏ của em có màu đỏ
đỏ tươi chị Lila Quỳnh nhá. Thấy comment của chị Huệ Như này, 57kg mà cho em size L chị Vi Lan Nguyễn, 330.000 thôi. Các shop khác không bao giờ có màu như của nhà em luôn. Em nói thật luôn đấy ạ. Và giá không bao giờ dưới 450. Nhưng mà riêng nhà em bán trong cái livestream này là bán số lượng thì mới có giá 330 cho một con áo phao đẹp như này, dày như này đúng không ạ? Và hàng có size, không bao giờ cho em bán hàng phi size mọi người nhá. Shop em chỉ bán hàng có size thôi, không bao giờ cho em bán hàng phi size. Các chị có thể xem size tại đây nhà em đúng không ạ? Đấy, nhà em chuyên bán hàng có size nhá. Và bên em không bao giờ bán hàng phi size hết mọi người nhá. 330.000 cứ có mã K3 số điện thoại là các bạn bên em sẽ đơn hàng và không cần hỏi gì nhiều nhá. Chị Nga Khỉnh để lại mà số điện thoại nhưng mà không có mã K3 như mọi người thì đơn hàng sẽ không có đơn hàng đâu ạ. Size S, M, L, XL, 2XL. Hàng bên em hàng có đủ size S, cứ có mã K3 330 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện. Shop em này, shop em có tất cả các màu như sau này, màu hồng ruốc này, màu nâu đồng này, màu đen này, màu đỏ tươi này, 330 cho một chiếc áo phao đẹp như này các chị có đáng đồng tiền bát gạo không ạ? Các shop các em thấy toàn bán 499.000 này, 699.000 này, 650.000 cho một chiếc áo phao nhưng shop em chỉ có bán có 330.000 thôi, các chị thấy rẻ không ạ? Bên em mà chuyên bán buôn, chuyên thành ra mà cái giá lẻ nó chỉ chênh hơn giá xỉ một chút xíu thôi mọi người nhá. Chất phao thì không phải nói luôn. Và chị nào từng là khách quen mua hàng nhà em mua như nào rồi, khách quen mua hàng nhà em nhiều lần như nào rồi. Và các chị có thể xem những cái phản hồi của khách về tất cả các sản phẩm bên em trong cái phần album ảnh nhá. Mọi người có thể vào trong album ảnh của nhà em này có những cái feedback, có những cái phản hồi của khách hàng khi mua hàng bên em đúng không ạ? Nên các chị mua hàng bên em, các chị đặt niềm tin khi mua hàng bên em, không vừa là bên em sẽ cho khách đổi size đúng không ạ? Cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ lên đơn và gọi điện cho các chị để chốt màu, chốt size sau mọi người nhá. Đang mặc size S nhá chị Nguyên Ly nhá. Đang mặc size S luôn đúng không ạ? Cứ có K3 330 và số điện thoại, màu vàng đồng và màu nâu đây, không nhà nào có đâu ạ. Số 16 chị ơi, số 16 vừa xong có chị gọi điện rồi nhá chị Minh Loan đúng không ạ? Màu đỏ của bạn, màu đỏ tươi của nhà em đây, đỏ tươi chị nhá. Mặc màu đen đi chị, màu đen của nhà em đây chị. Màu đen của nhà em đây, phao bên em sẽ phao rất là dày luôn mọi người nhá. 330 cho một chiếc áo phao thôi. Không shop nào bán rẻ shop em luôn. Cái thứ hai nữa là hàng bên em toàn bộ da toàn màu đẹp thôi, màu hồng ruốc mọi người này. Cái màu hồng ruốc này. Cái màu hồng ruốc các chị có thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Màu hồng ruốc, màu nâu đồng này, màu đen 330.000. 60kg mặc cho em size XL nhá. Bây giờ là em thấy K3 đang lên rất là nhiều các máy của em rồi. Mọi người cứ để lại cho em mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện sau. Em chỉ là nhân viên live thôi, mọi người lưu ý giúp em được không ạ? Màu nâu đồng, màu hồng ruốc này, màu đỏ này, màu đen. Chị nào mà người mập các chị có thể mặc cho em sang màu tông màu đen cho nhà em. Đi chơi Tết mọi người chỉ cần khoác thêm cho mình một cái áo phao màu hồng nút thì em thôi, quá đẹp luôn mọi người nhá. Chỉ cần khoác ra ngoài mặc một chiếc áo phao này này. Sau đó là các chị mặc thêm một cái váy maxi nhá. Cái váy maxi nó sẽ dài, nhà em bán luôn váy maxi là 150 mọi người nhá, váy maxi của em nhá. Chị Nhã Đức Nguyễn ơi, thấy comment của chị rồi, áo phao 330.000 nhá. Bây giờ comment nó trôi quá nhanh rồi là em không thể đọc được comment tất cả mọi người đâu. Nên các chị giúp em mà muốn mua cái mã K3 330.000 thì comment giúp em nhá. 330, 330.000, màu nâu đồng, màu hồng ruốc, màu đen, màu đỏ tươi đúng không ạ? Cứ có K3 và số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện sau nhá. Áo len bên trong của em là mã V99, 130.000 áo len là V99 130 này, có 10 màu. Còn áo phao của em chỉ có 4 màu thôi nhá, màu nâu đồng. Áo có mũ luôn chị ạ, áo bên em hàng có mũ luôn mọi người nhá. Áo có mũ. Ôi giời, mã K3 của em nó lên kinh khủng luôn mọi người, là K3 quá nhiều luôn mọi người nhá. Chứng tỏ là cái áo này đẹp đúng không ạ? Chứng tỏ cái áo này màu đẹp đúng không ạ? Màu đẹp này. Cái màu nâu đồng này, làm gì có ai bán cái áo này màu nâu đồng đâu đúng không ạ? Và làm gì có ai bán cái áo màu hồng ruốc của em, màu ruốc đậm mọi người nhá. Hồng ruốc đậm có ai bán không ạ? Không có nhà nào bán đúng không ạ? Và chỉ có nhà em mới bán thôi mọi người nhá. K3 330.000 nhá. Áo len của nhà em kéo vào album ảnh của nhà em xem hình cho nhà em nhá chị Uyên Trần nhá. Màu đỏ tươi của nhà em đây chị ơi, đỏ tươi của nhà em 330, 330.000 mã K3 nhá. Áo phao có mũ chị ơi. Áo phao có mũ luôn. Đây. Làm gì có ai bán màu nâu đồng không ạ? Có nhà ai bán không đồng, chỉ có nhà dáng mi mới có thôi mọi người nhá. Chuyên độc nhất vô nhị và không bao giờ đụng hàng nhà nào hết mọi người nhá. Màu đỏ tươi của em, chị comment giúp em màu đỏ tươi đi chị nhá. K3 330 và số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? Có mũ sau là em thấy luôn K3 đang lên rất là nhiều mà K3 330.000 rồi đấy ạ. K3 màu nâu đồng, K3 màu hồng ruốc, K3 màu đen, K3 màu đỏ, 330.000 phải có K3 và số điện thoại mọi người nhá. Em thấy K3 đang lên rất là nhiều các bên rồi đấy ạ. K3 rất là nhiều rồi mọi người nhá, chúng ta là cái độ hot của áo này quá đẳng cấp luôn đúng không ạ? 330 thôi rất là rẻ luôn đúng không ạ? Chỉ có 330 thôi. Không có shop nào bán cái màu của nhà em đâu, đấy là em khẳng định một điều và 100% luôn là không có nhà nào bán hàng của nhà em, không có nhà nào có cái màu hồng ruốc của nhà em và không có ai có cái màu nâu đồng của nhà em đúng không ạ? Màu nâu đồng thì mặc quá tôn da rồi đúng không ạ? Cái áo phao màu nâu đồng thì mặc là quá xuất sắc luôn đúng không ạ? Màu nâu đồng đây mọi người ơi, chỉ có 330.000 thôi. Mặc đi chơi Tết thực sự là quá rẻ, quá là xinh luôn đúng không ạ? Chỉ
cần mặc một cái áo len bên trong, một cái áo kín cổ bên trong và khoác thêm một cái áo phao ra ngoài thôi đã là đủ ấm lắm rồi. Bởi vì sao? Cái áo phao bên em, cái chất phao nhà em mọi người nhìn này, cái chất phao nhà em nó rất là dày luôn mọi người nhìn này, có dày không ạ? Đây, màu nâu đồng nhà em đây, phao rất là dày. Chị nào mua hàng nhà em nhiều lần rồi sẽ biết như nào chứ. Bây giờ trên live thì nó comment nó trôi nhanh, em không thể trả lời kịp comment tất cả mọi người đâu ạ. Nên bây giờ là cứ có mã K3 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện cho mọi người sau nhá. Em chỉ là nhân viên livestream thôi. Chị Quang Minh ơi đây. Và chị Phượng Loan ơi, size bên em đây chị ạ. Không thể đi so sánh với hàng phi size và hàng có size được đúng không mọi người? Đúng không ạ? Không thể đi so sánh cái hàng phi size và hàng có size được mọi người nhá. Không thể so sánh được. Hàng bên em toàn bộ đúng rồi, hàng Quảng Châu chị Hương Lê nhá. Màu nâu đồng, màu hồng suốt, màu đỏ, màu đen đúng không ạ? K3 số điện thoại. Size to nhất bên em sẽ là size 2XL thôi chị Lan Trần nhá. Size 2XL là size to nhất của chị áo phao này. Đây là size S đang mặc trên người em, là size S. Đây là size M này. Size M đây, hàng có size hết nhá, chứ không phải hàng phi size đâu. Cho em chuyên bán hàng có size mọi người nhá. Cứ có mã K3 và số điện thoại là bên em sẽ liên hàng nhá. Bên em không chị Quang Minh nhá, bên em là livestream trực tiếp này rồi nhá chị nhá. K3 số điện thoại của mình 130.000 à 330.000 mọi người nhá. Màu đen của nhà em thì đây chị ơi, màu đen của nhà em đây chị nhá, chị Hương Ruby này. Em thấy đơn hàng K3 rất là nhiều rồi đó. Mọi người giúp em nhá, comment giúp em thật đúng cú pháp mã K3 và số điện thoại. Ok chị Nguyễn Hà nhá. 330 mã 330.000 đây, áo phao của nhà em đây chị ơi. Cảm ơn chị kéo phao em ơi, cảm ơn chị với 55kg mặc cho em size L chị Nana nhá. Chị Huệ Như ơi, em khoảng 47kg chị nhá, 47kg đây. Áo phao nhà em đây, dáng phao nhà em đây ạ. K3 nhà em đây, mặc đi chơi Tết thực sự là rất là đẹp luôn mọi người nhá. 330.000 mã K3 thôi, mọi người comment nhanh giúp em mã K3 và số điện thoại của mình nhá. Em ra ngồi đây. K3 chị cùng một dòng cho em nhá. Chị ơi, nóng kinh khủng mọi người ơi. Không nhá chị Thiên Trang ơi, đây có túi đấy chị ơi, túi này. Ngay túi lên mọi người đây, túi nhá. K3 nhà em có màu nâu đồng này, màu hồng thuốc này rất đẹp luôn nhá. Cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nó nhanh được không ạ? 43kg chị Phương Ngô mặc cho em size S nhá. Chị Phạm Hằng ơi, comment giúp em theo mã K3 và số điện thoại đi. Em đã ghim rất rõ ràng trên bài viết đó là K3 330.000 rồi đúng không ạ? Đây chị ơi, mặt sau của áo đây chị nhá. Mặt sau của nhà áo thì em đây ạ. Mặt sau đây, mặt sau nhá. Áo phao rất là dày. Nó kêu rồi. Chị Thu Lê ơi, 50kg mặc cho em size M nhá. 50k bên em hay bán đầu chương trình nha chị, vào hơi muộn đúng không ạ? 58kg chị Nguyễn Hà mặc cho em size L nhá. 55kg chị Bích Ngọc mặc cho em size L luôn đúng không ạ? Mặt trước mặt sau của nhà em đây mọi người nhá. Đây là mặt trước mặt sau của nhà em này đây. Mặt sau của nhà em này nhá, quá dày và quá ấm áp luôn đúng không ạ? Cái con này là quá dày luôn mọi người nhìn này, chất rất là dày luôn. Tay phao bên em này rất là dày luôn. Màu nâu đồng này, nâu đồng hồng ruốc này. Nâu đồng hồng ruốc này, màu đen này đúng không ạ? Chân váy của em thì em sẽ bán sau chị ơi, em đang like cái mã này chị nhá. 330 này. K3 em thấy K3 lên rất là nhiều, K3 330 rồi. Các chị ơi, các chị đừng tiếc một vài chục nghìn mà đi mua cái hàng phi size là cái nhất. Cái thứ hai là không đẹp, cái form dáng không đẹp thì mọi người đừng mua nhá. Đấy em thật đấy ạ. Không nhá chị nhá, mũ không tháo giờ được, đây là mũ liền chị ạ. Đổi sang mặc đen đi, ok chị Hương Ruby màu đen của nhà em chị nhá. Màu đen của em đây. Đen này, nâu đồng này, hồng ruốc này, toàn những màu đẹp thôi đúng không ạ? Chị ơi giá 330.000 nhá chị nhá. Chị Thu Lê mua muốn mua 50.000 thì chị vào hơi muộn. Thường thường bọn em bán cái giá 50k là bọn em quay số nhất vào số điện thoại nào thì chị đó sẽ là người may mắn mua được áo phao 50.000 nha chị Thu Lê đúng không ạ? 40kg chị Hoa Hồng có gai mặc size S cho em cho xinh thì nhá. Ship của em 30.000 thôi các chị nhìn này. Em thấy các shop khác bán áo phao toàn 500-600.000 thôi. Nhưng mà em chỉ bán 330.000 thôi mọi người nhá, nhưng mà toàn màu đẹp thôi. Tại vì em chuyên bán xỉ nên thành ra là cái giá xỉ nó sẽ hơn cái lá lẻ một chút xíu thôi mọi người nhá. Đây chất phao của em đây chị ạ, chất phao nhà em đây, chất rất là dày luôn. Đây hàng của em, hàng có size này. Hàng có size hết nhá. Em không có chị Nguyễn Hằng nhá. Cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nó nhanh nhá chị nhá. Em chỉ là nhân viên live thôi cho nó dễ được không ạ? 60kg mặc cho em size XL chị Bùi, chị Đạt Ngô Quang đúng không ạ? Chị Trang Quỳnh ơi, 60kg mặc cho em size XL nhá. Em ở ngoài Hà Nội và sau em giao hàng trên toàn quốc, chị Hoàng Ngọc Khuê nhá. Chị Nga Khởi Ngơi 49kg mặc cho em size S cho nó xinh nhá. 49kg mặc cho em size S cho xinh đúng không ạ? Bây giờ cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nó nhanh đúng không ạ? Xong các bạn bên em còn gọi điện chốt là hàng một lần nữa mới gửi hàng đi, chứ bên em không phải tự dưng bên em gửi hàng đi đâu ạ. Mặc được nhá chị Thu Thủy ơi, mặc quá đẹp luôn. Chỉ có 330.000 một áo phao thôi, các số khác toàn bán 499.000, 550.000 một áo phao, nhưng số em chỉ bán hàng với giá là 330 thôi. Và hàng bên em không có mũ lông mọi người nhá. Nó không có mũ lông thành ra là ai có thể mặc được luôn, đó là không kén người. Riêng cái hàng phao mũ không có lông này thì không hề kén người một tí nào hết mọi người nhá. Ai cũng có thể mặc được cái áo phao nhà em, đó là hàng phao không hề có lông luôn, mọi người lưu ý cho em đúng không ạ?
đấy. Áo có lông thì thành ra mặc nó hay bị kén người ấy mọi người, đúng không ạ? Hàng có lông mũ thành ra mặc rất là kén luôn. Và mình kết hợp với cái áo, cái quần jean rất là khó luôn mọi người nhá. Chị Phạm Nhật Lệ 53 mặc cho em size M nhá. Chị ơi, màu nâu đồng bên em hay chị ạ? Nâu đồng bên em hay chị ạ? Tôi có mã 3K33330 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau nhá. Chị Min Min mặc cho em size S này. Bây giờ em không thể trả lời kịp comment tất cả mọi người đâu, nên các chị giúp em muốn mua cái mã này thì comment cho nhà em mã K3 và số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng giúp em, cho các bạn gọi điện cho nhanh đúng không ạ? Chốt hàng cho nhanh và gửi hàng nhanh nhất mọi người nhá. 39 mặc cho em size S thôi nhá chị gì nhá. Chị Hoàng Thúy ơi, mặc cho em size S. Màu đen của em ấy chị ạ, màu đen của nhà em đây 330 nhá. Chất phao đây. Rất sexy luôn, rất là đẹp luôn và giá cũng rất là rẻ luôn. Số em chỉ bán có 330, các số khác bán 550.000 một áo thôi mọi người ạ. 61 mặc cho em size XL, đây là size M chị Ly Hoàng, đây là size M là chị Ly Hoàng nhá. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 75 kg, S, M, L, XL và 2XL các chị nhá. Đây chị ơi đây ạ. 40 cân cho tới 75 kg và hàng bên toàn bộ là hàng có size hết đúng không ạ? 330.000. Bây giờ mà để đi kiếm một cái áo phao mà cái màu nâu đồng này, sao là cái màu hồng giúp này, có thể khó mà, quá khó luôn đúng không ạ? Cái màu nâu đồng và màu hồng giúp thực sự là rất là khó kiếm luôn mọi người nhá. Là mọi người lùi giúp em đúng không ạ? Ok, chị cỏ dại đi ạ. 3330 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá, chị Triệu Kim Vân nhá. Phải có số điện thoại đi ạ, có mã và số điện thoại thì các bạn bên em sẽ gọi điện cho mọi người sau đúng không ạ? Chỉ còn sau em chỉ bán hàng chị ơi, cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sau gọi điện nhé. 1350. Cứ có mã K3. Ok chị Nga, Thành chỉ lấy xe comment giúp em nhé. Mã kèm số điện thoại của mình nhé, trên cùng một dòng comment giúp em này. Áo phao nam chuyển sang shop mắc men cho nhà em chị Lê Trinh nhé. Chị Phương Loan ơi, chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại đi. Chị không cần phải comment màu đỏ đâu ạ. Chị cứ comment cho nhà em mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nhanh thôi. Em chỉ là nhân viên live cho mọi người nhé. Em không nhận ship nước ngoài chị nhé. Màu đen của em là chị Hoàng Thúy đây, màu đen của em đây ạ. Màu đen đây mọi người nhá, màu đen đây. Áo bên trong, áo len của em 130 chị ạ, mã V99130 nhá. Màu của em quá đẹp luôn, màu nâu đồng này, màu hồng giúp, toàn những màu đẹp thôi. Bây giờ đi kiếm một cái áo phao màu hồng giúp làm gì có đâu ạ. Số em chỉ bán hàng khoảng 15 hôm nữa thôi là bọn em nghỉ Tết rồi mọi người nhá. 15 ngày nữa thôi là bọn em nghỉ Tết rồi là bưu điện không nhận chuyển hàng đâu mọi người nhá. Mọi người muốn mua cái mã này nhà em thì mua luôn cho bên em đi ạ. 57 mặc cho em size L chị Kim nhá. 50 mặc cho em size M chị Nguyệt Thu nhá. Em thấy đơn K3 từ lễ giờ lên bao nhiêu rồi đấy ạ? K3 quá nhiều K3 hôm nay rồi mọi người nhá. Chứng tỏ là cái độ hot của áo này quá đẳng cấp luôn mọi người nhá. 330 thôi. Màu hồng ruốc này. Đây, mặt trong đây. Toàn này em là toàn hàng cao cấp và hàng sexy hết mọi người nhá. Chị Trần Hương này, chị Phương Loan này. Chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại như mọi người đang comment giúp em được không ạ? Tại vì em đang nó comment nó trôi nhanh ấy. Em không thể đọc được comment và không thể trả lời kịp đâu ạ. Nên chị các chị giúp em comment lại cho đúng cú pháp nhá. K3 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em nhé. 330 330.000 mã K3 các chị nhá. 330. Nam không mặc được anh ơi. Nam thì may ra mặc màu đen thì được anh ạ. Chị Thùy Dung xin chào, chị Hà Vũ mặc cho em size S này. Bây giờ cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện. Màu nâu đồng này, màu hồng giúp này, màu đen đúng không ạ? Nâu đồng, hồng giúp đen và áo bên em toàn bộ là hàng có túi này. Chất phao thì không phải nói. Chất phao rất là căng luôn mọi người. Căng không? Có thể mọi người thấy căng không ạ? Chất phao nó quá căng luôn ý. Thành ra là mặc lên rất là đẹp luôn ý ạ. 330.000 nha chị nhá. 330 sau không nghe thấy hết gì hết em. Chị Thùy Dung, chị Phương Loan cho xem màu đỏ, màu đỏ tươi của nhà em đi nhá. Đỏ tươi của nhà em đấy chị comment giúp em mã là K3 số điện thoại của mình luôn đi ạ. Chị Nguyệt Hồng cũng thế, cho chị màu đen comment giúp em đi ạ. Cứ có số điện thoại và có mã là được lên đơn hàng, thế là xong cho nhanh đúng không ạ? 70 kg mặc cho em size 2XL chị, khó thở nhá. Đây là size M chị ạ, đây là size M. Hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết nhá, chứ không phải hàng phi size đâu ạ. Hàng cho em toàn bộ là hàng có size hết mọi người, đây là size M. Đang mặc trên người em là size S. Đây là size M này, size M đây. Size L này, size XL này và size 2XL sẽ to và nó dài rất là nhiều mọi người nhá. Màu hồng giúp các chị Trang Quỳnh nhá, 70 kg mặc cho em size 2XL comment giúp em đúng cú pháp đi ạ. K3 330 330.000 mã K3 nhá. Em không có đồ nam anh nhá. Size ở ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc chị X con nhá. 330. Mũ nó như bình thường thôi, chị Hương Phạm ở đây mũ là bình thường mọi người này. Màu nâu đồng nhà em đây. Cái màu nâu đồng mà các chị ơi hơi bị khó kiếm luôn mọi người nhá. Áo phao màu nâu đồng này, còn hồng ruốc này là có thể khó kiếm không? Chị quả lắm. Chị Hương Ruby ơi, chị Hương Ruby muốn lấy màu đỏ comment giúp em màu đỏ tươi nhá. Comment giúp em màu đỏ và kèm theo cái số điện thoại của mình luôn giúp em đúng không ạ? Em ngại thay em chị Thúy Trần ơi, chị có thể đặt hàng cho nhà em đúng không ạ? Đây ạ. Màu như nhau thôi đấy ạ. Thực
ra là kiểu dáng như nhau thôi, miễn là nó chỉ khác nhau là khác nhau về màu thôi chị nhá. Chị Hân em ơi, 65kg mặc cho em size XL, chị comment cho chị Vui em này, chị Hân Nelly này, chị Nulani này, chị Thùy Minh đang comment đi ạ. Comment giúp em theo đúng cú pháp nhá. 330 chị Lê Huyền ơi. Ôi nhiều chị hỏi em là 50kg có vừa không, ở 60kg có mặc vừa không. Thế này thì em trả lời kịp làm sao được các chị, khổ thật đấy ạ. Em không thể trả lời kịp đâu ạ, em mọi người giúp em để lại K3 số điện thoại của mình được không ạ? Màu hồng rước size S đúng rồi, chị comment giúp em K3 số điện thoại mình 330.000 thôi đúng không ạ? Màu đen của em đấy chị ơi, màu đen của nhà em như là áo phao đen bình thường chị ở đây này. Ủa rồi đẹp lắm chị ạ. Chỉ có 330, các shop khác toàn bán 400-500.000 cái áo phao, nó shop dáng mi nhà em chỉ bán một cái áo phao có 330.000 thôi là quá rẻ, tại bọn em bán số lượng mọi người nhá. Chị Phương Loan, chị lấy màu đỏ của chị đây chị ạ, đây màu đỏ của chị đây nhá. Đỏ đây. Nó như nhau hết, nó khác nhau ở màu thôi chị Phương Loan nhá. Chị Trần Hương cũng thấy comment cho em mã K3 và số điện thoại như mọi người đang comment đi ạ. Đỏ tươi, đỏ của em đỏ tươi nhá, các chị lưu ý giùm em này, đỏ của em là đỏ tươi chứ không phải là đỏ đô mọi người nhá. Đấy, các chị comment thì có phải nhanh cho em K3, em thấy đơn hàng lên K3 rất là nhiều này. Bán hàng bán hàng thì chả khổ, cảm ơn chị An Nam Nguyên đó. Đấy, các chị có hiểu cái nỗi lòng của người bán hàng không ạ? Khổ thật đấy. Nhiều người cứ hỏi em ấy mà em không thể trả lời kịp được ấy ạ, khổ thật đấy ạ. Đây này, chị Nguyên Hoàng comment K3 không có K3 này, có mỗi đen 50kg số điện thoại bên em đơn hàng chị đằng sau được không ạ? Đây chị ơi, màu đằng sau của nhà em đây chị nhá, đằng sau nhà em đây, mặt sau của áo này. Đây, mặt sau của áo đây mọi người nhá. Áo phao rất là dày luôn. Quá dày và quá dày dặn và quá đẹp luôn nhá. Mặc vô cùng ấm mát trong cái thời tiết mà chỉ còn 15 đến 20 ngày thôi là Tết rồi. Mọi người nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này trị giá 330 của shop em đúng không ạ? Chỉ có 330.000 thôi. Em thấy K3 lên rất là nhiều, là cảm ơn chị Thùy Dung Tôn nữa này, chị Mỹ Ngọc này, chị Dương Cương này, chị Lê Huyền, chị Thủy Minh, chị Phạm Phương này, chị Kim Mai này, chị Phạm Ninh này, chốt là tất cả mọi người mà K3 đúng không ạ? Các chị cứ lên K3 và số điện thoại thôi là các bạn em sẽ gọi điện. Chị ơi, bây giờ là em còn những chị đằng sau em không thể bỏ chị xem được nữa, chị Phương Loan có thể thông cảm giúp em được không chị? Cảm ơn chị Hân em nhá, cảm ơn chị Trần Hương, cảm ơn chị Nguyễn Thu Hằng này, cảm ơn chị Cún Mai, cảm ơn chị Thủy Minh K3 này, cho chị coi màu áo. Chị ơi, màu của em sẽ là màu hồng rước, màu nâu đồng chị ạ, màu nâu đồng. Các chị ơi, áo phao màu nâu đồng có thấy khó kiếm không ạ? Mọi người thấy khó kiếm cái màu áo phao màu nâu đồng và màu hồng rước của nhà Giáng My không ạ? Rất là khó kiếm luôn đúng không ạ? Chị Hương Dubi, thông cảm giúp em chị nhá, chị có thể comment giúp em theo đúng cú pháp đúng không ạ? K3 và số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng comment giúp em nhá. Đây là màu của nhà em này, màu nâu đồng này. Mặt sau của áo đây, là mặt sau của áo đây. Đây, mặt sau đây là size S mọi người nhá, size S đây. Và hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết mọi người nhá, đây là size M đây. Bây giờ cứ có K3 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện cho các chị sau nhá. Cứ có mã và số điện thoại là bên em sẽ tự động lên đơn cho nhanh và các bạn bên em sẽ gọi điện đúng không ạ? 330 chị Xuân Heo nhá, 330.000 một chiếc áo phao này, 330 một chiếc áo phao đây. Bạn ở Đài Loan à? Không, em ở Hà Nội mà chị, em ở ngoài Hà Nội chị ạ. 330.000 nhá chị Thu Pim Minh nhá, 330. Ship Kim Văn Kim Nũ của em 30.000 thôi chị ạ. Ở Hà Nội là 25.000, còn đi các tỉnh là 30.000. Giá của em là 330.000 cho một chiếc áo phao đẹp như thế này, dày như này và cái màu sang chảnh như của sao em nhỉ đúng không ạ? Chỉ có 330 thôi, màu hồng nút, màu nâu đồng. Chị nào ở trong tủ quần áo của mình chưa có cái áo phao màu nâu đồng, màu hồng nút thì hãy nhanh chóng sắm cho mình ngay một chiếc áo phao này. Bên em các shop khác bán toàn 400-500 một chiếc áo phao, nhưng mà riêng shop Giáng My bên là chuyên bán xỉ, thành ra là cái giá xỉ nó chỉ chênh hơn cái giá lẻ vài chục nghìn thôi mọi người nhá. Và em là bọn em bán hàng lấy công làm lãi thôi, các chị mua hàng bên em có thể cảm thông cho nhà em đúng không ạ? Chị Trần Hương ơi, K3 màu đen 58 mặc cho em size L thôi, cho comment giúp em nhá. K3 số điện thoại đây là size M, chị đây là size M này, còn cái size L sẽ to hơn nhá chị nhá, K3 sẽ dài hơn, size to hơn và rộng hơn nhá. Em thấy đơn K3 lên vẫn lên rất là nhiều rồi nhá. Số em ở ngoài Hà Nội và số em giao hàng trên toàn quốc chị Hoàng Thúy nhá. Màu đang mặc của em là màu hồng nút chị Mỹ Khanh nhá. Chị comment tất cả mọi người đang comment như chị Thu Hà, chị Hường này, chị Dương đang comment, chị Hoàng Thúy, chị Thúy Trần này, chị Trần Hường này, bên này này, chị Nguyễn Thoàn đang comment nhá. Phải có K3 nhá và số điện thoại thì các bạn bên em mới lên hàng được nhá. Những chị nào mà comment vừa xong mà không có K3 thì đơn hàng không được chốt đâu ạ. Tại vì sẽ bị chốt đơn hàng, tại vì là bọn em thường lọc theo phần mềm ấy. Nó sẽ ra một loạt mã K3 và số điện thoại cho các bạn bên em sẽ gọi điện cho nhanh đúng không ạ? K3 màu hồng nút rất là đẹp luôn mọi người nhỉ, màu nâu đồng, màu hồng nút, 330.000 một áo phao, mã K3 330 cho một con áo phao rất là đẹp luôn mọi người nhỉ, rất đẹp luôn nhá. Cái K3 từ lấy đến giờ lên rất là nhiều mã K3 rồi đấy ạ. Cái màu hồng nút và màu vàng đồng bên, màu vàng đồng này, màu nâu đồng bán rất là chạy luôn. Vì bởi vì sao, bởi vì cái nâu đồng này ấy mặc lên rất là tôn da luôn,
bên em trong cái live hôm nay thì sẽ có hai màu chủ đạo, đó là tông màu hồng nút này và cái tông màu nâu đồng, là cái hai cái tông màu hôm nay là bọn em đặt chủ đạo đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Chị Vương Minh ơi, bên em không dùng dịch vụ đồng kiểm nhá, bên bạn live stream trực tiếp này rồi chị nhá. Trường hợp chị mua về chị mặc không vừa, bên em sẽ chị đổi size luôn chị nhá. Chị yên tâm, kim hoàng của bên em đúng không ạ? Khổ thật đấy ạ. Chị Tuệ Di ơi, 330.000 cho một chiếc áo phao này nhá. 330 một chiếc áo phao màu hồng nút. Màu hồng nút bên em sẽ là màu hồng nút đậm mọi người này, chứ không phải là màu hồng nút nhạt 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 đâu mọi người nhá. Và hàng bên em sẽ toàn bộ là hàng có size hết. Các chị có thể xem size nhà em đây, chứ nhà em không bao giờ bán hàng phi size hết. Mọi người đừng so sánh cái hàng phi size và cái hàng có size như nào mọi người nhá. Hàng có size là khác hoàn toàn với cái hàng phi size mọi người nhá. Hàng có size khác hoàn toàn với hàng phi size hết mọi người nhá. 330. Chị ơi, chị Anh Duy nâu đồng đấy chị ạ. Nâu đồng rất là nổi da nhá. Rất là nổi da luôn đúng không ạ? 330.000 nhá chị Tuệ Di này. Chị Vũ Hằng ơi, 64kg mặc XL. Chỉ có một chỉ có 330.000 thôi, 3 tờ 100.000 với cả 30.000 thôi, thế là mình có mặc áo rồi đúng không ạ? Đây chị ơi, dáng áo bên em xinh nhỉ chị nhá. Quên mất chỗ xem dáng áo mọi người này, đây dáng áo bên em đây. Rất là ấm áp luôn nhá, màu hồng nút. 330 nhá chị Phượng Thu Phương nhá. Em không có dáng dài nhá, dáng dài nó sẽ hơi kén người mặc nhá chị Minh Thùy nhá. Dáng dài thực sự là rất kén người mặc luôn mà em không được về đúng không ạ? Chị Phan Huyền Trang thấy comment rồi, 40kg mặc cho em size S nhá. Cứ có mã K3 330.000 vào số điện thoại là các bạn em sẽ gọi điện cho các chị sau nhá. Em không chị Vân Vũ ơi, em đã live stream trực tiếp như này rồi. Đó là người thật việc thật nhá, em không bán hàng up hình ảo tung chảo đâu là mọi người đừng lo. So với em chỉ bán hàng live stream thôi, là dáng dài không có chị Bùi Hương ơi, không có hàng dài đúng không ạ? À, đây chị ơi, đây là mặt trước của áo này, đây là mặt sau của áo nhá, mặt sau của áo đây, áo phao bên em đây. Áo phao rất là đẹp luôn mọi người nhá. Chỉ có 330.000 cho một chiếc áo phao màu hồng nút này, hồng nút đậm này và màu nâu bò đúng không ạ? Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Em nói nhiều em đói cả học luôn mọi người ạ. Xỉ thì bên em không có xỉ đâu chị ơi, tại vì hàng lẻ em chạy lắm chị ạ. K3 nhà em đây nhá chị Phạm Thu Hằng nhá, đây ạ. Là bó vào tay chị này. Vì cái này là thiết kế theo bảng size nên không sợ ngắn và không sợ dài, không sợ to, không sợ nhỏ mọi người nhá, đây ạ. Mặt trong của áo nhà em đây, 330 đây. Thế đơn K3 đang lên rất là nhiều rồi, cứ có 3K3 và số điện thoại các bạn em sẽ gọi điện cho nhanh. Chị Tuyết Mai ơi, mặc cho em size XL này. Xỉ em không có nhá. Chị Hà Thảo thấy comment của chị rồi. Chị X-Xoan lấy màu hồng nút comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình như mọi người đang comment đúng không ạ? Đây size nhà em đây chị Tạ Hồng nhá. 70kg mặc cho em size 2XL, đây là size M, size nhỏ nhất, size nhỏ nhì đúng không chị? K3 màu nâu bò, nâu bò nhé em ơi, chị ơi nâu bò đây. Comment giúp em mã K3 số điện thoại mình luôn nhá. Chị Thái Ly Hồ 65 mặc cho em size XL này. Chị Huy Hoàng Trường ơi, 330.000 cho một chiếc áo phao này nhá. Chị Hồng Pi 70kg mặc cho em size 2XL đúng không ạ? Ship Vinh Phúc của em sẽ là 30.000 này. Chị Minh Hiền lấy màu đỏ comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em. Màu nâu bò thực sự là rất là khó kiếm luôn. Và hiện tại là chỉ còn 15 đến 15 tới á, 18 ngày nữa thôi là bọn em bán hết thời gian đó, là bọn em sẽ nghỉ bán hàng. Mọi người muốn mua cái mai thì mua luôn cho bên em mọi người nhá, vì sắp Tết rồi đấy nào. Chỉ còn 15 tới 20 ngày thôi là Tết rồi mọi người nhá. Mũ của em sẽ là mũ liền luôn chị Thảo Ly nhá. Em mặc thử màu nâu bò chị xem chị ơi. Nâu bò em đang rất là ngại khi thay da chị đây ạ. Màu nâu bò nhà em đây mọi người nhá. Nâu bò nhà em đây là size M, size S sẽ nhỏ hơn nhá. 330.000 cho một chiếc áo phao thôi ạ. Chị Huy Hoàng Trường lấy comment giúp em luôn đi ạ. Có tất cả là 4 màu, chị Tuyết Mai Nguyễn nhá. Chị Hà Nông ơi, 330 cho một chiếc áo phao này. Ôi em trả lời nhiều đấy, mọi người có thể giúp em comment theo đúng cú pháp là K3 và số điện thoại đúng không ạ? Chị Hồng Bi ơi, chị comment giúp em K3 và số điện thoại đi ạ. Phải có K3 và số điện thoại mọi người nhá, thì bên em mới lên hàng được đấy ạ. Và thời tiết bây giờ ở ngoài Hà Nội bọn em đang là 8 độ C tới 9 độ C. Thực sự đang rất là lạnh rồi mọi người nhá. Chị nào mà trong tủ quần áo của mình chưa có chiếc áo phao ấm áp như này, và cái thứ hai là cái màu hồng nút và màu nâu bò như này, thì mọi người hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này trị giá là 330.000 cho một chiếc áo phao bên em đúng không ạ? Bán theo một cái là 330 chị Anna NT Lan đúng không ạ? 330. Chị Tạ Hồng ơi, em vừa trả lời chị lần thứ hai nhá. Đó là 70kg mặc cho em size 2XL chị ạ. Size 2XL. Em đang mặc size S, áo phao mà không có size thì sao mà mặc được đúng không ạ? Áo phao mà không có size thì làm sao mà mặc được đây ạ? Chị Hà Nông ơi, 330.000 mã K3 nhá. Chị Phạm Huyền Trang thấy comment của chị rồi này. Cứ có mã 3K3 và số điện thoại là các bạn em sẽ gọi điện các chị sau nhá. Tại vì nhiều chị hỏi em quá thành ra em cứ phải trả lời nhiều mọi người ạ. Nhiều chị hỏi em là 50kg có mặc vừa không, rồi 40kg có mặc vừa không. Khổ thật đấy ạ. Áo phao mà không có size thì làm sao mà mặc được đây đúng không ạ? S, M, L, XL, 2XL đúng không ạ? Cứ từ S cho đến size hết 2XL có size. Lên mua hàng bên em các chị vui lòng để lại cho em theo cú pháp K3 số điện thoại các bạn em sẽ gọi điện cho nhanh đúng không ạ? Đỡ hỏi em nhiều lần.
Sếp của em là 20.000 tới 30.000 thôi, nó không đáng bao tiền. Tại vì các shop khác là bán 400.000 một con áo phao, nhà em bán có 330.000 là quá rẻ luôn rồi mọi người ạ. Không còn gì rẻ bằng nữa. 60kg chị Phạm Huyền Trang mặc cho em size XL nhé. 1XL thôi đúng không ạ? Chị Trè Thái Gái Tuyên ơi, giá của em sẽ là 330 màu hồng nút, 330 K3 nâu bò này. K3 của em 330 này. Đây mặt trước của áo thì nhá, mặt sau của áo đi ạ. Đây là mặt sau của áo mọi người, đây là mặt sau của áo đây ạ. Đúng rồi, được chưa ạ? Cho chị dễ hình dung ra dáng áo nhá. Cho nhanh đúng không ạ? Có size cho người 70kg nhá chị Khánh Huyền chị ơi, đây là size M chị ạ. Size S, M, L, X, L, 2XL. Chị 70kg mặc cho em size 2XL chị Khánh Huyền chị nhá. Mặt trong của áo đây nhá, chị Vân Ngô Bích ơi, mặt trong của áo đây ạ. Rất là dày, chị nhìn độ dày này, dày chưa ạ? Quá dày luôn đây. Cứ có mang K3 và số điện thoại các bạn bên xe gọi điện nhá. Em thấy K3 đang lên rất là nhiều rồi đấy ạ. Chị Nga Phạm ơi, 55kg mặc cho em size L đây ạ. Màu nâu đồng này, màu hồng nút đậm này, màu đỏ đô này, màu đen đúng không ạ? Đấy. Giá bên em sẽ là 330. 50.000 và em bán độc chương trình thôi nhá chị Phương Thảo nhá. Và quay vào cái số điện thoại nào thì chị đó sẽ là người may mắn mua hàng bên em với giá 50.000 thôi nhá. Chị Phương Thảo vào hơi muộn đúng không chị? 330.000 thôi đúng không ạ? Cứ K3 nhá. Áo phao vàng phía sau bao nhiêu ạ? Áo phao của em vàng đi em. Áo này của em là 280.000 nhá. Nhưng em sẽ like sau chị ạ. Like sau chị nhá. K3 330.000 một áo, mọi người comment nhanh giúp em. Sắp đến Tết rồi ạ. Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa thôi là bọn em ngừng bán hàng rồi đấy ạ. Chỉ còn 20 ngày nữa thôi là sao em sẽ nghỉ bán hàng mọi người nhá. 20 ngày nữa thôi là bưu điện chỉ nhận đến ngày đó thôi là mọi người nghỉ rồi, tất cả nước nghỉ hết rồi nên là các chị sẽ không mua được hàng đâu ạ. Shop nào cũng vậy thôi ạ. Chị Nguyễn Kim Cúc ơi, giá bên em mã K3 là 330. Chị Nguyễn Kim Cúc nhá, địa chỉ bên em ở ngoài Hà Nội thôi nhá. Chị đục Bùi Yến đúng không ạ? Màu xanh đen và tím than sẫm không có ạ. Em chỉ có màu nâu đồng này và màu hồng nút màu đen thôi nhá. Chị Son Lê Thị đúng không ạ? 330.000 nhá chị Vi Nguyễn nhá. Áo nam thì chỉ mặc màu đen thôi nhá anh nhá. Thì có size đến 75kg nhá anh Phương Út đúng không ạ? Size sẽ là từ 40 cân tới 75kg. Cứ có mã K3 330.000 vào số điện thoại này các bạn bên em sau gọi điện. 330.000 ạ, mã K3. Em thấy các shop các toàn bán một con áo phao toàn 400-500.000 liền. Nhưng màu chưa chắc đã đẹp bằng cái áo của màu của em đâu mọi người nhá. Em thật luôn đấy, là chưa chắc đã bằng cái đẹp bằng cái màu của nhà em đâu. Em thật luôn đấy ạ, chỉ có 330 thôi. Và bên em bán hàng rất là uy tín luôn. Các chị mua hàng về mà không vừa vẫn đổi size bình thường đúng không ạ? Mua hàng về mà không vừa vẫn đổi size bình thường các chị nhá. Cứ có ngại mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện. Em thấy đơn K3 lên rất là nhiều rồi đấy ạ. Nâu đồng của nhà em đây chị ạ, đây nâu đồng của nhà em đây chị nhá. Có mũ chị nhá, chị Anh Duy có mũ được không ạ? 330.000 cho một chiếc áo phao màu nâu đồng, màu hồng nút. Chị nào ở trong tủ áo của mình chưa có cái áo phao này thì mọi người nhanh chóng sắm ngay cho mình. Một chiếc áo phao này trị giá chỉ có 330.000 cho một chiếc áo phao thôi. Các số khác toàn bán là mấy trăm nghìn liền mọi người ạ. Mà chưa chắc là có màu đẹp như của nhà em đâu. Chị Hiến Trinh ơi, có được kiểm tra hàng không? Bên em không nhá, bên em đã livestream trực tiếp này rồi chị ạ. Không vừa cho đổi size đâu chị ạ, không vừa đổi size đâu chị ạ. Đây, size nhà em đây. Bên em toàn bộ là hàng có size hết chứ không phải bên em bán hàng phi size đâu. Nên các chị có thể không so sánh cái hàng phi size và hàng có size đúng không ạ? Chị Soan Lê Thị ơi, em ở ngoài Hà Nội và số em chỉ giao trên toàn quốc thôi nhé chị Soan Lê Thị đúng không ạ? Em không thể chị Lương Trường. Chị Mỹ Lê ơi, có size không chị ơi? Có size chị nhá. Đây ạ. Nó như nhau hết chị ạ. Áo phao nam thì phao nam chuyển sang cái shop Mac Men cho em nhé chị Suri Phạm Hồng nhé. Cảm ơn chị Phạm Lung, chị Phạm Dung, chị Khánh Huyền Chi này, chị Nguyễn Quỳnh My này, chị Nguyễn Hằng Nga này, K3 cảm tất cả mọi người mà K3 nhé. Đây hàng em hàng có size chị Mỹ Lệ ơi, K3 nhà em có size đây. Thực ra là cái áo phao nó chỉ bình thường thôi mọi người nhé. Đây ạ, phao nhà em là phao không có lông, ở mũ nó không hề có lông nên thành ra là cái mã này thì ai cũng thể mặc được luôn. Áo phao không lông mặc rất là thông dụng mọi người nhé. Đây ạ, đằng sau của nó đây. Đây áo đen của nhà em đây, phao đây. Màu nâu đồng này, màu hồng ruốc này. Chỉ có 330.000 cho một chiếc áo phao này. Mặc đi chơi Tết thực sự là rất là đẹp luôn á chị nhá. Cảm ơn chị Quỳnh My, đơn hàng của chị có rồi nhá. Em mặc size S thôi nhá chị Trang Thỏ nhá. Cảm ơn chị Kim Dung, chị Huyền Nguyễn nhá, K3, chị Quỳnh My K3 nhá. Chị Hương Tít K3, cảm ơn chị đấy. Các chị có comment K3 và số điện thoại có phải nhanh không? Các bạn bên em sẽ có điện cho nhanh không ạ? Màu hồng nút nhá chị Trần Hương, đây không phải là màu hồng màu cam, đây là màu hồng nút chị ạ. Hồng nút này có túi này. Có túi. Em nói nhiều em mệt quá mọi người ạ. Mọi người giúp em comment thì đừng cú pháp nhá. K3 số điện thoại thế là xong mọi người nhá.
Màu đỏ của em đỏ tươi chị ạ. Đỏ của em sẽ đỏ tươi nhá. Cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện. Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 75 kg. Và hiện tại đang mặc trên người em hiện tại là size S này. Đây là size M này. Size S, size M, size L, size XL và size 2XL. Size to nhất của chiếc áo phao bên em sẽ là size 2XL nhá. Các chị lưu ý giúp em nhá. Size to nhất của chiếc áo phao này bên em sẽ là size 2XL. Nên bây giờ các chị muốn mua cái mã này thì comment giúp em theo đúng cú pháp giúp em trên cùng một dòng comment, đó là mã K3 và số điện thoại, như là chị Anh Duy này, chị Nguyễn Văn Cảnh đang comment và chị Mâm Mâm Trần đang comment, chị Hương Tít đang comment đi ạ. Mã K3 này. 330.000, cảm ơn chị Nguyễn Dậu. K3 màu đen tiếp theo nhá. Cảm ơn chị Hoàng Thúy. K3 màu đỏ size M tiếp theo. 64 mặc cho em size 1XL thôi nhá chị. Chị người tiếng Hàn Quốc chẳng hiểu ạ. Chị Huệ Võ ơi, chị lại có thể comment lại giúp em mã là K3 và số điện thoại của mình đúng không ạ? Cảm ơn chị Trà My Võ K3 nhé, chị Hoàng Thúy K3 nhé. Chị Huệ Võ ơi, chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em, như mọi người đang comment mã K3 số điện thoại. Phải chốt trên cùng một dòng comment thì bên em mới lên hàng được nhá. Cho chị, đây chị ơi, áo bên em sẽ là toàn bộ bên em nhá. Áo bên em đây, áo bên em sẽ có hai túi chị này. Hai túi đây rất là ấm áp luôn và có cái khóa này. Kéo khóa lên, kéo khóa xuống đây ạ. Sắt phao rất là dày luôn mọi người nhá. Chỉ có 330.000 thôi cho một chiếc áo phao màu nâu đồng này, màu hồng ruốc này, màu hồng nút đậm này đúng không ạ? Em thường thường là hay bán giá 50.000 bán đầu chương trình nhá chị ạ. Châu Trần Nguyễn nhá đúng không ạ? Châu Trần Nguyễn nhá. Size S dành cho người từ 40 tới 47 kg nhá chị Út Mít nhá. 40 tới 47 kg. Chị Phương Út mặc cho em size XL nhá chị ạ. Mặc cho em size XL đúng không ạ? Cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện sau đúng không ạ? Em chỉ là nhân viên live thôi nhá mọi người. Muốn mua cái mã này thì comment giúp em theo đúng cú pháp là mã K3 này và số điện thoại của mình nhá trên cùng một dòng comment giúp em. Chị Nguyễn Đậu ơi, chị bầu 6 tháng mặc 45 kg, mặc bình thường thì mặc size S đúng không? Thì chị hơi bầu một tí đúng không? Thì chị mặc cho em size M cho thoải mái nhá. Size M thoải mái luôn đi ạ. Chị Thụy Vui Nguyễn ơi, 330.000 ạ. 330.000 đúng không ạ? Chị Anh Duy ơi, em lấy hồng nút nhé. Vâng, cảm ơn chị nhá. Cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện. Chị Nguyễn Thị Nhàn ơi, chị lấy hai chiếc, chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình như mọi người đang comment giúp em đúng không ạ? Chị Nguyễn Thị Nhàn nhá. Ship Hải Dương của em khoảng 4 đến 5 ngày nhá chị, người tiếng Hàn Quốc nhá. 330.000 một chiếc áo phao đúng không ạ? Màu đỏ của nhà em đây chị ạ, màu đỏ nhờ nó tươi nhà em đây, đỏ tươi của nhà em đây. Bây giờ em đang treo nên không thể bỏ xuống được đi ạ mọi người. Chị Nguyễn Thị Lan, 330.000 mã K3 này. Bao nhiêu? Size XL dành cho người từ 60 cân cho tới 66 kg, mặc size XL cho em đề size M chị Thúy Vân Lê nhá. Hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết. Các chị cứ chỉ việc mua hàng bên em nhé, chỉ gửi lại cho em mã K3 số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện. Vì thật bây giờ thời tiết chỉ có 8 độ C thôi đến 9 độ C thôi thì thực sự là nó rất là lạnh rồi mọi người nhé. Chị nào mà trong tủ quần áo của mình chưa có cái áo này thì mọi người nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao màu hồng nút được cái đang mặc trên người đi. Chỉ có giá 330 thôi, rất là ấm áp luôn mọi người ạ. Size từ 40 cân tới 75 kg ạ. Chị Lâm Tâm Ánh được không ạ? Bây giờ cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn em sẽ gọi điện. Vâng đúng rồi chị Nguyễn Hằng nha, bởi anh bán giá 50.000 đầu chương trình thôi nhá. Chị Nguyễn Hằng vào hơi muộn ạ. Nào mã K3 330.000 một áo phao này. Còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em mã K3 mọi người nhá. Ok thì Đặng Thường, chị Đặng Thường comment lại giúp em mã K3 và số điện thoại của mình, như là chị Phan Thị Lành đang comment đi ạ. Cảm ơn chị Mân Trần, cảm ơn chị Đặng Thường nhá. Cảm ơn chị Phan Thị Lành, nhưng mà chị Đặng Thường chưa có mã K3 đâu ạ. Nên chị comment lại giúp em mã K3 và số điện thoại của mình nhé, như mọi người đang comment giúp em được không ạ? Size to nhất bên em sẽ là size 2XL này, còn size nhỏ nhất bên em sẽ là size S. Và đang mặc trên người em thì là size S mọi người nhé. Không thể đi kiếm ở đâu một cái áo phao chỉ có 330 và cái màu đẹp như này đâu mọi người nhé. Chỉ có màu, bên em sẽ có màu nâu đồng này, màu hồng nút đậm này mọi người này. Rất là đẹp luôn, không thể kiếm đâu nổi một cái áo đây. Và áo này bên em là số lượng về có hạn thôi và cái áo màu này rất là khó nhập luôn mọi người nhé. Áo này rất là khó nhập luôn đúng không ạ? Áo nào 50k bọn em hay bán đầu chương trình và quay số nhá chị Hồng Đặng nhá. Hôm nay chị vào hơi muộn thì chị để lại cái livestream tiếp theo của nhà em thì biết đâu chị cũng sẽ là người may mắn săn được cái áo phao nhà em với giá 50.000 được không chị? Mã K3 bên em có giá 330. Cảm ơn chị Hiền Trinh nhá. Cảm ơn chị. 330 này, đây là màu nâu đồng mọi người này, màu nâu đồng nhá. Chị Huỳnh Kim Nguyễn Hình, vâng ạ, chị lấy chị comment giúp em mã K3 hồng nút kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Chị Trinh Thị ơi, chị vào hơi muộn nhá. Bên em bán giá K3 là 330 rồi ạ, 330 rồi đúng không ạ?
chị Lâm Hồng đã góp ý cho em, cảm ơn chị ạ. Chị Trần Huyền ơi, giá bên em sẽ là 330 chị Trần Huyền nhá. Màu nâu đồng này, màu hồng nút này, màu đỏ này, đỏ tươi ạ. Đúng rồi chị ạ, mũ của em là mũ liền, chị Nguyễn Ngọc Linh nhá, mũ của em sẽ là mũ liền. Cái màu nâu đồng thực sự là rất là nổi da và tôn da đấy ạ. Màu nâu đồng bên em rất là nổi da và tôn da. Và đầu chương trình bọn em có chốt cái mã K3 thực sự là rất là nhiều rồi. Và bây giờ là cái kiểu nhờ cuối chương trình rồi mọi người. Cuối chương trình rồi đi ạ. Chị Huỳnh Kim ơi, chị 62kg mặc cho em size XL nhá. Chị muốn lấy chị comment giúp em như mọi người đang comment mã K3 330.000 thôi ạ. Màu nâu đồng này, màu nâu đồng này, màu đen này, màu hồng nút các chị ạ. Nâu đồng đen hồng nút mọi người nhá. 50kg mặc cho em size M. Bây giờ cứ có mã K3 và số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện chốt size sau mọi người nhá. Vì hàng bên em toàn bộ là hàng có size mà đây ạ. Áo pha mà không có size thì làm sao mặc được ra được, mặc được đúng không ạ? 50kg chị mặc cho em size M nhá, chị Lan Anh Tương nhá, đúng không ạ? 50kg mặc cho em size M này. Chị Mai Phương ơi, màu nâu đồng bên em thì đây ạ, em cho chị sang màu đồng thì nhá. Cứ có mã K3 và số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện. Em mệt quá mọi người ơi. Cứ K3 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện nhá. Cảm ơn chị Thanh Nghi K3 này, chị Mun Trần K3 này. Màu đen của nhà em đây chị Nguyễn Huệ nhá. Chị Trần Huyền ơi, 330.000 cho một chiếc áo phao này, cứ có mã K3 330.000 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện sau đúng không ạ? 330 ạ. Hồng nút đậm này, nâu bò này, đen này. Chị Như Linh ơi, 40kg mặc cho em size S đúng không ạ? Nâu đồng có size nam không chị? Nâu đồng thì thực ra em không biết là hàng này có đồng nam, em không rõ lắm. Đây chị My Trần ơi, hàng bên trong nhà em nhỉ, chất rất là dày chị này. Chất rất là dày luôn. K3 nhà em chốt đầu chỉnh quá nhiều rồi ạ. Đây K3 nhà em đây. Nâu đồng mới rất là đẹp mọi người nhìn này. Nâu đồng K3 nhà em đây. Số lượng bên em về có hạn thôi, vì sắp Tết rồi, cái hàng rất khó nhập luôn mọi người nhá. Cái hàng K3 nhà em bởi vì là cái màu của nó ấy, cái màu nâu đồng và màu hồng nút nhà em rất khó nhập luôn mọi người. Muốn mua cái mã này thì mọi người chốt nhanh cho nhà em mã K3 đúng không ạ? Đây chị ơi. K3 nhà em nhá, size 2XL có size nhá. 2XL dành cho người từ 40 size 2XL dành cho người từ 70kg tới 75kg chị Phương Du đúng không ạ? 70 tới 75kg mặc size 2XL cho nhà em nhá. Cứ có mã K3 và số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện. Màu nâu đồng, màu đen, màu hồng ruốc đậm. Cảm ơn chị Lan Anh Tiêu, chị Huỳnh Kim, chị Hoàng Cúc K3 nhá. Cảm ơn chị Phạm Nguyễn K3 này. Chị Phương Du lấy K3 comment giúp em luôn. Cảm ơn chị Nguyễn Khải K3 nhá. Chị Phương Út ơi, cho chị xem màu nâu đồng. Chị ơi, nâu đồng của nhà em đấy chị nhá. 62 mặc cho em size XL chị Huỳnh Kim nhá. Các chị cứ yên tâm khi mua hàng bên em, hàng bên em hàng có size mà. Chứ có phải là hàng không size đâu mọi người cứ hỏi em nhỉ, khổ thật đấy. Cứ có để lại cho em cả mã K3 này và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện. Các chị thương em thì để lại cho em mã K3 và số điện thoại thì để em nói nhiều, em trả lời mọi người suốt nãy giờ rồi ạ, trả lời nhiều lắm luôn ấy. Tại vì em đang quay mấy máy liền không thể trả lời kịp đâu mọi người giúp em nhá. Muốn mua cái mai thì comment K3 số điện thoại được, em sẽ không trả lời nhiều đâu ạ. Có số điện thoại là có lên đơn hàng nhá, có số điện thoại được lên đơn hàng, không có số điện thoại sẽ không lên đơn hàng được đúng không ạ? 50k thì bọn em sẽ bán đầu chính thôi nhá chị. Tên Mương An đúng không ạ? Con trai thì em không có nhá, chị Phước Cao Vân nhá. Đây là màu nâu đồng bên em đây. Áo phao nâu đồng với hồng giúp thực sự là khó kiếm mọi người nhá, rất là khó kiếm luôn. Chị Ngọc Hồng ơi, chị muốn lấy comment giúp em mã K3 và số điện thoại như mọi người đang comment giúp em đúng không chị? Ok chị Huỳnh Kim. Bên em sẽ lấy đúng cho chị màu hồng giúp của em nhá, chị yên tâm khi bằng bên em đúng không ạ? Cổ thật đi ạ. 330 chị màu nhiêm nhá, 330. Có mũ chị ơi, đây là hàng có mũ mà. Đây chị ơi. K3 nhà em đây. Màu hồng nút này. Hồng nút này, nâu đồng này, đen này, đỏ. Cứ có mã K3 và số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện nhá. Cho chị cái màu đăng bận 68kg mặc cho em size 2XL comment giúp em mã K3 số điện thoại. Đây là size M chị nhá. Đã bảo rồi, hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết chứ không phải hàng không có size đâu ạ. Đây màu đen của nhà em đây chị ạ. Đây màu đen nhà em đây nhá. Chị nào muốn lấy K3 màu đen comment giúp em K3 đen và số điện thoại của mình luôn nhá. Đây là K3 đen của nhà em đây. K3 330.000 và số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện cho nó nhanh đúng không ạ? Đây chị ơi, K3 nhà em đây chị. Chị Lan Nguyễn ơi, 330.000. Bây giờ cứ có mã K3 và số điện thoại bên em sẽ gọi điện sau mọi người nhá. Để em đỡ trả lời nhiều, em trả lời nhiều suốt đến giờ rồi đấy ạ. Không có, chỉ có size S thôi này, chị Hằng Phan nhá. Áo phao bên em thì chất, nó chất liệu bên em thì rất là dày luôn, rất là dày luôn. Đây mọi người nhìn này, rất là dày và rất là mát mọi người nhá. Màu nâu đồng nhá,
Bên toàn bộ là hàng có mũ hết nha chị Nguyễn Bông Vân nhá. Màu đang mặc của em là màu hồng nút. Bây giờ cứ có mang K3 vào số điện thoại các bạn bên sau gọi điện cho nhanh. Đây chị ơi, màu sau nhà em đi ạ. Em thấy K3 lên rất là nhiều mã K3 rồi đấy ạ. Nên cứ có mang K3 vào số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện nhá. Đúng rồi, bán rất là rẻ luôn ạ. Chỉ có 330 thôi chị ạ. Các số khác toàn bán 400.000 nhưng mà chưa chắc là màu đẹp bằng của nhà em đâu. Đấy em thật đấy ạ. Vì màu nhà em là toàn bộ là màu nâu đồng nhá. Nâu đồng với hồng ruốc là cái hai cái màu chủ đạo của nhà em ngày hôm nay đúng không ạ? Cảm ơn chị Hoàng Nga, chị Út Mít nhá. 330.000 nhá chị Phạm Thu nhá. 330 chị Ngọc Dương nhá, 330 chị Ngọc Dương nhá. K3 của em có giá 330 chị Anh Mai nhá. 40 cân tới 75 kg và hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết mọi người này. Đây này. Em xin nhắc lại tất cả những chị vào sau là mã K3 của bên em hôm nay sale với giá 330, 330.000 một áo phao. Áo phao bên em là mũ không có lông luôn nên thành ra là mặc rất là thoải mái luôn mọi người nhìn này. Áo phao không có hề có lông luôn mọi người này. Mặc không hề kén nai hết. Ai cũng có thể mặc được cái áo phao này mọi người nhá. Đó. Bên em ship hàng trên toàn quốc chị Sam Đinh nhá. Cứ có mã K3 và số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện sau, em sẽ là nhân viên line cho mọi người lúc em giúp em nhá. Comment theo đúng cú pháp mã K3 và số điện thoại của mình sẽ cùng một dòng giúp em đúng không ạ? Chin Mu Chin ơi, chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình nhá. Như mọi người đang comment mã K3 đi ạ. Phí ship của em ở Hà Nội là 25.000, còn đi các tỉnh sẽ là 30.000 thôi ạ. Chị Ngọc Nguyễn bên em không chị nhá. Đây bên em là livestream trực tiếp rồi chị ạ. Và hàng bên em toàn bộ hàng có size. Đây, trường hợp mà các chị mua về mà không vừa vẫn đổi size bình thường mà các chị. Mua hàng về mà không vừa vẫn đổi size bình thường mà các chị yên tâm khi mua hàng bên em đi. Bên em bán hàng rất là uy tín luôn đấy ạ. Nên thành ra đơn hàng bên em rất là nhiều, đi rất là nhiều một ngày đấy ạ. Áo này không có màu rêu gì ạ, chỉ có màu hồng nút, màu nâu bò thôi, màu nâu đồng thôi nhá chị nhá. Hồng nút nâu đồng thôi ạ. 330 mã K3, comment nhanh giúp em mã K3. Đang mặc trên người em hiện tại là size S nhá chị Hằng Phan nhá. 44 kg chị Anh Hằng mặc cho em size S này. Đấy mọi người comment, như tất cả mọi người đang comment đi ạ. K3 số điện thoại thế là xong thôi, các bạn bên em sẽ gọi điện sau. Phao của bên em là phao có mũ và mũ liền luôn chị nhá. Màu nâu đồng này, màu hồng nút này, màu đen này. 330.000 cho một con áo phao đẹp như thế này. Nâu đồng này, hồng nút này. Mặc đi chơi Tết thực sự là quá đẹp luôn mọi người ạ. Sắp đến Tết rồi, chỉ còn 20 ngày thôi là Tết rồi mọi người ạ. Bọn em chỉ bán hàng tới khoảng ngày 20 thôi là bọn em đã nghỉ Tết rồi. Tới khoảng ngày 17-18 thôi là sale sẽ nghỉ bán hàng mọi người nhá. Shop nào cũng vậy hết, tại vì là bưu điện ấy họ không nhận hàng bán hàng nữa. Bưu điện họ không nhận chuyển phát nhanh nữa mọi người nhá. Nên mọi người mua sắm Tết cho mình thì sắm luôn đi, bởi vì là sắp Tết rồi, chỉ còn 20 ngày thôi là sắp Tết rồi mọi người nhá. Chị Anh Mai mặc cho em size này, áo bên em sẽ có giá 330 chỉ rùa nhá. Cứ có mã K3 và số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau này. K3 thì em áo có mũ nhá. Áo phao có mũ rất là ấm áp luôn, 330.000 một áo phao. Màu hồng nút này, màu nâu bò này. À nhầm, màu hồng nút này, màu nâu đồng này, màu đỏ tươi này. 59 mặc cho em size XL chị Chin Mu Chin nhá. Chị Phương Út đơn hàng của chị có rồi, nhận đơn chị rồi ạ. Chị Thảo mặc mơ 52 mặc cho em size M nhá. Màu hồng nút này, màu nâu đồng này. Hồng nút, nâu đồng, đen. Đấy. Bên em có tổng tất cả là 4 màu nhá. Của K3 và số điện thoại 330 chị Thương Đàm này. Ship của em thì Hà Nội sẽ là 25.000, còn đi các tỉnh sẽ là 30.000 thôi. Phải có K3 mọi người nhá. Như chị nào vừa xong mà comment không có mã K3 mà chỉ để lại mỗi số điện thoại thôi thì đơn hàng sẽ không lên đơn hàng đâu ạ. Nên mọi người giúp em là muốn mua cái mã này thì comment giúp em theo đúng cú pháp nhá, là mã K3 và kèm theo cái số điện thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Đơn hàng mã K3 từ đầu chương trình đến giờ bọn em chốt rất là nhiều mã K3 rồi. Các shop khác toàn bán 400-500.000 một chiếc áo, chưa chắc màu đẹp được của nhà em đâu, em thật đấy ạ. Tại màu nhà em là toàn bộ là màu hồng nút này. Và áo phao nhà em là áo phao không có mũ nhá. Áo phao không có mũ này mọi người nhỉ, không hề có một tí mũ nào luôn, nên thành ra là ai mặc có thể được, ai có thể mặc áo được này đúng không ạ? Thử cho mình xem màu nâu đồng bạn ơi. Vâng ạ, chị Hương Thu đi ạ. Nâu đồng của nhà em đây chị nhá. Nâu đồng của nhà em đây chị Hương Như ơi. 330 chị Hương Nguyễn nhá. 330.000 này. Anh cảm ơn chị Rùa nhá. Nick face Rùa hay vậy chị nhỉ? Mặc thử màu nâu bò, nâu đồng cho chị xem. Vâng ơi, nâu đồng của nhà em đây chị ạ. Đây ạ. Màu nâu đồng thì cả hai màu đều nổi da, đều tôn da. Màu hồng ruốc cũng tôn da này. Màu nâu đồng cũng tôn da mọi người nhá. Chỉ có giá 330.000 cho một chiếc áo phao này thôi. Sắp Tết rồi mọi người, nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này đi ạ. Em thấy thực sự nó rất cần thiết trong cái thời tiết sắp tới. Và cái thứ hai nữa là nó thực sự rất là cần thiết trong cái sắp Tết rồi mọi người nhá. Sắp Tết rồi đúng không ạ? Em cảm ơn anh Tô Cấp nhá. Mặc áo chị xem ạ. Vâng ạ, đây ạ. Em thấy đơn hàng K3 lên rất là nhiều từ đến giờ rồi ạ. Chị Hoa
hàng ơi, hàng áo bên em sẽ như này chị nhá. K3 nhà em đây, màu hồng nút này, màu nâu đồng này, màu đỏ, màu đen này. Được không ạ? Nhà em sắp tới về rất là nhiều mã mới, mọi người nhớ bật cái chế độ xem trước của nhà em được không ạ? Bật nhớ, các chị nhớ bật cái chế độ mà xem trước ấy để không bỏ sót lỡ cái livestream nào của show em được không ạ? Cho chị xem áo màu đen với ạ. Vâng ạ, chị Nguyễn Bồng Vân ơi, đây ạ, màu đen của chị đây ạ. Đây chị ạ. K3 màu đen 330.000 trong chiếc áo phao. Nó dày như này và nó ấm như này đã đủ ấm chưa ạ? Vô cùng ấm luôn. Cái nhất là ấm này, cái thứ hai là màu hồng nút và màu nâu đồng với toàn những màu đẹp thôi mọi người đúng không ạ? Dáng bên em đây chị ạ. Dáng bên em sẽ là dáng đây ạ. Đây ạ. Túi của em không khóa nhá, túi không hề có khóa luôn đây chị này. Có khóa thì nó xấu ấy chị, hàng có túi khóa xấu lắm chị ạ. Em sẽ mặc sau nhá chị Diệp Dinh nhá, em rất là ngại luôn chị Diệp Dinh nhá. 330.000 cho một chiếc mã K3 này. Còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em mã K3 mọi người nhá. K3 bên em có tất cả là 4 màu, đó là màu đỏ này, màu nâu đồng này, màu hồng nút đậm này và màu đen này. Cảm ơn chị Trang Anh nhá. Xe ở ngoài Hà Nội, cảm ơn chị Quỳnh Nhâm nhá. Xe về ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc chị Hoàng Hiền nhá. Sau lưng của nhà em đây chị nhá, đây là hàng sau lưng của nhà em nhá. Đây ạ. K3 nhà em có giá 330.000 cho một con áo phao đẹp như này mọi người nhá. Là quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn. Màu nâu đồng này, nâu đồng thực sự là quá tôn da và quá là đẹp luôn mọi người nhỉ. Màu nâu đồng quá nổi da luôn đúng không ạ? Bây giờ mà đi kiếm gần Tết mà đi kiếm một cái áo phao màu hồng nút, ta lại kiếm thêm một cái áo phao màu nâu đồng còn khó kiếm không ạ? Nó vô cùng khó kiếm luôn. Em thấy nha, các shop khác nha, em nói thật nhá, các shop khác toàn những cái màu kiểu màu đen, màu đỏ gì nhớ xấu ấy ạ. Cái màu nhà em ra thì toàn bộ là toàn màu đẹp hết mọi người nhá. Sao em ra toàn màu đẹp thôi, toàn màu hot thôi và không hề có đụng hàng của nhà ai hết đúng không ạ? Ship của em sẽ là 25.000 này, đi các tỉnh, còn nếu mà Hà Nội là 25.000 này, còn đi các tỉnh sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Em nói nhiều em mệt quá mọi người comment giúp em mã K3 ở số điện thoại được không ạ? Em trả lời nhiều từ nãy giờ nhiều quá rồi ạ. Chị Quỳnh Huệ ơi, chị Quỳnh Huệ comment lại để em trả lời câu hỏi của mình đúng không ạ? Thực sự là comment nó trôi rất là nhanh ý, em không thể trả lời kịp comment của mọi người được. Nên chị Quỳnh Huệ có thể comment lại đi để em trả lời câu hỏi của mình luôn đúng không ạ? Em đang trả lời tất cả mọi người đây bởi vì là comment nó trôi cũng quá nhanh ý chị. Chị ơi, mũ đây chị ạ. Rất mong chị thông cảm cho em được không chị? Chị cho em xin lỗi được không chị? Em không trả lời kịp được ý ạ. Khổ thật đấy ạ. Bây giờ nhiều em đang quay nhiều máy ấy, thì thành ra là không trả lời kịp được comment các chị ạ. Cảm ơn chị ạ. Giới thiệu màu đỏ với chị. Màu đỏ của em sẽ là màu đỏ tươi chứ em đang rất là ngại bỏ xuống tại vì em rất ngại bỏ xuống ấy chị. Màu đỏ của em sẽ là đỏ tươi chứ không phải đỏ đô mọi người nhá. Đỏ của em toàn bộ đỏ tươi đấy ạ. Màu nâu của em đây nhá. Đấy này, các chị hỏi em nhiều em không thể trả lời kịp mọi người này đấy. Khổ em không? Bây giờ cứ có mã K3 và số điện thoại này các bạn bên em sẽ gọi điện cho nhanh đúng không ạ? Em thấy chị Nguyệt Ngố nhá, chị Diệp Dinh này, chị Nguyễn Huệ này, chị Nhi Hoàng comment giúp em mã K3 số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Loan Thanh này, chị Phương Kiều này, 41 mặc cho em size S thôi nhá chị Phương chị nhá. Chị Phương Kiều nhá. Các chị bảo làm sao mà em không trả lời khách bởi vì là nó comment nó trôi nhanh em không trả lời kịp ấy ạ? Ngoài Hà Nội và sau em giao hàng trên toàn quốc ạ. Bây giờ cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho các chị sau. Chốt màu, chốt size sau đó mới gửi hàng đi chứ không phải là bọn em tự dưng bọn em gửi hàng đi đâu. Size thì bên em có đủ size đây. Không thể đi xe so sánh cái hàng phi size và hàng có size được mọi người nhá. Đây hàng bên em là sao có đủ size đấy ạ. Size M, S, M, L đây. Toàn bộ hàng bên em là hàng có size chứ bọn em có bao giờ bán hàng phi size đâu ạ. Bọn em còn phải chốt size và chốt màu nữa mới gửi hàng đi được chứ tự dưng bọn em gửi hàng đi làm sao được đúng không ạ? Chị Nhật Ký Sang đây, bạn mặc màu nâu đi. Màu nâu của nhà em đây chị ạ. Nâu của nhà em sẽ là tôn da nhá. Em trả lời đầu chị là gần 2 tiếng đồng hồ rồi, trả lời các chị nhiều như thế rồi ạ. Năm mươi nghìn một chiếc mà em đã kết thúc chương trình đó rồi. Chị Mai Ngô ấy, chị vào hơi muộn đấy ạ. Áo phao nào bà bầu mặc được chị ơi, mặc được nhá. Bình thường ví dụ chị 45kg mặc size S đúng không? Nhưng mà chị đang có bầu đúng không? Thì chị mặc cho em size M là rộng rãi thoải mái luôn chị nhá. K3 330.000 nhá. Cảm ơn chị Lê Huyền, chị Kim Quy, chị Lâm Nguyễn, chị Nhi Hoàng K3 này. Bạn mặc màu vàng và đen đi. Đây ạ, màu vàng của nhà em chị nhá. Đây màu vàng, màu nâu bò nhà em đây. Màu này mặc rất là tôn da luôn, em rất là ngại thay đồ mọi người ạ. Cứ có mã K3 và số điện thoại các bạn em sẽ gọi điện, đúng không ạ? 330.000 chị ạ, 330.000 mã K3 chị Công Tử này. Chị Uyên nặng 330 này, chị Phương Kiều ơi, có tất cả là bên là 4 màu này. Size bên em sẽ là từ 40 cân tới 75kg nhá. Chị Phương Nhung 90kg mặc cho em size XL chị Phương Nhung nhá. Cứ có K3 và số điện thoại thôi là các bạn em sẽ gọi điện.
kịp comment tất cả mọi người đâu ạ, vì comment đã trôi rất là nhanh, vì em đang quay rất là nhiều máy ạ, không thể trả lời kịp comment đâu ạ. Nên các chị giúp em là muốn mua cái mã K3 thì để lại cho em K3 và số điện thoại mình nhá. Giá đã ghim rồi, size thì gọi điện chốt size đã mới gửi hàng đi cơ mà. Đây là màu nâu đồng, màu hồng ruốc. Nâu đồng, hồng ruốc này, đỏ này, đen này, 330.000 một áo. Cái màu này rất là khó kiếm luôn mọi người nhá, không shop nào bán áo màu như nhà em đâu ạ. Màu nâu đồng, màu hồng ruốc, toàn màu đẹp thôi. Shop em toàn về màu đẹp hết mọi người nhá. Chị Nhật Ký San ơi, chị comment giúp em như là chị Diệp Đinh và chị Hương Thơ, Lệ Thơ đang comment đi ạ. 330 mà K3 được không ạ? Em cảm ơn chị Hoàng Quân Phan ạ, đã cảm ơn chị ạ, cảm ơn chị nhá. Em cảm ơn chị Phương Nhung K3, mọi người comment như là giúp em như là các chị đang comment mã K3 vào số điện thoại, các bạn em sẽ gọi điện sau đúng không ạ? Đầu chương trình nhà em có chốt cái mã K3 thực sự rất là nhiều từ đầu chương trình đến giờ rồi. Và bây giờ là cuối chương trình, gần kết thúc chương trình live của em rồi, thì chị nào muốn mua cái mã này thì hãy để lại cho em theo đúng cú pháp nhé. Mã K3 số điện thoại của mình trên cùng một dòng giúp em nhé, thì các bạn em sẽ gọi điện sau đúng không ạ? Em chỉ là nhân viên live thôi mọi người nhé. Cảm ơn chị Trần Lê Xuân nhá, cảm ơn chị Võ Bảo Bảo này, cảm ơn chị Nhung Phương này, cảm ơn chị Anh Trần mã K3 này. Đấy, comment thấy có phải đúng không ạ? Mũ của em đây, em ngại đội mũ sẽ xấu, chị em không biết đội mũ đâu chị ạ. Đây mũ nhà em đây chị ạ, màu nâu bò, đây là màu nâu đồng chị ạ, nâu đồng này, nâu đồng. Nhà em toàn da màu đẹp thôi mọi người nhá, toàn da màu đẹp thôi, phao này, phao rẻ này, còn màu đẹp nữa mọi người thấy đẹp không ạ? Rất đẹp luôn nhá. Cảm ơn chị Phương Nguyên K3, cảm ơn chị Khánh Ni K3 này, cảm ơn chị Mỹ Lệ K3, chị Anh Trần K3 này, chị Hoàng Chuyến Hoài K3 này. Chị Bạch Mai Vân ơi, 330 một áo nhá. Cảm ơn chị Quyên Lương Bích K3, 330 này. Đấy, K3 rất chốt rất là nhiều đúng không ạ? Chứng tỏ là cái độ hot của cái áo này quá là đẹp luôn, quá xuất sắc luôn mọi người nhá. Em thấy các shop ta toàn bán một cái áo phao ấy 440.000 nhá, sợ 550.000 một áo liền. Nhưng mà chưa chắc là màu đẹp như của nhà em đâu, để em thật đấy ạ. Chưa chắc là có màu đẹp như của nhà em đâu ạ, thật sự luôn đấy. Màu nâu đồng, màu hồng nút này toàn màu đẹp màu hot thôi. Mặc đi chơi Tết thực sự là quá đẹp luôn mọi người nhá. Mặc đi chơi Tết thực sự rất đẹp luôn đấy ạ. Cái ship của em 30.000 thôi chị Linh Nguyên nhá, mua hai cái ship 30.000 thôi ạ, và em sẽ hỗ trợ tiền tiền ship nhá. Vì áo phao rất là nặng thì em cũng miễn phí, cũng 30.000 thôi chị nhá. Cảm ơn chị Sen Nguyễn, chị Sen Nguyễn lấy comment giúp em K3 số điện thoại mình đi ạ. Cảm ơn chị Mimi nhá, K3. Cảm ơn chị Vạn Sự Tùy Duyên K3 này, chị Hoài Chiên K3 này. Em thấy K3 lên rất là nhiều từ đến giờ, K3 330.000 thôi cho một chiếc áo phao màu hồng nút, màu nâu đồng. 330 chị Linh Nga nhá. Đây ạ. Màu nâu đồng thực sự rất là nổi da luôn ấy. Bây giờ các chị có đi tìm đâu một cái áo màu nâu đồng được, còn khó luôn đúng không ạ? Rất là khó luôn, khó kiếm luôn. Bởi vì là gần Tết rồi ạ. Sắp đến Tết rồi, bọn em chỉ bán hàng khoảng 20 ngày thôi là bọn em nghỉ Tết rồi. Và cái thứ hai nữa là chỉ có một tháng nữa thôi là Tết rồi, các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này để đi chơi Tết đúng không ạ? Vì buổi tối sẽ rất là lạnh luôn mọi người nhá. Cảm ơn chị Diệp Moon nhá, chị Anh Trần, chị Hoàng Văn Hồ K3. Áo em mặc có giá 330 chị Bảo Ánh nhá, 330. Chị Nguyễn Anh Huyền ơi, 330 mã K3 chị nhá. Đây là size bên em đây. Size SML không thể đi so sánh với hàng free size và hàng có size được nhá. Tất cả hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết, chứ shop em không bao giờ bán hàng free size đâu ạ. Hàng free size thì không mà đẹp bằng hàng có size rồi đúng không ạ? Mọi người công nhận với em không ạ? Chị Diệp Dinh, cảm ơn chị Diệp Dinh K3 nhận đơn chị rồi ạ. Chị Hằng Nga K3 cảm ơn chị nhá. Chị Nguyễn Hồng Hạnh ơi, K3 màu nâu đồng một chiếc size 54kg mặc size M cho đẹp cho bó nhá. Chị comment giúp em đi ạ. Mã K3 số điện thoại của mình. Đây là size M, chứ đây là size M thì đây. Hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết, chứ không phải hàng không có size nhá. Rồi ok, chị Thúy Linh không sao nhá. Chị Phương Nguyễn ơi, size to nhất bên em là size 2XL. Mà trong khi mà chị chỉ có 60kg thôi thì chị bảo chị em size XL nhá. XL đúng không ạ? Hàng có size, chị Thảo Phương Lai đây size đây chị ơi, size SM, XL và 2XL nhá. Chị Thảo Phương Lai, chị Yến Hải muốn lấy comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình như mọi người đang comment bên này đúng không ạ? Chị Hoàng Viên HG cảm ơn chị nhá. 330 mã K3 này, em trả lời nhiều quá rồi mọi người ạ. Mọi người comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình, các bạn em sẽ gọi điện sau, em chỉ là nhân viên live nhá. Em cảm ơn chị Thắm Hồ K3, Kiều Thanh K3 tiếp theo nhá. K3 đang lên rất là nhiều từ lễ đến giờ K3 rồi đấy ạ. Vì nó đẹp nhất ở cái áo này đó là hai tông màu chủ đạo bên em, đó là màu hồng nút này, màu hồng nút là một này, màu nâu đồng là hai mọi người nhá. Chị Hồng Hạnh ơi, chị comment lại giúp em mã K3 nhá. Các chị đang comment nhá, chị comment có số điện thoại không thì đơn hàng không lên đơn hàng đâu ạ. Chị Tommy Nguyễn Thị thấy comment của chị rồi nhá. K3 số điện thoại bên em sẽ gọi điện tư vấn size sau và chốt màu sau bên em, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi nhá mọi người nhá. Nâu đồng của nhà em đây chị Nhung Phung ơi, chị Nhung Phung, nâu đồng của nhà em đây chị ạ, nâu đồng của nhà em đây ạ. Phao nhà em phao rất là dày luôn đây ạ, các chị có thể xem cái độ phao dày nhà em như nào mọi người này, cho tay mọi người này. Đấy, 330.000 cho một chiếc áo phao màu nâu đồng này. Ủa các chị nhìn này, chẳng nhà ai có màu nâu của nhà em đâu mọi người nhá, chẳng có ai có màu nâu của nhà em đâu và màu hồng nút của nhà em đâu ạ, chỉ có nhà Giáng My mới có thôi mọi người nhá. Đây chị ơi,
áo phao nhà em nhé, xin lỗi ạ. Chị ơi, tại vì em đang mải cầm màu cho chị xem màu ấy. 330 mà K3, một người comment nhân cho em. Size 2XL dành cho người từ 70 cân cho tới 75 kg, chị Huyền Vân nhá. Đây ạ. 330.000 cho một chiếc áo phao rất là đẹp. Các shop khác toàn bán mấy trăm nghìn nhưng mà không có màu đẹp như của nhà em đâu. Đấy là em muốn thật đấy ạ. Các chị đi mua một cái áo phao 400-500 nghìn của shop khác chưa chắc là có màu đẹp như của nhà Giáng My đâu, đúng không ạ? Toàn màu đẹp thôi, toàn màu hồng nút này, hồng nút này, màu nâu đồng, toàn màu đẹp thôi mọi người nhá. Chị Phương Trần lên 330 đúng không? Em thấy K3 lên rất là nhiều từ nãy đến đầu chương trình đến giờ. K3 chứng tỏ hôm nay là K3 quá dã man luôn mọi người nhá. Nâu đồng của nhà em sẽ màu này chị này, size sẽ là từ 40 cân tới 75. Và hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết đúng không ạ? Và mặt đây mặt trước của áo này, đây mặt trước của áo này, còn đây là mặt sau của áo mọi người nhá. Đây là mặt sau của áo này. Mặt sau của áo đấy nhá chị nhá. Chất phao rất là dày luôn đúng không ạ? Da chị hơi ngăm thì mặc cho em màu hồng nút nhá chị nhá. Nổi da chị Tommy nhá. Chị ở Vi Lan Nguyễn ơi, em lấy màu hồng giúp của chị. Em lấy màu hồng giúp của chị như nào chị? Chị Vi Lan Nguyễn, em lấy màu hồng giúp của chị. Ok, chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình như mọi người đang comment giúp em nhá. Chị Hành Bùi, chị Yên Yên. Cứ có mã K3 và số điện thoại thôi là các bạn em sẽ liên hàng các chị sau đúng không ạ? 330.000 cho một con áo phao đẹp như này mặc đi chơi Tết có đáng không ạ? Rất đáng luôn đúng không ạ? Màu nâu bò này, màu nâu đồng, em nhầm, màu nâu đồng này, màu đen này, nâu đồng đen này, chỉ có 330 thôi. Và hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết mọi người nhá. Sao em thường thường là toàn bán hàng có size hết mọi người ạ, không có hàng phi size bao giờ đâu. Mà trường hợp bất đắc dĩ nữa thì mọi người mua về mà không vừa thì bên em vẫn cho khách đổi hàng bình thường mà đổi size bình thường mọi người nhá. Chị Minh Thư ơi, 40kg mặc cho em size S chị Minh Thư nhá. Chị Hiệp Loan ơi, 330 mã K3. Chị Tommy Nguyễn Thị ơi, bên em đã live stream trực tiếp rồi, bên em không chị nhá. Đây ạ. Chị nào từ khách quen mua hàng em nhiều lần, các chị biết hàng như nào rồi, khỏi cần hỏi nhiều đúng không ạ, cho nhanh đúng không ạ. Cảm ơn chị Hà Hoàng nhá, chị Yên Yên nhá, K3 nhá, chị Thuy Tin K3 nhá. Đây, màu nâu đồng đây, 330.000 mã K3. 330.000 mã K3, cho chị xem áo trong người em xem đi. Đây ạ, áo trong người của em đó là áo len nhá. Áo len mã V99. Áo len mã V99 nhá, giá 130. Các chị kích vào trang chủ của nhà em này, xong là có cái phần mà em biết status ấy, set cap là V99 ấy, để chính là áo này mọi người nhá, có 10 màu liền. V99 áo len bên trong có 10 màu nhá, 130. K3 chị Hiền Nguyễn lấy 33 hồng nút comment giúp em đi. 330. 330.000 màu nâu đồng này. Nâu đồng này, toàn màu sexy thôi, toàn màu đẹp thôi mọi người ạ. Cho chữ không nhá, chị Huyền Vân ơi, đây chị ơi, trời ơi. Em đã live stream trực tiếp này rồi chị ạ, khổ thật đấy ạ. Không vừa được đổi hàng bình thường các chị nhá, không vừa được đổi hàng mà. Màu nâu đồng thì mặc lên rất là tôn da luôn nhá. Em thấy các chị vừa xong toàn mua màu nâu đồng, màu nút quá nhiều luôn từ đầu chương trình đến giờ. Toàn hồng nút với cả nâu đồng thôi mọi người ạ. Cảm ơn chị Minh Thư nhá. Chị Giang Minh Khôi 68. Chị mặc cho em size 2XL chị nhá, comment giúp em đi ạ. Em trả lời nhiều mọi người nhiều quá, mọi người comment giúp em phải đúng cú pháp nhá. K3 như mọi người đang comment đi ạ. Cảm ơn chị Hà Phương K3 nhá. Chị Minh Thu K3. Chị Đăng Minh Khôi mặc cho em size 2XL, comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình như mọi người đang comment giúp em đúng không ạ? Chị Thanh Đông Lê ơi, 330 mã K3, chị comment giúp em mã K3 chị nhá. 330.000 cho một chiếc áo phao thôi. Mũ của em là mũ liền nhá chị Na Nguyễn Văn nhá, đây ạ. Mũ của em mũ liền chị ạ, chị comment giúp em. Cảm ơn chị Thủy Tiến K3 nhá. Chị Su Cao lấy K3 màu đen rồi, comment màu đen của chị đi ạ. Chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em đúng không chị? Cảm ơn chị Hương Tiết K3 nhá. Bên em thông nhá, chị vào Hồng Chuyên đây ạ. Em đã live stream trực tiếp này rồi gì nữa ạ? Trường hợp như các chị mua về mà không vừa đổi size thôi đúng không ạ? Chứ mà em là không dùng đồng kiểm bao giờ hết chị nhá. Đây chị ơi, hàng phao nhà em đây, màu nâu đồng đấy ạ. Sắp Tết rồi mọi người ạ. Các chị nào mà trong tủ quần áo của mình chưa có cái áo phao này thì các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này đi ạ. Chỉ có giá 330 thôi. Nó dày, nó đẹp như này đúng không ạ? Chỉ có 330 thôi mọi người ạ. Rất là rẻ luôn ý. Vì các shop khác em thấy toàn bán 400-500 nghìn một cái áo phao thôi mà chưa chắc là có màu đen của nhà em đâu. Áo phao của họ toàn là có mũ thôi, thì cái hàng có mũ thì nó sẽ không được thông dụng lắm mọi người nhá. Hàng bên em là hàng không mũ, thành ra là ai cũng có thể mặc được áo này hết đúng không ạ? Cho chị xem áo len bên trong chị ơi. Áo len bên trong của em là 130, dài tay, mã V99 nhá. Chị Nhật Duy ơi, 40kg mặc cho em size S nhá. Cảm ơn chị Giang Minh Khôi nhá. Ship của em thì 20-30 nghìn. Chị An Nguyễn nhá, 46kg. Chị Trân Văn Thị mặc cho em size S đúng không ạ? Đây, mặt sau của áo đây chị nhá, đây ạ. Mặt sau của áo như em đây.
hồng nốt nhá. Cảm ơn chị Hù Thu này, à chị Hà Thu K3 này. Đầu chương trình bọn em chốt cái mã K3 rất là nhiều rồi. Bây giờ còn chị nào muốn chốt thì chốt nốt cho nhà em mã K3 mọi người nhá. 330. Quán nào không non không chị? Chẳng hiểu gì. 46 mặc cho em size S nhá chị Trần Thị Vân nhá, chị comment giúp em nào. Mã K3 của em có giá 330.000 một áo nhá. Đây ạ. Mã K3 của em có giá 330 chị ạ, 330 ạ. Em cao 1m6 nặng 47 thôi, mặc size S thôi chị Giật Duệ Nguyễn nhá. Chị Tini Cherry ơi, chị 55kg mặc cho em size L nhá. Chị Trang Anh 1m60 nặng 51kg mặc cho em size M đúng không ạ? Chị Suka mặc cho em size S này. Chị Hoa Nguyễn ơi, 330.000 mã K3 nhá. Chị Đức Lê xin chào nhá, chúc chị siêu lên xinh đẹp đúng không ạ? Chị Yên Yên ơi, đội mũ chị xem với, vâng ạ. Đây mũ của nhà em đây nhá, đây là mũ màu nâu đồng của nhà, đây là màu nâu đồng của nhà em này, màu nâu này. Chị Dầu Robi ơi, 330 mã K3. Bây giờ cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện đúng không ạ? Chị ơi, giá bên em là 330.000 chị ạ. Em không có, chị giúp lo nhá. Cái mã không mũ thì em sẽ về sau nhá. Không mũ thì em có mã không mũ. Nó cao cổ đây là cổ 5 phân, sẽ like khoảng 3-4 nữa sẽ like cho mọi người nhá. 40kg mặc cho em size chị Nhật Duệ nhá. Hôm nay em thấy các chị lên đơn mã K3 nhiều kinh khủng luôn mọi người ạ. K3, cảm ơn Tommy, chị My Ngọc K3, Trang Anh K3 này, cảm ơn chị nhá. K3, 330, mã K3, hồng nút, nâu đồng đen ạ. Thì không thể thiếu trong những thời tiết cái thời tiết này là một cái nhất này. Cái thứ hai nữa là sắp Tết rồi ấy, chỉ còn 20 ngày thôi là Tết rồi nhá. Thì mọi người đấy, chị An Nguyễn bảo nào như này, áo này hôm trước mình mua 450k liền đấy. Chị An Nguyễn đang comment này mọi người này. Chị An Nguyễn đang comment này, áo này hôm trước mua 450.000 liền. Các chị thấy rẻ không? Em bán có 330.000 thôi, quá rẻ luôn và quá đẹp luôn đúng không ạ? Màu thì quá đẹp luôn mọi người ạ, màu quá đẹp và xuất sắc luôn. Màu hồng nút này, màu nâu đồng này, màu đen này. K3 6 lặng 50 mặc cho em size M thôi nhá. Bây giờ thế này mọi người nhá, cứ có K3 và số điện thoại thôi là bên em sẽ lên đơn hàng. Có mã, có số điện thoại bên em sẽ lên đơn nó cho nhanh đúng không ạ? Màu của nhà em đi ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Hà nhá. Chị Hương Nguyễn này. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân K3 này. Mình phân vân màu hồng với màu nâu, bạn thử màu nâu cho mình xem với. Em ngại thử chị. Chị có thể comment cho nhà em không mà thấy được không ạ? Màu nâu cũng đẹp chị ạ, mà màu hồng nước cũng đẹp chị nhá. Không vừa đổi hàng thoải mái, chị Giang Minh thôi, miễn là giữ mác nhà em cẩn thận nhá, phải có mác đi ạ. Chị Su Cao comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình như mọi người đang comment phía trên đi ạ. Chị Ngọc Hân đấy, mọi người comment như các chị đang comment này, K3 số điện thoại thế là xong thôi. Thế các bạn em sẽ gọi điện sau, chị em chỉ là nhân viên live thôi, em chỉ là có trách nhiệm mà livestream thôi mọi người nhá. Chị Hương Nguyễn ơi, chị lấy size S comment giúp em như mọi người phía trên đang comment giúp em được không ạ? K3 nhà em đây, 330. Cảm ơn chị Hương Nubi đấy, các chị mua hàng hỏi nhanh chóng không? K3, 330. Chỉ có 3 tờ 100.000 thôi mọi người ạ. 3 tờ 100.000 này, với cả 1 tờ 30.000 thôi. Thế là xong đẹp đúng không ạ? Có một cái áo đẹp mặc rồi, mặc chơi Tết đúng không ạ? Chị Trang Trần ơi, giá 330 chị Trang Trần nhá. Có 3 tờ 100.000 thôi, với cả 1 tờ 20.000, 1 tờ 10.000 thôi mọi người nhá. Chỉ có 330 thôi, rất là rẻ rồi. Cảm ơn chị Nhóc Ngóc, chị Vi Đoàn, chị Phạm Linh, chị Nato, chị Hương Ruby, chị Tommy K3, chị Nga Thành K3, chị Ngọc Hân K3, chốt hàng tất cả mọi người mà K3 nhá. Có mũ chị ơi, có mũ chị này. K3 nhà em bán quá dã man từ đầu chỉnh đến giờ rồi đấy ạ. Sắp đến Tết rồi mọi người nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao để mặc đi chơi Tết buổi tối đúng không ạ? Buổi tối thôi thì thực sự rất là lạnh rồi đúng không ạ? Nhất là lúc đó thì sẽ rất cần cái áo này mọi người nhá. Cảm ơn chị Yến Hải K3 330 nhá. Mua hai cái của em ship 30.000. Ship 30.000 thôi ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Hà K3 nhá, chị Ngọc Hà K3 bên này tiếp theo sẽ màu hồng này. Chị Minh Miết 60kg mặc cho em size XL nhá. Bây giờ cứ có mã K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện. Su Cao soạn chuyện này em cảm ơn em chị Đức Lê nhá. Ôi cảm ơn chị nhiều quá luôn nhá. Chị Nhóc Ngóc ơi, ship của em thì khoảng 20.000 tới 30.000 thôi chị Nhóc Ngóc nhá. Ôi chị Hương Ruby ơi, bên bạn live chị trực tiếp rồi nên em không dùng đồng kiểm đâu chị nhá. Chờ mấy chị mặc không vừa thì đổi hàng thoải mái thôi, chị Hương Ruby thông cảm giúp nhà em được không ạ? Bên em toàn bán hàng cao cấp thôi, chỉ đặt niềm tin kim hoàng bên em đúng không ạ? Bên em toàn bán hàng đẹp thôi. Và khách quen bên em thì cũng quá nhiều rồi chị ạ. Khách quen mua hàng quá nhiều luôn rồi ấy chị. Có màu khác không chị? Màu khác của nhà em chỉ có 4 màu thôi, đó là màu đỏ này, đỏ tươi này, màu nâu đồng này, màu hồng nút này, màu đen được không ạ? 330.000
350.000 cho chiếc áo phao này. Vừa xong chị An Nguyễn còn nói là ôi trời ơi, hôm trước mình mua áo này 450.000. Chị An Nguyễn máy giữa của em đang comment vừa xong ấy. Mọi người nhá, áo này ở ngoài bằng 450 đấy, thật sự luôn đấy. Cảm ơn chị Thái Thoa, chị Nhật Ký Phan, chị Đào Liễu K3 đúng không ạ? Chị Hiền Nguyễn bên em không chị nhá. Áo dư nhiệt bên em không có, bên em chỉ bán áo len thôi chị ạ. Len cho ấm chị nhá, len này 130 mã V99. Chị Hương Lê 63kg mặc cho em size XL chị nhá. 63 mặc cho em size XL. Cứ có mã K3. Em cầm mỏi tay quá chị ạ. Cứ có mã K3 và số điện thoại các bạn bên em sẽ đơn hàng đúng không ạ? Màu đỏ của em sẽ là màu đỏ tươi chị Nga Khỉnh nhá, đỏ. Livestream nào bên em gửi hàng chị cứ thế mà chị cứ yên tâm, tại vì em đang treo cho nó đẹp thôi chị ạ. Cảm ơn chị Linh Nguyên K3 nhá. Chị Nhật Ký Sơn K3 lâu đồng, cảm ơn chị nhá. Hàng bên em toàn bộ là hàng sexy hết, form đẹp luôn mọi người ạ. Form sexy, form rất là đẹp luôn, cái màu rất là đẹp mọi người ạ. Cái màu này còn khó để kiếm không ạ? Màu quá đẹp luôn mọi người nhá, màu hồng nút. Nhắc lại, cấm gọi mình là chị ơi. Ôi em xin lỗi anh nhá, anh Đức Lê nhá. Chị Hương Đinh ơi, màu đen chị vòng comment cho em mà K3 và số điện thoại của mình nhá, như mọi người đang comment nhá. Chị Trần Trung Hiếu ơi, phao dài bên không bán vì cái hàng rất là kén người chị nhá. Chị Thúy Phan xem ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc. Chị Nga cần cái màu đỏ tươi, comment giúp em mã K3 đỏ tươi số thoại mình luôn nhá. Chị lấy cầm em xem đi. Đây chờ em một lâu đồng với chị, một lâu nhà em đây. Tại vì em đang treo màu đỏ, chị thông cảm giúp em. Chị Nga Khẩn đang treo cho đẹp với chị, thông cảm giúp em được không chị? Em thông chị Sushi nhá. Trường hợp chị mua về mà không vừa đổi hàng thôi, chị Sushi kia yên tâm đi mua hàng bên em đúng không ạ? Đây hàng bên em đây, hàng có size đây, S, size S này, size M này, size L này, XL và 2XL luôn đây ạ. Đây size M, đây là size S này, xong mà trên người size S nhỏ xíu luôn. Có đủ size mà. Chứ hàng áo pha mà không có size thì làm sao mặc được đúng không ạ? Hàng phi size thì bọn em không bán hàng phi size bao giờ đâu. Bọn em chẳng bán hàng phi size hết mọi người ạ, toàn bán hàng có size thôi ạ. Cảm ơn chị Vân Động nhá, K3 330. 53 mặc cho em size M là quá đẹp luôn, là vừa khít này, vừa như may vào không phải đổi hàng nhá. Chị Thu Liên Nguyễn nhá, 53 mặc size M quá chuẩn luôn rồi chị ạ. Chị Hậu Lương, cảm ơn chị Hậu Lương K3 nhá. Chị Nguyễn Thu Hằng ơi, 58kg mặc cho em size L thôi, một size L, comment cho em mã K3 số thoại mình đây. Màu nâu đồng này, nâu này, màu đen này, nâu đen này, nâu đen 330. Chị Ngọc Ngai Nguyễn, sắp đến Tết rồi, các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này mặc đi chơi Tết đi ạ. Thực sự là Tết hôm nay cũng rất là lạnh luôn mọi người nhá, thực sự quá lạnh luôn đấy ạ. 48kg chị Dương Đào mặc cho em size S, 45-45kg mặc size S cho em nhá. Chị Thủy Phan ơi, xem ở ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc ạ. Chị Mộc Ngai Nguyễn 330, em trả lời suốt nãy giờ mọi người ạ. Chị Dương Thủy ơi, 49kg mặc cho em size M nhá, chị comment giúp em. Như mọi người đang comment mã K3 được không ạ? K3 màu hồng nút 330.000, có đủ size S, size M, size L, XL, XXL. Và đang cầm trên tay em đây, hiện tại là size M nhá. Đây là size M. Và hàng cho em toàn bộ là hàng có size hết. Bây giờ cứ có mã K3 và số điện thoại thôi, là các bạn em sẽ gọi điện sau nhá. Cho nó nhanh nhá, em chỉ là nhân viên like thôi, cho nhanh được không ạ? 50k một chiếc thì chị vào hơi muộn nhá. Nhà em thì thường hay quay số, chị Quỳnh Anh nhá, chị vào hơi muộn nhá. Rất là tiếc luôn ạ. Đội mũ của nhà em đây ạ, mũ nhà em đây ạ. Nâu đồng hồng nút 65 mặc cho em size XL. Chị Lương Lê mặc cho em size S. Phí ship của em 20-30.000. 67 chị Thảo Phạm mặc cho em size XL. À không, size 2XL. À không, chị ơi, size XL chị đẹp nhá, XL thôi ạ. 70 cân 75 mới mặc size 2XL, đây là size M này. Vì hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết mà. Chị Thúy Phan cho em ở ngoài Hà Nội và bên em do hàng trên toàn quốc này. Chị Dung Nguyên 75kg mặc cho em size 2XL là size to nhất nhá chị Dung Nguyên nhá. Chị muốn lấy mã này chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment giúp em đúng không chị? Em thấy K3 đấu trình nhà em bán K3 rất là nhiều rồi đấy ạ. Mọi người nhá, mọi người muốn mua mã này thì mua luôn cho nhà em mã K3 nhá. Em nghỉ 10 giây mọi người nhá. Cảm ơn chị Thu Liên, chị Đào Liễu K3 nhá. 330.000 một chiếc áo phao màu hồng nút, màu nâu đồng. XL dành cho người từ 59kg này cho tới 65 mặc cho XL nhá chị ạ. Minh Mít nhá. Chị Ly Bích ơi, bao nhiêu một áo vậy shop? 330 chị ạ. Màu nâu đồng, màu nâu đồng này, màu đỏ đỏ tươi này, màu hồng nút này, hồng nu đê đúng không ạ? 330 một áo thôi, mã là K3 nhá. Cho chị xem màu đỏ. Em xin lỗi chị, chú có thể xem trên nhà em đúng không ạ? Tại vì em đang rất là ngại bỏ xuống ấy chị. 330 áo phao K3. Họ ở ngoài họ bán áo phao toàn mấy trăm nghìn thôi mà chưa chắc là có màu đẹp của nhà em đâu, thật sự luôn nhá.
330 chị Nga Hồ Thị nhá. Chị Hạnh Hoàng 65 mặc cho em size XL này. Chị Trang Trần cảm ơn chị nhá. Chị Nguyễn Quỳnh 53 mặc cho em size M nâu đồng nhá. Chị Dương Đào K3 comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em. Như mọi người đang comment mã K3 được không ạ? Cảm ơn chị Dương Đào nhá. Chị Huy Hoàng ơi 330.000 mã K3 đúng không ạ? Chị Doraemon 45kg mặc cho em size S này. Cứ có K3 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau mọi người nhá. Cho nó nhanh cái nước trả lời nhiều mọi người nhá. Để cho em nghỉ 10 giây mọi người nhá. Em rất là ngại bỏ xuống, chị Hạnh Mít có thể thông cảm cho nhà em được không chị Hạnh Mít nhá? Tại vì là nếu bỏ xuống bây giờ là sẽ bị loạn hết cả lên đấy, chị Hạnh Mít thông cảm giúp em được không chị? Chị Hạnh Hoàng 65 mặc cho em size XL chị nhá. XL đúng không ạ? 60kg chị Nhàn 5 mặc cho em size XL. Bây giờ cô có mặc mã K3 và số điện thoại. Ok chị Phạm Thị Minh. Cô có mã K3 và số điện thoại, các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau đúng không ạ? K3 đây là màu nâu đồng của nhà em, đây nâu đồng mọi người nhá, nâu đồng này. Chị Huỳnh Trúc vào hơi muộn nhá, K3 nhà em bán á. Cái mã này nhà em bán áo phao 50k nhà em hai bạn đồng hành trình nhá chị Huỳnh Trúc đúng không ạ? Cảm ơn chị Mít Đặng nhá. Chị Mít Dung này, cảm ơn chị này. Thun có thun không? Bên chị bán áo len thôi chị Trịnh Đanh nhá. Chị Hải yêu ơi, giá bên em sẽ là 330 trong một chiếc áo phao này nhá. Chị muốn mua thì comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình luôn được không ạ? Trên cùng một dòng comment giúp em chị nhá. Em hay bán giá 50.000 đồng hành trình nhá chị Huỳnh Trúc nhá, chị vào hơi muộn. Áo này của em có giá 330 chị Đỗ Thị Phương nhá. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã K3 không thì chốt luôn cho em mã K3 để tắt like mọi người nhá. Đầu chương trình nhà em có chốt cái mã K3 rất là nhiều rồi đấy ạ. Và bây giờ là cuối chương trình rồi, còn chị nào muốn chốt cái mã K3 này thì chốt luôn cho em mã K3 mọi người nhá. Đỏ của em, đỏ nhà em đây chị ạ, đỏ tươi của nhà em đấy ạ. Chị Mi Hà ơi, chị Dương Đào ơi, ship của em sẽ từ 20.000 cho tới 30.000 chị ạ. Chị Thảo Trang, chị Thiên Trang này, cảm ơn chị này. Chị Mi Hồ này, màu hồng giúp nhé. Ok chị Thiên Trang, comment giúp em mã K3 số điện thoại của mình luôn nhá. Màu hồng nút này, màu hồng giúp đậm này, màu đen này, màu nâu đồng này, màu đỏ này, size 40 cân tới 75kg chị nhá. Cảm ơn chị Dương Đào nhá, K3 này. Còn chị nào muốn đấy K3 không thì chốt luôn cho nhà em mã K3 mọi người nhá. Cảm ơn chị Mạnh Huỳnh K3 nhá. Chị ơi size đi ạ. SML, XL, 2XL, 3XL nhá. Tôi có size từ 40 cân cho tới 75kg, 40 tới 75kg. Hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết nhá. Hàng của em này toàn bộ là hàng có size hết đúng không ạ? Hàng có size mà nên không thể so sánh cái hàng không thể so sánh cái hàng có size và hàng phi size đâu ạ. Cảm ơn chị Mạnh Huỳnh nhá. Size S, size M, size L, size XL, size 2XL nhá. Chứ bọn em không bao giờ bán hàng phi size nên mọi người cứ yên tâm ạ. Trường hợp mà bất đăng gì nữa mà mua về mà không vừa đổi hàng thôi ạ. Đổi hàng mọi người nhé, nếu mà không vừa. Vì hàng bên em hàng có size đây. Size S là dành cho người từ 40 cân tới 48 cân mặc size S này. Size M dành cho người từ 49 đây size M này. Size M các chị đây size M này. Size M dành cho người từ 49 cân cho tới 53kg mặc size M nhá. Size L từ 54kg cho tới 59. Đấy, 60, 65XL này. 66 tới 70. Đúng rồi, màu hồng nút nha chị Phương Loan nhá. Hồng nút chị Phương Loan chính xác luôn. Tôi có K3 và số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện sau nhá. 47kg chị băng giá trái tim mặc cho em size S cho em nhá. Đây là size M, đây là size M, size S nhỏ hơn nhảy nhá. Comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình như mọi người đang comment phía trên đúng không ạ? Chị băng giá trái tim nhá. M6, chị M6 nhưng mà chị yên tâm bởi vì hàng này là hàng có size nhá, nên không sợ ngắn và không sợ dài đâu chị ạ. Hàng có size nên không hề sợ ngắn và không sợ dài mọi người nhá. Mọi người comment giúp em nào. Em đã trả lời nhiều đâu không ạ?
tại vì em trả lời 2 tiếng đồng hồ rồi, các chị thấy như nào? Nói suốt từ nãy đến giờ nói vã mồ hôi ra đến 2 tiếng đồng hồ liền mọi người ạ. Em mua hàng bên em các chị cứ để lại cho em mã K3 xong là các bạn bên em sẽ gọi điện sau nhé. Chị Nguyễn Hoa ơi, chị 60kg mặc cho em size XL nhá. Chị muốn lấy mã này chị comment cho em mã K3 đi ạ. Ôi mệt quá. Chị Hoài Ban ơi, áo bên em có giá là 330.000 chị Hoài Ban nhá. Mẫu mặc của em là hồng nút, đúng rồi. Bây giờ cứ có mã K3 và số điện thoại các bạn bên em sẽ gọi điện sau nhá. Tại vì em chỉ là nhân viên live thôi mọi người ạ. Khổ thật đấy. Khổ thật đấy ạ. K3 của em có giá 330 ạ. Nâu đồng này, hồng nút này, đen này. Ờ đây chị ơi. Dáng áo như em sẽ như này nhá. Đây ạ, dáng áo bên em sẽ như này này. K3 hồng nút này, K3 hồng nút, K3 nâu đồng này, K3 đen này, K3 đỏ tươi này. Giá 330.000 cho một chiếc áo phao này, giá 330 nhá. 330 đủ size S, size M, L, XL, XXL được không ạ? Sắp đến Tết rồi, chỉ còn sắp em chỉ bán hàng tới khoảng ngày 18 Tết thôi là bọn em nghỉ rồi mọi người nhá. Đây chị ơi, chị Thu Luân đây ạ. Ok chị. Áo nam của em thì không có nhá, chị Bảo Quốc nhá, không có áo nam đâu. Áo nam của nhà em thì chuyển sang cái shop Macman shop của nhà em nhá. Anh Bảo Quốc nhá. Màu đen 65kg mặc cho em size 1XL, chị Mây Mù đây là size M nhá. Đây chị ơi, đây là size M ạ. Còn size XL sẽ to hơn và nó dài hơn rất là nhiều chị Mây Mù nhá. 330.000 thôi chị Hoàng Dung này. Chị Hảo Khô Béo ơi 330 này. Chị An Nam ok chị này, 330 này. Bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã K3 không thì chốt luôn nhé. Em like đã khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi ạ. Nào comment cho em để tắt livestream bây giờ nhá. Trong livestream là 330, ngoài livestream là 360 ạ. Cảm ơn chị Linh Chân Đường ạ. Đây chị ơi, đây ạ. Cho một chiếc áo phao màu nâu đồng, màu hồng nút. Nâu đồng hồng nút 330. Em thông chị Luyến Nguyễn nhá, bên em đã livestream trực tiếp này rồi chị ạ. Trường hợp không vừa, chị mà không vừa thì bên cho đằng cho chị đổi hàng thôi ạ. Đây là size bên em nè, size S, size M, L, XL, XL đúng không ạ? 330.000 đúng rồi chị Anh Nguyễn, cảm ơn chị nhá. Màu của em nó mặc trên người em là màu hồng nút chứ không phải màu cam đâu. Hồng nút này, nâu đồng này, 330.000 cho một chiếc áo phao mã K3 nhá. 35kg size S nhá, mặc thở rộng rãi thoải mái luôn chị Hiền Trần nhá. Chị mua cho em bé đúng chị? Comment giúp em nhá, mặc vừa, mặc dài rộng đấy chị ạ. Còn em bé còn lớn nữa mà đúng không ạ? 35kg còn lớn nữa mà. Mũ của em là mũ liền chị ạ. Mũ em là mũ liền này, màu nâu đồng thực sự là quá đẹp luôn. Bọn em bán cái mã K3 đấu trình bán quá dã man rồi mọi người ạ. Chị Dung Phong nhá. Chị Dương Đào 45 mặc size S, chị Nguyễn Hà. Chính xác luôn, bên em chỉ bán hàng Quảng Châu thôi. Cái hàng Quảng Châu mọi người nhìn thì biết đúng không ạ? Chứ không phải hàng Việt Nam mọi người nhá. Xem chỉ bán hàng Quảng Châu thôi đúng không ạ? Còn hàng cao cấp thôi mọi người nhá. Và có size hết. Chị Như Ngọc Nguyễn ơi, chị muốn lấy màu đỏ, chị comment giúp em màu đỏ nhá. Tại vì em rất là ngại bỏ xuống, tại vì đang treo rất là đẹp nha. Tự dưng bỏ màu đỏ xuống đi, nhìn sẽ rất là xấu luôn ấy chị. K3 330, còn chị nào muốn chốt nó không thì chốt luôn cho em tắt livestream nhá. Em like đã là 2 tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Đang mặc trên người em đây hiện tại là màu hồng nút. Đối với chiếc áo phao của bên em thì sẽ có size từ 40 cân này cho đến 75kg này. Và hàng bên em thì toàn bộ là hàng có size hết nhá. Màu bên em có tất cả là 4 màu. Đó là màu đỏ này, màu nâu đồng này, màu hồng nút đậm này và màu đen này. Chị nào mà người mập béo mặc cho em sang tông màu đen, màu tối màu nhá. Hoặc là mặc sang màu hồng nút cũng đẹp, màu nâu bò cũng đẹp. Đấy, nói chung là thoải mái luôn mọi người nhá. Và hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Hà, đơn hàng của chị có rồi nhá. Size 61kg chị Thu Diễm mặc cho em size XL, 4XL. Là mặc vừa kit vừa như may luôn mà không phải đổi hàng luôn chị nhá. Chị Hiền Nguyễn này, áo đang mặc của em là size S chị nhá. Màu đỏ tươi nhỉ, đây là màu đỏ tươi chị nhá. Phao của em là phao có mũ, 330.000 thôi. Áo nam em không có, áo nam chuyển sang cái shop khác cho nhà em nhá. Chị Huân Nguyễn nhá. Chị Lê Phạm Thanh Trúc 330 này. Chị Phượng Loan cảm ơn chị nhá. Chị Như Ngọc Nguyễn, chị lấy màu đỏ tươi đúng không? Chị comment giúp em là K3 đỏ tươi số điện thoại mình luôn đi ạ. Chị Thảo Minh Nguyễn ơi, không có màu khác à? Màu khác của nhà em chỉ có 4 màu chủ đạo thôi chị nhá. Đây ạ. Áo phao có mũ mặc đi chơi Tết quả thực rất là đẹp luôn, là xuất sắc luôn đúng không ạ? Đầu chương trình bọn em có chốt cái mã này rất là nhiều rồi đấy ạ. Và bây giờ là cuối chương trình này, em đã like khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi nhá. Em đã like bây giờ là 2 tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Thế bây giờ còn chị nào muốn chốt nữa thì chốt luôn cho em, tắt livestream mọi người nhá. Em đã 2 tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. K3 330, màu nâu đồng, màu hồng nút, màu đen. Nâu đồng, hồng nút, đen, size, đủ size. Hồng nút
nút bên em sẽ là hồng nút đậm, chứ không phải là hồng nút nhạt đâu mọi người nhá. Nút đậm luôn đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Hà đơn hàng, chị đã có đơn hàng rồi sao ấy ạ? Cảm ơn chị Bạch Thanh Hà nhá, chị Phong Phọng này, chị Đàm Thức này. Chị Đàm Thức là K3 không có, của chị số điện thoại thì có nhưng mà K3 không có đúng không ạ? Chị Phương Lan thông cảm cho bên shop em đúng không ạ? Tại vì bây giờ mà bỏ tháo cái màu đỏ xuống thì rất là ấy luôn ấy ạ. Nó sẽ rất là xấu luôn ấy chị. Màu đỏ tươi chị, màu đỏ tươi nhưng màu đỏ tươi mặc bình thường mọi người này. Màu đỏ tươi ấy chị. Nhiều khách màu đỏ tươi nhỉ? Em lấy giúp chị một cái áo phao trẻ con màu đỏ tươi đây. Em ơi, áo phao trẻ em hàng kit này. Không, không màu này, màu này. Màu váy này, màu này. Cho người, mọi người hình dung. Đây, màu này này. Đây, 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 đây. Đây, màu đỏ như đỏ này mọi người nhá. Đây là hàng của trẻ em, mọi người, đây là hàng của trẻ em này. Em bỏ này ra cho mọi người dễ hình dung nhá. Cái màu đỏ này hơi khác màu đỏ này đấy. Màu đỏ này sẽ đẹp hơn này mọi người này. Đỏ này đẹp hơn mọi người nhá. Đây là đỏ hàng trẻ con, đây là hàng trẻ em nhá. Hàng trẻ em nó khác. Đỏ kia đẹp, đỏ màu cái váy kia đẹp. 55kg chị Nguyễn Thuật mặc cho em size L này. Phao dài thì em không bán bởi vì nó kén người lắm chị ạ. 50k một chiếc thì bọn em hay bán đầu chương trình nhá. Chị vào hơi muộn nhá chị ạ. Dô Minh Nguyễn Thuyết đúng không ạ? Áo đen có size chị ạ, đây ạ. Cầm kéo mà mỏi tay xuất đấy là mỏi tay luôn. Ê chị ơi, size M đây là size M nhá. Size S, size M, size L đây. Hàng B và toàn bộ là hàng có size hết. Các chị yên tâm kim hoàng bên em. Và hãy để lại cho em mã K3 số điện thoại của mình nhé. 330 trong chiếc áo phao này. Mặc đi chơi Tết quả thực là rất đẹp luôn mọi người ạ. Đầu chương trình bọn em chốt cái mã rất là nhiều rồi. Và bây giờ là cuối chương trình rồi nên bây giờ còn chỉ là muốn chốt nữa. Cái mã này thì chốt luôn cho em nhé. Phao trẻ em á, phao trẻ em chuyển sang cái shop babykids.vn cho nhà em nhé chị nhé. Chị Vũ Hạnh Sino nhà em còn một cái shop nữa. Shop trẻ em là babykids.vn nhé chị Vũ Hạnh Sino nhé. Áo dạ thì em sẽ like sau có mã dạ về rồi chị Hoài Heo nhá. Chị Hải Yến ơi, 330 mà áo phao 330, size có đủ size ạ? Size bên em là đây ạ mọi người ơi, size S này. S, M, L, đây size M này. Hàng bên em toàn bộ là hàng có size chứ không phải là hàng không có size đâu. Chị Đặng Hiền ơi, chị Nguyễn Thuận ơi và chị Nguyễn Nhung ơi, ba chị comment giúp em như là chị Heo vàng đấy chị muốn lấy nhá. Các bạn bên em sẽ tư vấn size chị sau đúng không ạ? Cho nó nhanh đúng không ạ? Chị bây giờ hỏi em là em ơi 55kg có mặc vừa không, 60kg có mặc vừa không thì em trả lời hết làm sao được. Bây giờ em quay đang quay rất là nhiều máy này thì không thể trả lời kịp hết mọi người nhá. Nên chị thông cảm giúp em được không ạ? Chị Phương Thảo 55kg mặc cho em size L đi ạ. Các chị comment giúp em như là chị Heo Vàng, chị Hằng Tùng, chị Gấu Trúc đang comment giúp em, như là chị Dung Phong đang comment giúp em mã K3 số điện thoại. Thế là xong thôi, các bạn em sẽ gọi điện sau cho nó nhanh đúng không ạ? 330.000 một chiếc nhá chị Hoài Lương nhá. Màu nâu đồng, một chiếc áo phao 330 có rẻ không ạ? Các số khác em thật đấy chị chứ. Toàn bán cái áo phao tuần 500.000 đến 600.000 chiếc áo phao mà chưa chắc cái màu đẹp bằng của nhà em đâu. Đấy là em thật luôn nhá. Một cái áo phao mà họ bán mấy trăm nghìn là chưa chắc bằng đẹp bằng một cái áo phao 330 của nhà em đâu. Em thật mọi người nhá. Trần Bảo Ngọc Oanh thấy comment của chị rồi đúng không ạ? Chị Dung Phong, chị Nguyễn Linh thấy comment của chị rồi, chị Hằng Tùng nhá. K3 của em sẽ có tất cả là 4 màu, đó là màu nâu đồng, màu hồng nút đậm, màu đỏ, màu đen đúng không ạ? Size sẽ là từ 40 cân tới 75kg. Và chị nào từ là khách quen mua hàng nhà em rồi thì các chị biết cách thức mua hàng như nào rồi. Để lại mã thôi, sản phẩm thôi, mã K3 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị rồi đúng không ạ? Chứ cần gì phải hỏi nhiều đúng không ạ? Ok, Trọng Xuân nhá, rồi ok chị nhá. Chị Nguyễn Văn Chiến ơi, một cái bên em có giá 330 chị Nguyễn Văn Chiến nhá. Cảm ơn chị Hà Thúy nhá. Một cái bên em có giá 330 ạ. Cảm ơn chị Dung tặng 330 nhá. Cảm ơn chị Hà Thủy, cảm ơn chị nhá. Chị Nguyễn Nhung, chị Heo Vàng mã 330 đúng không ạ? Đầu chương trình bọn em có chốt cái mã 330 rất là nhiều rồi. Cái mã K3 này rất là nhiều rồi đấy ạ. Áo nam em không có nhá chị Kim Oanh nhá. K3 của nhà em có giá là 330.000 một chiếc mọi người nhá. Màu hồng nút, màu nâu đồng. Cái màu nâu đồng cả hồng nút này rất là khó kiếm mọi người nhá, thực sự rất là khó kiếm luôn đấy ạ. Áo di lê K9 màu khói, màu đen, bên đang gửi hết hàng cách đây khoảng 5 ngày rồi chị Thảo Hoàng, trước lễ nhá, trước lễ gửi hết hàng rồi đấy ạ. Chị Nguyễn Linh ơi, chị có màu gì mình nghe không rõ, màu hồng nút, màu nâu đồng, màu đen, màu đỏ tươi chị nhá. Cảm ơn chị Bảo Ngọc, chị Phương Dương này, chị Tông Tuyên K3 này. Cứ có mã K3 và số điện thoại thôi là các bạn em sẽ gọi điện các chị sau đúng không ạ? Cái mã áo phao di lê là cái mã K9 250, bên vẫn còn hàng chị Nguyễn Linh nhá.
3K9 bên vẫn còn hàng đấy ạ. Cảm ơn chị Thành Trung, chị Hải Yến, chị Tông Tuyền, chị Tông Tuyến, chị Nguyễn Thuận K3 nhá, 330.000. Đang mặc trên người em hiện tại là màu hồng nút đậm nhá, chị VV nhá. Hồng ruốc. Cảm ơn chị Hòa Thủy K3 330 nhá. Các chị mua hàng bên em mua quen rồi, biết mua hàng thế nào rồi, không cần giải thích nhiều đúng không ạ? Cứ có mã K3 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện nhá. Em cảm ơn chị Kiều Lê, mã K3 330.000 một áo phao nhá. Màu nâu đồng này, màu đen này, màu đỏ tươi này. Cảm ơn chị Kiều Lê nhá. Cho mình xem được không? Mình lấy luôn. K3 nhé, màu K3 ghi à? Áo phao màu áo phao di lê chị ơi. Cảm ơn chị Hằng Viên nhá, cảm ơn chị Vũ Hạnh K3, cảm ơn chị Kiều Ly K3 nhá. Đây, cái mã K9 nhà em đây là mã di lê nhá. Đây. Áo phao di lê nhà em đây. Hôm trước em có bán cái mã K9 rồi, mọi người có thể xem lại cái livestream cũ của em mọi người nhá. K9. Phao di lê, bên trong mặc áo len ở trong, áo dài tay bên trong cho mặc áo ra ngoài. Phao di lê nhà em nhá. K3. K3, K9 đây là K9. 40kg chị Ly Cốc mặc cho em size S đúng không ạ? Mẹ em béo hơn 50kg, bụng to mặc size L cho em. Bình thường là 50kg đúng không? Thì mặc size M đúng không? Nhưng mà nếu mà chị muốn rộng rãi hơn thì chị mặc cho em size L nhá chị ạ. Hiền nhà ke đúng không ạ? 330 chị Trang Lê nhá, màu hồng nút, màu nâu đồng. Nâu đồng. Chị Nguyễn Linh ơi. Bên em toàn bộ là hàng có size hết chị ạ, đây ạ. Size S, size M, size L. Em chỉ bán hàng có size thôi, xem không bán hàng phi size đâu mọi người ạ. Các chị có comment cho em đừng cú pháp nhá, mã K3 và số điện thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Phao dáng dài bên em sẽ like sau chị ạ. Dáng dài bên em sẽ like sau đúng không ạ? Chị Hạnh Như ơi, 60kg mặc cho em size XL nhá. Áo phao bên em toàn bộ là phao có mũ hết chị ạ. Phao có mũ hết. Giá bên em mã K3 330.000 áo. Đầu chương trình bọn em chốt cái mã K3 thực sự là rất là nhiều rồi. Và bây giờ là cuối chương trình rồi nên bây giờ còn chị nào muốn chốt không điểm tắt like chị bây giờ nhé. Em like cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Em trả lời mọi người đúng hơn 2 tiếng đồng hồ mà không ngớt một tí nào luôn đấy ạ. Nên bây giờ là cứ có mã K3 và số điện thoại thôi là các bạn em sẽ gọi điện các chị sau nhé. Em chỉ làm nhân viên like thôi đúng không ạ? Ship 20-30.000 này. 330 chị Dung Hồng này. Tóc chị màu gì? Tóc của em á. Tóc em màu nâu cà phê chị ạ. Tóc của em là tóc màu nâu cà phê ạ. Chị Trinh Trinh ơi, bao nhiêu? 330 ạ. Cảm ơn chị Hà Thủy nhá. 54kg Trần Thanh Hải mặc cho em size M cho đẹp. Nếu em thích rộng rãi mặc cho em size L nhá. Rộng rãi mặc size L cho em. Béo bụng mặc size L cho em Thanh Hải nhá. Chỉ có 330.000 trong chiếc áo phao màu nâu đồng, màu hồng nút thôi. Rất là khó kiếm luôn. Bởi vì sắp Tết rồi ạ. Chỉ còn 1 tháng thôi nữa thôi là Tết rồi mọi người nhá. Nên mọi người hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này. Chị giá của shop em chỉ có 330 thôi. Mà trong khi shop khác bán mấy trăm nghìn một áo liền. Đấy là em nói thật đấy ạ. Mà bán mấy trăm nghìn một cái áo mà chưa chắc là màu đẹp của nhà em đâu. Và không có màu đẹp của nhà em đâu ạ. Và hàng bên em toàn bộ là hàng không có lông nhá. Mũ không có lông luôn. Không có lông thành ra mặc rất là đẹp luôn á chị nhá. Không có lông thì mặc rất là đẹp luôn và rất là sexy luôn mọi người nhá. Cảm ơn chị Ly Cốt nhá. Tóc của em là màu nâu cà phê chị Dơ Như nhá. Thử màu đồng chị xem ạ. Vâng ạ, chị Mi Hà đây ạ. Màu nâu đồng của nhà em chị nhá. Nâu của nhà em đây ạ. Nâu của nhà em sẽ như này nhá. Đấy. Cảm ơn chị Ly Cốt K3 nhận đơn rồi ạ. Phao dài của em sẽ like sau nhá. Chị Du Văn Cao 67 mặc cho em size XL đúng không ạ? Di lê của em có tất cả là màu nâu, màu trắng, màu đen, màu ghi, khói. Chị Nguyễn Linh nhá. Áo di lê mã K9 của em đây là 250. Đây. Di lê K9 250.000 đây ạ. Màu khói, màu trắng, màu đen này. Màu gì nhỉ? Nâu bò đấy, nâu bò chị ạ. Đấy là K9 di lê nhá. K9 xem lại mã K9 cho nhà em nhá. Xem. Ok chị ơi, đằng sau của nhà em đấy chị ạ. Đằng sau của mặt áo, mặt sau của áo đấy nhé em nhé. Mặt sau K3 nhé. Các chị comment nhanh giúp em để tắt live stream bây giờ nhé. Để em nghỉ đúng không ạ? Bây giờ em bán live là hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Mũ em là mũ liền đúng rồi nhá. Chị bốn con mặc cho em size L này. Chị Hà Thủy 40kg mặc size S cho xinh thôi nhá. Chị bốn con nhá. Đang mặc là size S thôi nhá. Chị Phạm Thanh Hà nhá. Chị Nguyễn Hương 58 mặc cho em size L nhá. Chị Du Đất mặc cho em size M này. Chị Nguyễn Linh cho chị màu nâu đồng. Comment giúp em mã là K3 nâu đồng và kèm theo cái số điện thoại của mình luôn giúp em nhé chị nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Linh đơn hàng của chị có rồi nhá. Chị Dung Đất mặc cho em size M này. Chị Phùng Lê thử màu nâu đồng chị ngắm. Đây chị ơi, nâu của nhà em đấy ạ.
lấy màu đen chị comment giúp em đi ạ. Mã là K3 đen nhé, và số điện thoại mình luôn giúp em được không chị? 330 chị Phượng Rô Trâm này, 330 cảm ơn chị Hải Đức nhé, 330. Chị Vũ Thảo ơi, 330 để chị cuốn con lấy màu đen comment giúp em mã K3 màu đen, số điện thoại của mình luôn đi ạ. Di Lê thì không có mũ rồi chị ạ. Em không chị xuống đất nhé đây ạ. Di Lê của nhà em đây. Di Lê, báo Di Lê nhà em này. K9 nhà em đây. K9 cái mã này hôm trước chị làm mua nhà em gửi hết hàng rồi các chị nhá. K9 nhá. Còn K3 nhà em vẫn là 330, còn K9 của em sẽ là 250. 330. Chị Na Lê cảm ơn chị nhá. Chị Hải Đức cảm ơn chị này. 330 chị Phương Thanh ơi, 330 ạ. Một áo phao 330 rất là rẻ rồi đấy ạ. Áo này bên em có hai màu tông chủ đạo, đó là tông nâu đồng nhá và tông màu hồng nút mọi người nhá. Cảm ơn chị Cún Con nhá, K3 màu đen nhá. Chị Đặng Lương lấy màu hồng nút này, chị Xuyến Nguyễn lấy K3 màu nâu đồng, chị comment lại giúp em phải đúng cú pháp nhá. Mã K3 và kèm theo cái số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng comment giúp em để em chốt cho chị với mã K3 330 đúng không ạ? Chị Lưu Nguyễn cũng thế, muốn lấy K3 màu đồng comment giúp em đi ạ. K3 nâu đồng, K3 hồng nút, K3 đen và K3 đỏ tươi nhá. Bên không nhá, chị Dương Đất nhá, bên đã live stream trực tiếp rồi, trường hợp các chị mua về mặc không vừa đổi hàng thoải mái nhá chị Dương Đất đúng không ạ? Nào còn chị nào muốn chốt cái K3 nữa không thì chốt luôn cho bên em, là em đã live stream khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi, trả lời mọi người phải đến hơn 2 tiếng mà không ngớt lời rồi đấy ạ. Nên còn chị nào muốn chốt cái máy này thì không để em tắt live đi mọi người nhá. K3 bên em có giá 330 trong chiếc áo phao này thôi ạ. Đây chị ơi, phao của em là phao bình thường thôi chị ạ, chẳng biết như nào nhưng mà em thấy phao bình thường thôi ạ. Chị Anh Ngọc ơi, chị lấy K3 màu đen, chị comment giúp em mã K3 như mọi người đang comment giúp em chị nhá. Cảm ơn chị Mai Phạm, cảm ơn chị Heo Vi K3 nhá. Chị Đặng Lương ơi, chị comment lại giúp em như mọi người đang comment, như chị Mai Phạm đang comment và chị Heo Vi đang comment nhá. Chị Nguyễn Nhung ơi, 53kg mặc cho em size M, chị comment giúp em mã K3 và số thẳng mình trên cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? Đây chị ơi, form áo đi chị, form áo đi em đây. Form đấy ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Linh bên này K3 nhá. Cảm ơn chị Anh Ngư K3 màu đen đấy, các chị comment giúp em như thế. K3 số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện sau nhá. 330 trong chiếc áo phao kìa, 330.000. Áo phao màu hồng nút. Chị nào muốn mua áo len đang mặc trong cái mã K3 của em có thể đặt hàng luôn nhá. K3 của em có 10. Cái mã đang mặc trong người em đây là mã nhá, V99 là cái mã áo len của Ba Vân nhá, không theo chữ là 130. Áo len là 130 này, còn áo ngoài áo phao là K3 là 330 nhá. Cả set hai áo sẽ là 130 cộng với 330 thôi. Chị Dung Đất ở đây ạ. Nhà em dáng rất là đẹp luôn. Cái form nhà em thì form áo phao rất là sexy luôn đúng không ạ? Vâng ok chị Cún Con nhá. Chị Hằng Trần cảm ơn chị Nguyễn Linh, chị Heo Vi, chị Mai Phạm K3 rồi. Chị Hằng Trần ơi, K3 của em có giá 330 ạ. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt lốt cái K3 không để tắt like cho em mệt quá rồi mọi người ạ. Em like đã khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi ạ. Thế còn chị nào muốn chốt lốt cái mã K3 để tắt like bây giờ mọi người nhá. Em không có bầu kem đâu nhá chị nhá. Chị Nguyễn Tươi không có bầu kem đâu ạ. Chị Vĩ xin chào ạ, chúc chị luôn xinh đẹp đúng không ạ? Thấy comment của chị rồi ạ. Áo len của em 130 ạ, còn áo phao của em sẽ là 330 ạ. Màu hồng nút, màu nâu đồng ạ. Chị Thuận Nguyễn ơi, áo phao của em có giá là 330 chị nhá. Chị muốn lấy chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình đi ạ. Màu nâu đồng đi ạ. Chị ơi, áo phao của nhà em đây. Size to nhất bên em sẽ là size 2XL nha chị Nguyễn Thị Vi nhá. Đây là size M đúng không ạ? Tại vì là em bị... Vâng ạ. Tại vì em đã like khoảng hơn 2 tiếng rồi chị Nguyễn Linh ạ. Chị Thúy Trang ơi, chị có comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình đi giúp em được không ạ? Cảm ơn chị Xuyến Nguyễn nhá. Mặc thử màu đen vâng ạ. Màu đen đi em ơi chị ạ, màu đen đi ạ. Của em đi các tỉnh sẽ làm từ 20.000 cho tới 30.000 thôi nhé chị Như Hồng nhé. Cho chị xem đen. Đây là đen của nhà em ấy chị ạ, đen nhà em ấy nhé. Áo phao màu đen của nhà em đây. Đây, mặt trong của áo đây. Phao màu đen đây. Rất là dày, rất là ấm nữa chị ạ. Áo phao nhà em đây ạ.
trong của áo đây. Không phải thế đâu chị ạ, vì cái áo này có size mà nên không sợ ngắn và không sợ dài, chị chơi đoàn nhá. 330.000 cho một chiếc áo phao mã K3, cứ có mã K3 và số điện thoại là được lên đơn hàng mọi người nhá. Em còn nhá chị Hoài Thương nhá. Chị muốn lấy chị comment giúp em mã là K3 giúp em, như mọi người đang comment được không ạ? Màu nâu của em thì em ướm thử cho chị xem rồi, chị Nguyễn Linh nhá. Chị 56kg, chị Dung Vương mặc cho em size L đúng không ạ? Đang mặc của em là màu hồng nút nhá chị Nguyễn Tùng nhá. Áo có mũ chị ạ, đây là áo có mũ chị ạ. Hàng của em toàn hồng mũ hết và hàng có size hết đúng không ạ? Cứ có mã K3 này 330.000 và bên em sẽ lên hàng các chị này. Màu của em có hai tông màu chính, đó là màu nâu đồng nhá và màu hồng nút đậm chị Nga Thành đúng không ạ? Màu đỏ này em thật là thường thường mặc nó hơi bị chóe một tí ấy chị. Các chị cứ mà lấy những cái màu kiểu nó nhã nhặn như là màu hồng nút với cả màu nâu đồng là nhã nhất rồi mọi người này. Nhã nhặn đúng không ạ? Đây chị ơi, mặt sau của áo đây chị ạ. Mặt sau của áo như em đây nhá. Đây là size M. Còn cái size L, XL, XXL sẽ to hơn rất là nhiều và hàng em toàn bộ là hàng có size hết đúng không ạ? Em không chị Nguyễn Linh nhá. Đây ạ. Bây giờ là em đã like khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, nên còn chị nào muốn mua cái mã này thì để lại cho em mã K3 và số điện thoại của mình nhá trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Để tắt like mọi người nhá, em like cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi ạ. Màu nâu đồng, màu đen, màu hồng nút ạ. Màu đen còn ạ, chị Khánh Ni comment giúp em mã nhá. Và số điện thoại của mình như trên cùng một dòng comment giúp em như là mọi người đang comment đúng không ạ? Chị Hà Vi ơi, chị comment giúp em mã K3, số điện thoại của mình đi, các bạn em sẽ gọi điện cho mình sau nhá. Màu đen của em là 330.000 chị Mai Phan nhá. Chị Hoàng Hà 65 mặc cho em size XL này. Size S dành cho người từ 40 cân tới 47kg mặc size S cho em nhá. 48kg size S cho em chị Quỳnh Anh nhá. 60kg mặc cho em size XL này. Chị Nguyễn Linh ơi, em không chị ạ. Đây ạ. Chị nào mua hàng quen nhà em rồi thì mua biết nào rồi đúng không ạ? Chị Trung Lê ơi, bên em không có áo nam chị ạ. Họ anh ạ. Chị Nguyễn Trung ơi, bao nhiêu áo đó? 50.000 một áo thì bọn em hay bán đầu ứng chỉnh nhá. Và vào đuôi cái số điện thoại nào thì em hay quay số ấy. Vào đuôi số điện thoại nào thì chị đó là sẽ là người may mắn để mua được cái áo này nhà em hôm nay với giá 50.000 nhá chị Nguyễn Tùng nhá. Chị muốn săn hàng giá rẻ thì chị vào đầu ứng chỉnh cho nhà em, biết đâu ngày mai nhà em ra thì biết đâu là quay đúng vào số điện thoại của chị thì sao đúng không ạ? Biết đâu đúng không ạ? Chị Hằng Trần lấy mã K3 comment cho em như là chị Dung Vương và chị Linh Giang đi ạ. 330.000 một áo nhá chị Chi Bi Phượng nhá. 50.000 chị vào hơi muộn rồi đấy ạ. Cho chị xem phần dưới mặc đây ạ. Phần dưới của nhà em ấy chị ạ. Đây phần dưới của nhà em ấy nhá. Đây là phần dưới của bên em đây. Đây như này này. Mời chị Linh Giang, chị Hằng Trần nhá. Bên em có tất cả là 4 màu thôi nhá chị ạ. Kiều Thảo đúng không ạ? Có mũ chị ạ. Đây là mũ chị ạ. 330 màu nâu đồng, màu đen này, màu hồng nút này. Hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết. Nên các chị mua hàng các chị cứ yên tâm nhá. Bình thường các chị mặc size S thì áo này bên em cũng là mặc áo phao size S nhá. Bình thường các chị mặc size S áo phao đúng không? Áo bình thường ở nhà các chị mặc size S đúng không? Thì mặc cho em áo phao size S. Còn các chị nào hay mặc size M thì mua size M cho em nhá. Vì hàng bên em là toàn bộ hàng có size mà. Chứ không thể đi so sánh cái hàng mà phi size với hàng có size đâu mọi người nhá. Không thể đi so sánh được với cái hàng phi size và hàng có size được mọi người nhá. K3 330.000 này. Vâng ạ, ok chị Khánh Ly ơi, chị comment giúp em mã K3 như mọi người đang comment đi ạ. 330 mã K3 nhá. Chị Trần Kim ơi, size từ 40 cân tới 75kg nhá. Chị Phan Cẩm Tú ơi, 330.000 ạ. Cảm ơn chị Quỳnh Anh nhá. Chị Xuyến Nguyễn, 60kg mặc cho em size XL này. Chị Nguyễn Tùng ơi, 50k một áo và em hay bán đầu chương trình nhá. Chị Nguyễn Tùng nhá, chị vào hơi muộn đấy ạ. Đầu chương trình mà em hay bán cái giá khuyến mãi đó là giá 50.000. Chị nào muốn săn hàng giá rẻ đầu chương trình, mọi người có thể vào đầu chương trình nhà em nhá. Đầu chương trình bên em hay có chương trình mua hàng với giá khuyến mãi và bên em hay quay số vào số điện thoại chị nào thì chị đó sẽ là người may mắn mua áo này với giá 50k thôi đúng không ạ? Anh em chơi rất là công bằng luôn ạ. Màu có 4 màu chị Kim Thảo này. 59 mặc cho em size L thôi chị Hằng Trần nhá. Chị comment giúp em mã là K3 kèm vào số điện thoại của mình luôn đúng không ạ? Phao dáng dài bên em sẽ like sau như chị MiET nhá. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt để tắt like chị bây giờ nhá. Em like cũng khá lâu rồi ạ. Cảm ơn chị Dung Đắp nhá. Một cái size S, một cái size M màu hồng nút của nhà chị, của nhà em đúng không? Cảm ơn chị. Sao dáng dài bên em không ạ? Chị Kim Thỏa ơi, 1m50 là 40kg mặc cho em size S đấy chị nhá. Cảm ơn chị Nương Mỹ Nguyễn. Chị Nguyễn Tiến ơi, một cái bên em có giá 330 chị ạ. 80kg thì em e rằng sợ không vừa. Bởi vì là bên em chỉ có size từ 40 cân cho tới 75kg thôi, chị không có của ai nhá. Đây size bên em đây. S
size M, size L, size XL, XXL. 40 cân tới 75 kg đúng không ạ? Các chị ơi, em sẽ chốt cái mã K3 này trong khoảng 2 phút nữa thôi để em tắt like để em nghỉ mọi người nhá. Vì em cũng trả lời các chị khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi cũng khá mệt rồi ạ. Mọi người nhá, em sẽ chốt cái mã K3 này trong khoảng 2 phút nữa thôi để em tắt live stream bây giờ nhá. Tắt live bây giờ khoảng 2 phút nữa tắt live bây giờ đúng không ạ? Cảm ơn chị Nga Cảnh để em tắt live stream này. 330 ạ. 330 nhá chị Nguyễn Minh Chiết nhá, 330 ạ. Vâng ok chị Nga Cảnh, chị yên tâm kim hoàng bên em ạ. 72 kg mặc cho em size 2XL chị Phương Nguyễn nhá. Comment cho em theo đúng cú pháp mã K3 và số thẻ của mình như mọi người đang comment. Em sẽ chốt cái mã K3 này trong khoảng 2 phút nữa thôi để em tắt like để em nghỉ nhá, tại vì em like cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Mọi người nhá. Chị Pi Mỹ ơi, bên em có giá là 330 chị nhá. Cảm ơn chị Thuận Nguyễn, chị Kim Thảo, chị Nguyễn Thị Thuận này. Cảm ơn chị nhá. Hàng bên em toàn bộ hàng có sai hết đúng không ạ? Em tắt like bây giờ mọi người nhá. Tắt like bây giờ còn chị là muốn chốt là không ạ? Cảm ơn chị Hạ Vi K3 nhá. Shop nhớ gọi chốt cho em nhé. Vâng, là chị Huệ Như nhá. Cái mã này hôm nay nhà em bán cũng số lượng cũng khá là nhiều ấy. Nên bên em, đây chị ơi, nên bên em sẽ trả cái mã này trong khoảng 4 đến 5 ngày là em sẽ trả hết cái mã K3. Mọi người thông cảm giúp em đúng không ạ? K3 hôm nay cũng đơn hàng cũng khá nhiều đấy ạ. Hôm trước thế chị út với út thơ chết em rồi, chị có thể inbox qua nhà em luôn được không chị út thơ nhá, hoặc chị gọi điện số online cho nhà em luôn chị út thơ đúng không ạ? Eo ôi thật là chị. Vâng ạ. Chị Nguyễn Linh Chi cảm ơn chị nhá. Thôi chị Oanh Phạm ơi, ok cảm ơn chị nhá. Chị Kiều Thảo, chị Hạ Vi, chị Phương Nguyễn, em tắt livestream bây giờ mọi người nhá. Cảm ơn chị Nga Cảnh này. K3 330.000 một áo thôi, áo phao mặc đi chơi Tết, mặc đi chơi Tết thực sự là quả thực quá đẹp và quá xuất sắc luôn. Đầu chương trình thì em chốt cái mã K3 này thực sự là cũng số lượng cũng khá là nhiều rồi đấy ạ. Nên bây giờ là còn chị nào muốn chốt cái mã K3 màu hồng nút, màu nâu đồng được không thì chốt luôn cho nhà em tắt live stream bây giờ mọi người nhá. Nâu đồng này, nâu đồng. Chị gọi luôn cho nhà em luôn đi. Gọi luôn nhà em luôn, chị Út Thơ nhá, gọi luôn đi ạ. Cảm ơn Trần Kim nhá. 330.000 mã K3 này. 330.000 mã K3 nhá. Ok chị Út Thơ này. Còn chị nào muốn chốt cho K3 không để tắt live stream bây giờ đúng không ạ? Cảm ơn chị Phượng Nguyễn K3 nhé. Đây K3 nhà em đây. Áo phao nhà em đây. Mặt trong của áo đây, mặt trong của áo sẽ như này. Đấy, đẹp chưa? Xuất sắc luôn, chỉ có bán 330 thôi, rất là đẹp rồi. 330. Bên thông chị Lưu Thúy nhé. Trường hợp thì các chị mặc về không ưa không vừa ấy, vẫn đổi hàng bình thường, chị Lưu Thúy yên tâm khi mặc bên em đúng không ạ? Đúng rồi chị ạ. Chị nhắn tin thôi không được nhé, chị Út Thơ nhé. Nhắn tin cho bên em đi, bên em sẽ address móc của chị luôn, chị Út Thơ nhé, yên tâm. 330 chị Dương Văn Vân đúng không ạ? 65 mặc cho em size XL, đây là size M chị Liêu Cao nhé. 330.000 thôi. Mét 68 nặng bao nhiêu cân, bên vẫn có size cú là từ 40 cân tới 75 kg là được nhé chị nhé. 40 cân tới 75 kg là được nhé. Đây là size M đây. Hàng bên em thì toàn bộ là hàng có size hết, chứ không phải là hàng phi size đâu ạ. Hàng cho em nhá, toàn bộ là hàng có size hết, không phải là hàng phi size nhá. Bên em vẫn đang trả lời, có thể đơn hàng, có thể là chưa trả lời đến cái inbox của chị nhá, chị Út Thơ đúng không ạ? Mũ của em đây nhá, chị cũng có bích nhá, mũ em đây ạ. Màu nâu đồng đây ạ. Em thấy hôm nay các chị mua màu hồng nút với cả màu nâu đồng quá nhiều luôn đấy ạ. Từ đầu chương trình là toàn mua cái màu hồng nút với cả màu nâu đồng thôi, màu đen cũng mua nhiều này. Màu đen các chị cũng mua nhiều kinh khủng luôn, từ đầu chương trình đến giờ đấy ạ. Ok chị Út Thơ, chị yên tâm, ok chị. Xem mũ đây. Đây chị ơi. Mặt sau của áo đây chị nhá, đây mặt sau của áo, mặt trước của áo đây. Ở dưới là dáng như này chị này. Ở dưới không có chun đâu, ở dưới là dáng bình thường thôi chị ạ. Có chun thì mặc nó rất là quê ấy chị. Cái hàng phao mà có chun thì em tưởng tượng như là mặc nó rất là quê luôn ấy chị ạ. Phao đây là phao có size mọi người nhá. Ok chị Minh Khuê này. Chị yên tâm nhá, chị Thu Thủy nhá, yên tâm kim hoàng bên em. Chị lần đầu tiên mua hàng bên em đúng không chị? Chị yên tâm nhá, không phải lo đâu ạ. Chị Trần Kim ơi, màu nâu đồng comment giúp em nhá. Ok chị gì nhỉ? Chị Đi Hu Anh này. Chị Đi Hu Anh
comment gì đây? Em, chị ấy comment gì đây? Đâu chị ấy? Giá bên em sẽ là 330 chị Hương Nguyễn Thế được không ạ? Áo khoác của em giá 50k là bọn em hay bắt đầu hướng trình nhá chị nhá. Chị Hương Nguyễn Thế 330 để dáng dài bên em sẽ like sau chị nhá. Dơ cao cái màu đen chị xem với các bạn. Màu đen của em đi ạ, màu đen áo phao màu đen của em có giá 330 luôn đúng không ạ? Cái mã K3 hôm nay đơn hàng của em cũng khá nhiều thì em sẽ trả trong khoảng 4 đến 5 ngày nhá chị ở Linh Giang đúng không ạ? Thông cảm giúp em nhé. Áo phao màu đen của nhà em là 330. Mã K3 nhá. Ok chị Út ơi, chị cứ yên tâm nhé, yên tâm ạ. Chị Lưu Thủy ơi cho chị màu đen size S nhé. Vâng ạ, chị có mấy đề size M. Size M nhá. Size S, size M, size L, size XL, bên toàn bộ là hàng có size S chứ. Không thể đi so sánh cái hàng free size và hàng có size đâu ạ. Hàng free size và hàng có size là khác hoàn toàn nhau mọi người nhá. Sắp đến Tết rồi, các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này. Giá bên em chỉ có 330 thôi, rất là đẹp rồi. 330 chị Nguyễn Loan nhá. 330 nhá chị Ánh Tuyết nhá. Chị Hương nặng 330 này. Chị Linh Giang lấy màu đen comment giúp em mã là K3 và số điện thoại của mình luôn đúng không ạ? Sáng dài bên sẽ like sau nhá. Cảm ơn Trần Kim nhá. Áo màu nâu đồng của em sẽ 330, 330 chị Nguyễn nhá. 330.000 một chiếc áo phao này. Vâng ok chị Lưu Thủy ạ, chị yên tâm ạ. Ok chị Lưu Thủy inbox nhà em luôn đúng không ạ? Ok cảm ơn chị nhá. Sao chị không để lại cho em mã K3 số điện thoại nhà em luôn thế này đi chị Lưu Thủy. Dáng dài bên sẽ like sau chị Hương Nguyễn nhá. K3 của em màu hồng nút, màu nâu đồng, màu đen. Đầu chương trình của em chốt cái mã K3 rất là nhiều rồi. Và bây giờ là cuối chương trình rồi, nên bây giờ còn chị nào muốn chốt nốt cái mã K3 này không thì chốt luôn cho nhà em mã K3 để tắt live stream bây giờ luôn đúng không ạ? Đây K3 nhà em đây, 330.000 cho chiếc áo phao màu nâu đồng, 330.000 cho một chiếc áo phao màu hồng nút đất được không ạ? Cảm ơn chị Lưu Thủy nhá. Bình thường là chốt đơn trên live sẽ nhanh hơn nên chị Lưu Thủy nhá, inbox thì hơi bị quá tải một chút xíu. Inbox nhà em thì thường thường nó sẽ rep hơn, rep chậm hơn khoảng 1-2 ngày so với comment đúng không ạ? Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt cái K330 không để tắt live stream bây giờ mọi người nhá. Cảm ơn chị Sửa Tuyến Hằng này. Chị Nhã Huyền ơi, 62kg mặc cho em size XL nhá. Đây là size M này, chị nào đây là size M này. Còn size XL sẽ to và nó sẽ dài hơn rất là nhiều chị Nhã Huyền nhá. K3 số điện thoại, thế là xong, em sẽ không phải trả lời nhiều đâu. Các bạn em sẽ gọi điện sau mọi người nhá. Phí ship của em đi các tỉnh sẽ là 20-30.000 thôi. Áo này mặc đi chơi Tết thực sự là quả thực quá đẹp luôn, nhưng mà quá xuất sắc luôn đúng không ạ? Em cảm ơn chị Huy Hà nhá, cảm ơn chị Lưu Thúy nhá. Phao dài sẽ like sau nhá, chị Vĩnh Hường nhá. Phao dài sẽ like sau đúng không ạ? Cảm ơn chị Nguyễn Hoàn, chị Sửa Tuyến Hằng nhá. Cảm ơn chị Đặng Lương mã K3 tiếp theo đúng không ạ? 330.000 áo phao màu nâu đất này. À nhầm, màu nâu đồng này, màu hồng nút này, màu đen này, màu đỏ đỏ. Đỏ tươi các chị nhá. Cảm ơn chị Hiền Thu nhá, cảm ơn chị Mai Bùi K3 nhá. Nhưng mà chị Mai Bùi ơi, chị comment lại giúp em mã K3 ở số thẳng của mình như mọi người đang comment giúp em đúng không ạ? K3 nhà em nhá. Cảm ơn chị Hiền Thu có đơn hàng rồi nhá. Chị Tấm Hoàng ơi, 72kg mặc cho em size 2XL này. Size của chị sẽ là size 2XL, đây là size M, chứ đây là size M, đây là size S này. M, L, XL, XXL đúng không ạ? Size to nhất bên em sẽ là từ 40, size to nhất bên em sẽ là size 75kg nhá. Cứ từ 40 cân tới 75kg và hiện tại đang mặc trên người em là hiện tại là màu xanh là size S đấy nhá. Size S. To nhất bên em sẽ là size 2XL chị ở Nhã Nguyễn nhá. Chị Nghĩa Ngọc ơi, 330 comment giúp em tắt live stream bây giờ đúng không ạ? Cảm ơn chị Nguyễn Huyền, chị Mai Bùi, chị Nguyễn Hoàn K3 nhá. Đây chị ơi, em live stream trực tiếp này chị ơi, đây này. Lì nhá chị nhá, rất là lì luôn này chị này. Màu nâu đồng nhá, nâu đồng này, màu đen, màu hồng nút này. Chị Phượng Nguyễn ơi, 62kg mặc cho em size XL nhá. Chị Trà My 49 mặc cho em size S luôn đúng không ạ? Mọi người có thể giúp em comment theo đúng cú pháp mã K3 số điện thoại của mình như mọi người đang comment giúp em được không ạ? Đây chị ơi, áo có mũ mà, chị đây áo có mũ mà. Cảm ơn chị Ngọc Bích nhá. 330.000 cho một chiếc áo phao mặc đi chơi Tết thực sự quả thực là rất là cần thiết với nó luôn. Bởi vì là Tết thì mọi người hay đi chơi đúng không? Và thời tiết Tết chắc chắn nó sẽ lạnh rồi đúng không ạ? Chắc chắn năm nay thì thời tiết Tết sẽ rơi vào khoảng 10 đến 11 độ mọi người nhá, rất lạnh luôn. Mà chỉ cần mặc đến một cái áo nó khoác này thôi thì đã rất là ok rồi. 62kg thì chị Phương Nguyễn ơi mặc cho em size XL nhá. Chị Huy Hà mặc cho em size M nhá. Chị Huy Hà ơi mặc cho em size M chị yên chí nhá, cứ yên tâm. Size M là chị mặc vừa như may và không phải đổi hàng, không đổi size luôn đúng không ạ? 330 cho một chiếc áo phao màu hồng nút, màu nâu đồng nhá. Em tắt live bây giờ mọi người nhá, còn chị làm một chút nữa không ạ? Cảm ơn chị Nhã Nguyễn nhá. Trong live stream sẽ là 330, còn mua ngoài live, thời gian em live stream hôm nay thì sẽ là 360, tức là sẽ tăng lên 30.000, đấy là thời gian mua ngoài live stream ạ. Chốt khi mua ngoài live stream mọi người nhá. Đấy em chỉ áp dụng trong em chỉ áp dụng cho cái giá live stream khi em live thôi nhá chị nhá. Em đây chị Xuyên Đoàn đây ạ.
áo có mũi nhá, áo có mũi này, áo phao bên em đây. Rất thoải mái luôn, rất đẹp luôn. 330. Chị Nguyễn Nguyệt ơi, 52kg mặc cho em size M ạ. Chị Huy Hà mặc cho em size M nhá. 330.000 trong chiếc áo phao màu nâu đồng, màu hồng nút. 330 mã K3, số điện thoại cho nó nhanh. Các bạn bên em sẽ gọi điện sau đúng không ạ? Nghỉ tí mệt quá. Trả lời mọi người đến khoảng em trả lời các chị khoảng 2 tiếng rưỡi rồi đấy. Mệt kinh khủng luôn mọi người ạ. Chị Huy Hà mặc cho em size M này. Em ơi, Phượng Nguyễn ơi, vâng ạ, cảm ơn chị nhá. 62kg mặc cho em size XL nhá. Bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã K3 không để tắt live stream bây giờ mọi người nhá. K3 330.000 một áo khoác phao. Áo phao có mũ. Chị Phượng Nguyễn K3 số điện thoại cho em luôn đi ạ. Bán cho chị hai cái màu đỏ nhá. Màu đỏ, màu hai cái, màu đỏ và màu xám. Màu xám nào nhỉ? Chị ơi, màu xám thì bên em chỉ có loại K9 thôi ạ. K9 của em là áo phao di lê nhá. Mã K9 của em sẽ là áo phao di lê, em có live stream mấy hôm trước rồi đấy ạ. Áo phao mã phao di lê này. Em có live stream mấy hôm trước rồi mọi người nhá. Mã K9. Hàng của em toàn bộ là hàng Quảng Châu hết, chứ không phải là hàng vớ vẩn đâu mọi người. Là hàng đẹp thôi. Số em ở ngoài Hà Nội chỉ có một món. Vâng đúng rồi chị ạ, tại vì là còn những chị vào sau nữa, thông cảm cho nhà em chị nhá. Chị Sữa Tuyến Hàng ơi, số em ở ngoài Hà Nội nhá. Chị 60kg mặc cho em size XL đúng không ạ? Chị Nguyễn Loan cũng 60 mặc XL thôi. Em tắt live stream bây giờ là còn chị làm một chút nữa không ạ? Để tắt live stream bây giờ mọi người nhá. Phao của em có giá 330, chị Nhật Phan nhá. 330 này. Chị Đào Nguyễn cảm ơn chị nhá. Chị Hoa Hướng Dương ơi, 330 ạ. Màu hồng nút, màu nâu đồng đây. Hồng nút, nâu đồng, đen đỏ, đỏ tươi đi ạ. Phao nhà em đây. Toàn màu đẹp thôi, toàn màu trẻ thôi ạ. Toàn màu đẹp và toàn màu trẻ thôi. Mặc các chị mặc này mà trẻ ra mấy tuổi luôn đấy, thật sự luôn đấy. Chị Bin Bin ơi, 63 mặc cho em size XL nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Nguyệt này. Chị Phương Thảo này, chị gì phía trên thì Phương Thảo cảm ơn chị nhá. Chị Hoa Nguyễn cảm ơn chị luôn, K3. Ok chị Huy Hà, chị cứ yên trí. Chị lấy màu hồng nút thì bên không giao, chị màu hồng nút thì chẳng lẽ giao chị màu đen à chị, khổ thật đấy, đúng không ạ? K3 bên em có tất cả là 4 màu, đó là màu đen này, màu hồng nút đậm này, màu nâu ạ. Đấy. Các chị comment giúp em nhá. Cảm ơn chị Dương Hương, đơn hàng chị có rồi này. Chị Bin Bin Trần ơi, chị comment giúp em như mọi người đang comment, như chị Hương Dương đang comment đi, K3 số điện thoại mình luôn nhỉ. Màu hồng nút này, màu nâu đồng này, màu đen này. Chị Linh Nga ơi, 330.000 một áo phao K3 nhá. Chị Minh Nhật ơi, chị comment giúp em K3 đỏ số điện thoại mình luôn giúp em được không ạ? Chị Nguyễn Loan, ok chị comment giúp em K3 số điện thoại mình như mọi người phía trên đang comment nhá. Cho nó nhanh nhá, các chị mua hàng giúp em nhanh chóng được không ạ? Điểm tắt live chị bây giờ, em live cũng khá lâu rồi. Bây giờ em live cũng đã là hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 3 tiếng rồi đấy ạ. Cũng khá lâu cho một cái mã K3 này rồi. Đầu chương trình và em chốt cái mã K3 này rất là nhiều rồi mọi người nhá. Và em trả lời các chị cũng rất là nhiều rồi ạ. 330 mã K3, màu vàng đồng, màu nâu đồng chị Dung Hồ, đây là màu nâu đồng nhá. Chị comment giúp em nhỉ, chị Sữa Tuyến Hằng đang comment giúp em nhỉ. Cảm ơn chị Trà My, cảm ơn chị Bin Bin Trần nhá, cảm ơn chị Sữa Tuyến Hằng nhá. Chị Linh My ơi, thử đỏ chị xem với ạ. Chị ơi, đỏ của em đây ạ. Bên live stream nào bên em sẽ gửi chị đúng màu đỏ, thế là tại vì là đang còn chị vào sau nên bây giờ bên bỏ cái màu đỏ xuống nó rất là nó sẽ bị loạn lên đấy chị, đúng không ạ? Giúp em nhá. Đỏ như thật, như đỏ tươi đấy chị. Đây là phao nhà em đây. Phao nhà em đây. Chị Thúy Hình ơi, 330.000 này. Chị Huy Hà comment số điện thoại K3 cho nhà em chưa chị Huy Hà, để bắt like chị bây giờ chị nhỉ. Chị Lương Nguyễn ơi, cho chị xem áo phao 60kg. Đây chị ơi, đây là size M nhỉ. Đây là size M nhỉ, đây size M nhá. Size M đây, size M đây. Hàng có size S mà các chị yên tâm nhá. S, size S, size M, size L, size XL, size 2XL. Cái áo này thì size to nhất bên em sẽ là size 2XL, là size to nhất. Nên các chị mua hàng bên em, các chị cứ để lại cho em theo cú pháp mã K3 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em nhé. Em like cũng khá lâu rồi đấy, gần 3 tiếng rồi. Một cái mã K3 là gần 3 tiếng rồi, các chị thấy áo như thế nào? Chứng tỏ là áo này rất là đẹp luôn đúng không ạ? Nó đẹp bởi vì là có hai màu nâu đồng và màu hồng nút đậm mọi người nhé. Cảm ơn chị Phương Thảo nhé, có size nhé. Chị Dung Hồ ơi, hàng bên em hàng có size hết ạ. Chị comment giúp em theo đúng cú pháp đi ạ. Cứ có mã K3 và số điện thoại các bạn bên em sẽ lên đơn hàng cho mọi người nhé. Cứ có số điện thoại và K3 thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện cho các chị chốt hàng sau đúng không ạ, cho nó nhanh nhé. Các chị mua hàng cho nhanh chóng đúng không ạ? Tại vì em chỉ là nhân viên live thôi ạ. Chị Phương Nguyễn, đơn hàng của chị có đơn chưa nhỉ? Em không nhớ lắm đâu ạ. Không thì chị comment cho em lại đi, K3 số điện thoại mình luôn đi chị Phương Nguyễn nhé.
330.000 thôi, chị Linh An Giao ơi. Chị Giang Hiệp 330. Chị Lương Nguyễn Lan 60kg mặc cho em size XL, size M, mặc làm sao được ạ? 60kg thì chị mặc size XL mới vừa được. Mặc size M thì nó nhỏ không mặc ở đâu ạ. Chị Lương Nguyễn nhá, tại vì áo có size mà chị. Màu nâu đồng, màu nâu đồng, màu đen đây. Đây đen của chị đen đây. K3 nâu đồng đen đây. 330.000 trong chiếc áo phao nó dày như này, chất vải đẹp như này, form nó sexy như này đúng không ạ? Có đáng không ạ? Rất là đáng luôn đúng không ạ? Bởi vì là ở ngoài em thấy các chị ấy, toàn bán một cái áo phao mà có lông ấy, toàn 400-500.000 một cái áo phao thôi, nhưng mà thực sự là cũng chưa chắc là màu đẹp của nhà em đâu đúng không ạ? Màu của em ra toàn màu đẹp thôi, màu hồng nút này, màu nâu đồng. Cái form thì form bên em toàn bộ là hàng Quảng Châu hết, nên thành ra là cái form áo rất là đẹp luôn đúng không nhá. Cảm ơn các chị comment K3. Em thấy K3 cũng lên rất là nhiều đơn hàng từ lên giờ rồi ạ. Sao không thấy chốt hàng vậy? Chị Nguyễn Vũ Bảo Ngọc ơi, chị có thể comment lại giúp em lại không chị? Cảm ơn chị Phương Nguyễn nhá, đơn hàng của chị có rồi nhá, 62XL. Áo khoác nam bên em chuyển sang shop Mark Men shop cho em nhá, anh Nguyễn Văn Hòa đúng không? K3 màu nâu đồng, màu đen, màu hồng nút ạ. Các chị ơi, còn chị nào muốn chốt cái mai không? Cảm ơn chị Linh Ami, đơn hàng chị có rồi nhá. Chị Linh Ami có đơn hàng của chị rồi này. Màu đen của em đây nhá, chị Đào Nguyễn nhá. K3 nhà em đây, 330 đây. Vừa vào xem chưa biết giá. Vâng ạ, chị Lương Nguyễn ơi, 330.000 chị Lương Nguyễn nhá. Em đã ghim rất rõ ràng trên bài viết đó là mã K3330 và các chị để lại số điện thoại rồi đấy ạ. Chị yên tâm khi mua hàng bên em mà chị không cần hỏi câu là có giày không đâu ạ. Chị yên tâm ạ. Và em bán hàng và em còn phải giữ khách nữa chứ không phải là bọn em bán hàng xong các chị mua một lần rồi mất hút luôn đúng không ạ? Thì thế thực sự rất là buồn luôn đấy ạ. Bọn em bán hàng mà em còn phải giữ khách nữa cơ mà đúng không ạ? Và trường hợp mua về mà không vừa đổi hàng bình thường các chị nhá. Mua mà không vừa đổi hàng mà chị Tâm Hoàng ơi, K3 nâu đồng size 72kg chị yên tâm. Đây là size M nhá. Còn size 2XL chị sẽ to và là sẽ dài rất là nhiều. Chị yên tâm ạ, chị yên tâm nhá đấy ạ. Tại vì hàng em toàn bộ là hàng có size hết, không thể đi so sánh cái hàng phi size với hàng có size được đúng không ạ? 70kg đặng chị Đặng Dung mặc cho em size 2XL giống như chị Tâm Hoàng mà comment chị nhá. 2XL đúng không ạ? Cảm ơn chị Hiền Nhã Kê. Chị Hiền Nhã Kê à? Ok, chị Bình Nguyên có size S nhá. Size S size M. Comment xem thì đúng cú pháp nhá. 330.000 một áo. Đây là áo nhà em này. Màu nâu đồng này. Rất tôn da mọi người nhá. Rất không hề có một tí nào hết, là rất là tôn da luôn. Chỉ có giá 330.000 cho một chiếc áo phao thôi. Và áo phao bên em là áo phao không có mũ. Áo phao có mũ và không có lông mọi người nhá. Đây, áo phao có mũ. Mặc vô cùng ấm áp thôi, vô cùng ấm áp luôn nhá. Chị Bình Nguyễn ơi, chị 44 mặc cho em set chính xác luôn. Comment giúp em đi ạ. Chị Văn Anh Cute cũng thế, 47 mặc set cho em thì nhá. Chị Lương Nguyễn đúng rồi ạ, 330.000 một áo thôi ạ. Chị Nụ Hồng ơi, 1m65. Nhưng chị bao nhiêu kg, quan trọng chị bao nhiêu kg, em lấy size cho đúng bằng size cho chị cứ yên tâm nhá, chị Nụ Hồng đúng không ạ? Vì hàng bên em nào toàn bộ là hàng có size hết mà chị cứ yên tâm nhá. 330 thôi ạ. Chị Dương Lê ơi, chị comment giúp em mã K3 như mọi người đang comment nhá. Cảm ơn chị Minh Nhật nhá, chị Nha Kỳ này. Chị Hiền Nguyễn ơi, 330 này. Áo phao bên em là áo phao có size, thành ra là không sợ ngắn và không sợ dài. Đúng không ạ? Áo phao thì có size thì không sợ ngắn và không sợ dài rồi. Áo phao này mặc rất ấm các chị nhá. Các chị ơi, kéo lên đi ra ngoài đường ấy, các chị kéo lên cho em mặc ở nhà, các chị nhẹ cho em này. Rất là đẹp luôn. 330 một áo phao K3. Cảm ơn chị Minh Nhật, đơn hàng chị có rồi đấy ạ. Ship của em sẽ là từ 20.000 cho tới 30.000 đó chị Lê Trà nhá. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã K3 không điểm tắt livestream bây giờ mọi người nhá. Chị Nụ Hồng ơi, mặc xem size M quá đẹp luôn chị Nụ Hồng nhá. Chị 1m65 mà chị nặng 52kg mặc size M là quá đẹp luôn ý. Là chị mặc vừa khít vừa như may luôn mà không phải đổi hàng, không đổi size luôn đúng không ạ? Size S dành cho người từ 40 tới 48 này, size M 49-53, size L 54-59, size XL 60-65, XXL 66-75 mọi người nhá. Ba size 2XL to nhất bên em. Cảm ơn chị Nguyễn Ngọc nhá. Đây chị Hiền Nghĩa đây ạ, màu nâu đồng, đây là màu nâu đồng chị ạ. Màu nâu đồng của nhà em đây này, nâu đồng đây nhá. Mũ của em là mũ liền luôn nhá chị Bình Nguyễn. 70kg chị Nguyễn Hoài mặc cho em size 2XL, chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình để tắt livestream bây giờ chị nhá. Chị Bình Nguyễn ok là chị Đặng Dung này, 70kg mặc cho em size 2XL như là chị Tâm Nguyễn bên này đang comment nhá chị nhá. Comment giúp em đi ạ, K3 số điện thoại của mình luôn, chị cùng một dòng để tắt livestream bây giờ mọi người nhá. Em nay cũng khá lâu rồi và cũng khá mệt rồi ạ. Cảm ơn chị Huệ Nguyễn nhá.
Chị Huệ Phù Thủy ơi, giá bên em 330.000 ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Ngọc nhá, 330. Chị Nguyễn Thị Thơm ơi, Nguyễn Thơm, giá bên em 330 ạ. Áo phao màu hồng nút, màu nâu đồng, màu đen ạ. Phao hồng nút, nâu đồng đen. Hàng bên em sẽ là toàn bộ là hàng có mũ này. Chị Đặng Dung comment giúp em K3 số điện thoại, mình đi để tắt livestream bây giờ đi ạ. Nghỉ bây giờ đi. Chị Thúc Ngọc ơi, cho chị một cái áo mà đang mặc nhé. Vâng ạ, hồng nút đúng không chị? Chị comment giúp em là K3 và số điện thoại đi. Các bạn bên em sẽ gọi điện chị sau để chốt màu trước size nhé. Chị Thục Ngô nhé, chị yên tâm. Các chị yên tâm Kim Hoàng bên em nhé, không vừa đổi size thoải mái luôn. Mọi người yên tâm Kim Hoàng bên em nhé. Và hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết. Và lượng khách mua hàng bên em thực sự cũng rất là đông. Tại vì bên em bán hàng uy tín ấy, cho em bán hàng rất là uy tín luôn. Thật sự là các chị cũng ủng hộ cho em cũng khá rất là nhiều ạ. Rất là nhiều luôn các chị ạ. Sáng dài bên em sẽ like sau chị Lê Tuyên nhá. Chị Doraemon ơi, cảm ơn chị Doraemon rất là nhiều ạ. Ship của em sẽ là 20-30 nghìn. Chị Phạm Giang nhá. Chị Hồng Nhàn đây, bao nhiêu một áo vậy? 330.000 một áo phao nhá. Em thấy các số khác toàn bán 400.000-500.000 thôi ạ. Mà toàn hàng phi size thôi, có phải hàng có size đâu. Mà hàng bên em toàn bộ hàng có size. Mà bên em bán ra chỉ có 330 là cái giá bán. Bên em bán số lượng thôi đấy ạ. Là lấy công làm lãi thôi mọi người nhá. Lấy công làm lãi, bên em cũng rất là nhiều nhân viên ấy. Cũng rất là nhiều các bạn làm ấy ạ. 330 chị Hiền Thúy nhá. Bây giờ cứ có mã K3 330.000 là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau nhá. Em chỉ là nhân viên live thôi ạ. Dáng dài bên em sẽ live sau chị Lê Tuyên đúng không ạ? Các chị ơi, bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã K3 nó không, để em tắt live stream bây giờ nhá. Em live cũng 3 tiếng đồng hồ rồi ạ, gần 3 tiếng rồi ạ. Em tắt live stream em mệt quá chị ạ, các chị ạ. Tóm lại là hàng rất là đẹp luôn nhé chị Phạm Giang đây ạ. Hàng bên em đây ạ. Đây. Chất phao rất là dày ạ. Màu hồng nút thì rất là đẹp luôn mọi người nhá. Hồng nút quá đẹp luôn. Không có, không nhà, không shop nào có áo của nhà em đâu, em thật đấy ạ. Không shop nào có cái màu hồng nút và màu nâu đồng như của nhà Giáng My đâu ạ. Không có luôn nhé ạ, thực sự không có luôn. Chắc chắn một điều 100% luôn. Màu nâu đồng của nhà em là màu đồng rất là xịn luôn, chứ không phải màu đồng nâu đồng dại mọi người nhá. Đây. Nâu đồng nhà em đây. Nâu mặc rất là tôn da luôn nhá. Nâu rất là tôn da luôn. Size từ 40-75kg. Từ size S cho tới size 2XL. Nên các chị mua hàng bên em không phải hỏi gì nhiều đâu. Cứ để lại cho bên em cái mã K3 thôi. Và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện sau đúng không ạ? Cho nó nhanh nhá. Tại vì em chuẩn bị nghỉ live rồi đấy ạ. Chị Chính Quách ơi, 60kg thì mặc cho em size XL nhá. Chị Huyền Thúy ơi, 330.000 này. Chị Hoa Gái, Hoa Hoài Hương mặc cho em size M nhá. 53 mặc size M này. Chị Thủy Tiên ơi, 330.000 nhá. Chị Nông Thùy Dương ơi, áo chị mặc áo em có giá 330.000 nhá chị nhá. Chị Trần Cát Tuấn ơi, 50k một chiếc là chị có thể vào săn giá hàng giá rẻ cho em đầu chương trình đúng không ạ? Tại đầu chương trình bên em hay có chương trình mua hàng với giá khuyến mãi, vậy bên em quay số vào số điện thoại nào thì các chị được thôi ạ. Đúng không ạ? Bên em bán hàng rất là uy tín và rất là công bằng luôn ạ. Cảm ơn chị Phạm Giang nhá. Chị ơi, màu đang mặc trên người em đây là màu hồng nút nha chị Nương Phạm nhá. Chị An An Đấu Đá ơi, mình lấy màu đang mặc nhé vâng ạ. Chị comment giúp em là mã K3 màu hồng nút và số điện thoại của mình luôn giúp em đúng không ạ? Đây chị ơi, đây ạ. Đây chị ơi, K3 của nhà em đi ạ. Đấy. Em trả lời các chị cũng gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ các chị mua hàng bên em ấy thì các chị cứ để lại cho nhà em cái mã là K3 và số điện thoại của mình thôi, là các bạn em sẽ gọi điện sau nhá. Để tắt live stream bây giờ mọi người nhá. Chị ơi, chị Khánh Ly ơi, xếp ở ngoài Hà Nội ạ. Và bên em giao hàng trên toàn quốc chị Khánh Ly nhá. Chị Cụ Giải ơi, chị 65kg mặc cho em size XL, 1XL thôi nhá. Chị comment giúp em nhá. Đây chị ơi, vâng ạ, chị Nguyễn An đây ạ. Mặc trước mặt sau của áo nhà em nhá. Đây là mặt sau của áo này. Đây mặt sau của áo nhà em nhá. Đấy. Hàng bên em thì toàn bộ là hàng đẹp thôi. Chị ơi, con còn chốt áo phao 3 lỗ không ạ? Đây chị ơi, áo phao 3K9 nhà em đây. Chị nào muốn mua cái mã phao này nhà em thì có thể comment cho nhà em. Áo phao mã K9, mã di lê nhá. Áo phao K9 đây. Áo phao di lê, bên trong mặc áo đen, bên trong mặc khoác áo ra ngoài. K9 nhà em thì chuẩn bị tăng giá, hôm trước bán 250 nhà em chuẩn bị tăng giá lên 270 vì hàng phao giờ gần Tết rồi. Nhập rất đắt luôn mọi người nhá. Quá đắt luôn ấy. Cảm ơn tất cả đơn hàng của các chị mã K3, chị Hiền Nguyễn, chị Phạm Nhung này, chị Hồng Nhan này, chị A Đấu Đá này, chị Hàm Phụng này, chị Vân Anh Cu Tê này, chốt hàng tất cả mọi người mã K3 nhá. Cảm ơn chị Chính Quất K3 tiếp theo hồng nút ạ. Mặt đây là mặt trong của áo các chị ạ, đây là mặt trong của áo này. Và hàng bên em là toàn bộ là hàng có size hết ạ. Đây ạ, size S, size M. Shop em thì chỉ bán hàng có size thôi, thì shop em không bao giờ bán hàng phi size các chị ạ. Bên em toàn bán hàng có size hết ạ.
và đang mặc trên người em hiện tại là size S, còn đang cầm trên tay em là toàn là size M này, M này, đúng không ạ? Mã ba lỗ của em là K9 thì ạ, đây ạ. K9 thì em có tất cả là 5 màu. K9 có tất cả 5 màu nhá. K9 nhà em là phao di lê, mọi người có thể xem cái livestream cũ của em ấy. Cái phao di lê nhà em ấy. Mã K9. Hôm trước nhà em bán 250 nhưng chắc chắn là sẽ phải tăng giá hơn là khoảng 30.000 nữa là 280 áo phao này nhá. Hôm trước nhà em bán giá này nhập bên nhập vào, cái áo này không nhập được hàng mọi người ạ. K9 nhà em chuẩn bị tăng giá là từ 250 sẽ là 280 bởi vì gần Tết rồi ạ. Sắp Tết rồi chỉ còn 20 ngày thôi là Tết rồi mọi người nhá. Màu đang mặc trên người em là màu hồng nút đậm nhá chị ạ, an đấu đá nhá chị nhá. Đơn hàng của chị có rồi, em nhận đơn chị rồi nhá. Chị Ly xe ơi, chị Ly xe 330 ạ. Cái mã này hôm nay bên em like cũng khoảng phải mấy trăm chiếc, khoảng 700-800 chiếc áo này thì em sẽ trả trong khoảng 4 đến 5 ngày thôi mọi người nhá. Trong khoảng 4-5 ngày đúng không ạ? Mới thông cảm giúp em mọi người nhá, tại đơn hàng em cũng khá nhiều ấy. Đơn hàng cái mã K3 hôm nay thì em bán cũng khá nhiều nên mọi người thông cảm giúp em là em sẽ trả trong khoảng 5 đến 6 ngày mọi người nhá. Khoảng 5 đến 6 ngày chị Thủy Tiên nhá. Áo của bé thì chuyển sang shop babykit.vn cho em thì Thư Hà Trang nhá. Cảm ơn chị Vân Trịnh, chị Hương Tiết, chị Chính Quách 52 mặc trên size M nhá. Ok chị Vũ Thị Dung ơi, hiện tại đang bán K9 là 250 đúng rồi ạ. Nhưng mà mấy em like sẽ tăng giá hơn đấy chị Vũ Thị Dung nhá. Áo nam thì chuyển sang cái shop Mac Men shop nhà em nhá, nhà em có nhiều shop lắm. Mệt quá. Chị Anna đầu đá ơi, chị comment giúp em, đơn nào chị có rồi, cảm ơn chị nhá. Bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã K3 là không thì chốt luôn cho em, tắt livestream bây giờ đúng không ạ? Mã K3. Bên em có tất cả là 4 màu, chị Phương Trung nhá. Chị comment giúp em đi ạ. Chị Kim Thúy cũng thế, đang mặc của em là 330 chị ạ. Chị lấy chị comment giúp em mã K3 chị nhá. K9 của em, K9 K3 ship 30.000, chị lấy 2 mã đúng không? K3 K9 đúng không? Của chị là 30.000 thôi ạ. Chị Hiền Thu Đặng ơi, chị comment giúp em nhưng mọi người đang comment mã K3 vào số điện thoại của mình đi ạ. Màu đen đây chị ơi, màu đen đi ạ. Trên màu đen đi nhá. Đen nhà em đây. Hàng bên em toàn bộ là hàng đẹp hết mọi người nhìn này. Hàng có size chứ không phải là hàng vương vẩn, là hàng phi size đâu. Hàng toàn bộ là hàng có size hết đấy ạ, không phải hàng phi size đâu mọi người nhá. Áo khoác phao di lê của nhà em có giá 250 ạ. Chị Vũ Thị Dung muốn lấy cả mã K3 K9 comment luôn đi để tắt live chị bây giờ đấy chị ạ. Chị Hiền Thu Đặng comment K3 số điện thoại mình luôn để cho đơn chị luôn nhá. Chị bây giờ mua hàng nhanh chóng đi, em còn bao nhiêu việc ý ạ. Chị Ngô thì Hồng Dung ơi, áo ba lỗ của em 250 ạ. Áo phao dáng dài bên em sẽ like sau chị Phạm Yến nhá. Chị Phương Trang cũng thế này. Mã bên em là mã K3 330.000 một áo thôi, 330 một áo phao. Cứ có K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện sau, em chỉ là nhân viên like thôi mọi người nhá. Màu kia là màu vàng bó hay màu nâu tây? Màu nâu đồng nhá chị nhá. Nâu đồng chị Phương Trang này. Mặc rất là tôn da luôn đấy ạ. Nâu đồng mặc rất tôn da luôn. K3 nhà em chốt đồ hình trình là số lượng cũng khá nhiều rồi đấy ạ. Khá nhiều mà K3 đồ hình trình rồi đấy ạ. 330. Đặng Dung. Chị Hiền Thị Thu ơi, chị có thể comment lại giúp em mã K3 như mọi người phía trên đang comment đúng không ạ? K3 số thoại của mình đúng không ạ? Chị Đặng Dung K3 màu đang mặc nhé. Vâng ok, comment giúp em K3 số thoại mình luôn để tắt livestream bây giờ nào. Áo nam sẽ like sau nhá. Chuyển sang shop Mac Men shop cho em ạ. Chị Lam Dương ơi, lấy màu vàng nâu bò nhé. Nâu đồng nhé. Cảm ơn, comment giúp em mã K3 đi. Chị comment nhưng mà size cũng khoác rồi ạ. Phải có K3 và số điện thoại chị nhá. Cảm ơn chị Hồng Nhan và chị Hiền Nha này ạ. Chị Thê Lê Thơm ơi, có size to ạ. To nhất bên em sẽ là size 2XL, đây là size M ạ. SML 56kg, 56 mặc cho em size L. Chị An An đấu đá nhá. Phao dài sẽ like sau chị Thảo nhá. Chị Thoa Skin đúng không ạ. Chị Trang Nguyễn ơi, áo đang mặc của em có giá là 330 chị nhá. Đó là chị Phương Trang nhá. Chị Đặng Dung comment luôn điểm tắt livestream bây giờ đấy ạ. Chị Trí Huệ lấy K3 này, cảm ơn chị nhá. Chị Lam Dương K3 lao động, cảm ơn chị. Em thấy đầu chính giờ các chị toàn mua cái màu nâu đồng với màu hồng nút là khá nhiều, thực sự là rất là nhiều luôn. Chị Hồng Nhan cảm ơn chị nhá. Chị Lê Thơm cảm ơn chị Lê Dương, chị Lam Dương chứ, chị Đặng Dung này, cảm ơn chị K3 này. Chị Hiền Thu Đặng cảm ơn chị. Chị Hiền Thu Đặng comment lại giúp em mã K3 đi ạ. K3 số điện thoại mình luôn đi chị nhá. Chị Trang Nguyễn ơi, áo đang mặc của em có giá là 330.000 cho một chiếc áo phao này. Và hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết, chứ bọn em không bán hàng free size đâu ạ. Toàn bộ là hàng có size hết nhá. 48 mặc cho em size hết thôi cho đẹp nhá chị Thúy Nguyễn đúng không ạ? Em like một cái mã K3 này thôi là đã là gần 3 tiếng đồng hồ các chị đủ thấy độ hot của áo như này rồi đúng không ạ? 330
20.000 một chiếc thì bọn em hay bán đều ông Trịnh nhá. Chị Thủy Chi thì trưa mai theo theo dõi cái live stream nhà em, biết đâu thì bên em cũng sẽ quay vào số của chị đúng không ạ? Biết đâu đấy đúng không ạ? Này quay đúng vào cái số điện thoại của mình thì sao đúng không ạ? Cảm ơn chị Vũ Thị Dung nhá, em cảm ơn chị Đặng Dung tiếp theo ạ. Chị Thu Thủy ơi mặc cho em size S ạ. Chị Thủy Chi vào hơi muộn nhá. Chị Trang Nguyên đúng rồi ạ, 330.000 một chiếc áo phao đẹp như này, dày như này ạ. Hàng cao cấp và hàng bên em toàn bộ và hàng có size hết, chứ không phải bọn em bán hàng free size đâu mọi người nhá. Cảm ơn chị Lê Thơm nhá. Chị Mai Trần Hòa ơi, cho chị dây màu đen 51kg mặc size M cho em nhá. Em nghỉ 10 giây mọi người, em mệt quá mọi người ạ. Trả lời mọi người đến 3 tiếng đồng hồ liền ý. Chị Hà Phạm Luca này, cảm ơn chị Tâm Hoàng của chị size 2XL chính xác luôn nhá. Chị yên tâm này, bên sẽ lấy chị đúng size 2XL 72kg. Người từ 70 tới 75kg mặc cho em size 2XL. Đây là size M, chị đây là size M này. Và hàng bên toàn bộ của hàng có size hết, chứ không phải hàng không có size đâu. Chị áo phao là không có giãn mà không có size sao mặc được đúng không ạ? Hàng bên toàn bộ hàng có size hết, chứ bọn em không bán hàng free size bao giờ đâu ạ. 330.000 ạ. Chị Chi Huê ơi, 48 mặc cho em size S nhá. Chị Thoa Skin ơi, chị comment giúp em như mọi người. Cảm ơn chị, vừa nói xong comment luôn K3 số điện thoại, cảm ơn chị. Chị Tâm Hoàng cảm ơn chị nhá. Cảm ơn chị Thị Dung nhá. Chị Huyền Thanh ơi, 330 ạ. Em thấy các shop khác toàn bán kéo phao mấy trăm nghìn liền. Mà chưa chắc là có màu đẹp như của nhà em đâu. Bởi vì là màu bên em toàn bộ là màu đẹp nhá. Màu hồng nút này, màu nâu đồng này, hồng nút đậm này, đúng không ạ? Cái hàng màu này hơi bị hiếm luôn mọi người ạ. Hơi bị hiếm cái màu luôn, nó thật sự luôn đấy. Em thật sự luôn đấy. Cái màu nâu đồng và cái màu hồng nút này nó hơi bị kiếm màu luôn. Hơi bị khó luôn ý. Màu hồng nút đậm nhá chị Thúy Nguyên nhá. Đây chị ơi, đây là dáng áo bên em nhá. Đây là dáng phao mà bên em này. Đấy, cho mọi người giữa hình dung ra. Và hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết. Chị Nguyễn Thị Ngọc ơi, bọn em bán cái giá 50.000 ý, bán đầu chương trình ý. 40kg mặc cho em size S chị phía trên nhá. Và em hay bán giá 50.000 đồng chính thì chị muốn mua cái áo 50.000 ấy thì chị có thể vào đường chính nhà em và em thường quay số nhá chị nhá. Quay số này, quay vào đuôi số điện thoại nào thì chị đó sẽ là người được mua áo với giá 50.000 thôi chị ạ. Chứ giờ mấy nghìn người liền làm sao bán hết 50.000 được đúng không ạ? Đây chị ơi, thông cảm giúp em được không chị, đây ạ. Đây chị nhá. K3. Cảm ơn chị Mai Trương. Em không chị Mai Trần Hoa đây ạ. Trường hợp như là chị mua về mà không vừa đổi hàng bình thường thôi nhé chị nhé. Còn bên em là không bao giờ sử dụng đồng kiểm đâu ạ. Màu đỏ đi chứ ạ. Chị kem dâu tay ơi, chị muốn lấy màu đỏ chị comment giúp em nhé. Mạng K3 đỏ đúng không ạ? Chị Thu Hà Nội mặc cho em size M. Cảm ơn chị Hiền Ta nhé. Cảm ơn chị Duy Hưng nhé. Còn mang K3 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho các chị sau nhá. Em chỉ là nhân viên live đúng không ạ? Không có màu sợi, không có màu xanh đâu chị ạ. Bên em chỉ có màu đen thôi nhá. Chị Mai Sương nhá, đây màu đen này em đây ạ. Đây màu đen này ạ. Áo phao màu đen đây. Rất là dày, rất là ấm luôn mọi người nhá. 330. Đây chị ơi, áo phao nhà em đây ạ. Chị Hùng Khánh ơi, áo này bên em không có trắng, bên em chỉ có màu hồng nút này. Thắm Su Ti ơi, áo đang mặc của em có giá 330 chị nhá. 40 cân này cho tới 75kg. Hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết các chị nhá. Hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết đúng không ạ? Chị Thu Thảo ơi, chị mua hàng cứ comment như chị Vân Hà đang comment đi, bên em sẽ tư vấn size chị sau nhá. Đây size M đây. Hàng có size hết mà các chị, không phải không có size đâu. Toàn bộ bên em là hàng có size hết, chứ không phải là không bán hàng, không phải là bán hàng free size đâu mọi người nhá. Chị Huyền Thanh ơi, giá 330 ạ. Chị Thu Hà ơi, đang mặc màu hồng nút chị nhá. Chị Lucky Su ơi, giá bên em có giá 330.000 một áo ạ. Chị Trí Huệ ơi, ship của em từ 20 tới 30.000 ạ. Chị Phương Trang 60kg XL cho em nhá. Chị Đinh Ngân ơi, 56 mặc cho em size L ạ. Chị Thuận Nguyễn mặc cho em size L luôn nhá. Chị Thu Thảo ơi, mấy kg mặc vừa chị ơi. Áo bên em sẽ có giá là sẽ có size từ 40 cân tới 75kg chị nhá. Đây chị ơi. Đây.
cho em. Đây là màu nâu đồng các chị nhá, đây là màu nâu đồng này. Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 75 kg. Bây giờ còn chị nào muốn chốt hết cái mã không để tắt live chị bây giờ mọi người nhá. Em live cũng 3 tiếng đồng hồ rồi, cũng khá lâu rồi đấy ạ. Đây ạ. Đây là màu nâu bên em nhá, nâu đồng bên em đây. Hồng nút nâu đồng đây. Số điện thoại thôi là các bạn em sẽ gọi điện các chị sau nha. Em chỉ là nhân viên live thôi. Bây giờ còn chỉ là muốn chốt em tắt live stream bây giờ được không ạ? 40 cân tới 75 kg, size S, M, L, XL và 2XL ạ. Đấy, size bên em chỉ có size như thế thôi ạ. To nhất bên em sẽ là size 2XL ạ. 330.000 nha chị nhá. 330.000 này. Cảm ơn chị Phương Trang, chị Hải Đông Hà. 330.000 nhá. Hàng bên là hàng có size chị Ngọc Nguyên nhá. Nhưng không sợ không vừa đâu ạ. Đây là size M này. Size S, size M, size L, size XL, size 2XL đúng không ạ? Toàn bộ hàng bên em là hàng có size hết. Size S là dành cho người từ 40 cân tới 48 kg. Các chị mặc cho em size S này. Size M dành cho người từ 48-49. Size M từ 49 cho đến 53 nhá. Size L 54-59 này. Size XL dành cho người từ 60 tới 65 ạ. Size XXL từ 66 tới 75 mọi người nhá. XXL sau di lê của nhà em đây nhé chị nhá. Chị giống tên em cũng tên là San này chị này. Em cũng tên là San San này. Đây chị ơi, chị Sam Sam ơi, chị Sam Sam này. Chị Thu Hà ơi, cho chị size M comment giúp em đi ạ. Đây là áo phao di lê nhà em, hôm trước có bán là 250. Áo này chuẩn bị em tăng giá tại vì là hàng này không có hàng nhập luôn. Áo phao di lê mọi người nhá. Có 5 màu, cũng có màu nâu bò đấy. Phao di lê. Chị Thủy có 40 kg mặc cho em size S ạ. 330.000 một chiếc áo phao này, mã K3. K3 330.000. Em sẽ chốt cái mã áo phao K3 này trong khoảng 1 phút luôn thôi, em tắt like để em nghỉ like. Tại vì em cũng like khoảng 3 tiếng đồng hồ cái mã K3 rồi đúng không ạ? Cho nhanh để tắt live stream mọi người nhá. 330.000 có đủ size, hàng bên hàng có đủ size. Mọi người cứ comment cho nhà em đi. Thì các bạn bên em sẽ gọi điện sau nhá, cho nhanh. Em nghỉ em mệt quá mọi người ạ. Chỉ có em like đúng 3 tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Gần 3 tiếng rồi đấy ạ. Chào lời tất cả mọi người, gần 3 tiếng đồng hồ luôn rồi ấy. Chị Sam Sam muốn lấy mã K9 comment giúp em mã K9 250 thì em K9 áo phao di lê nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Mỹ Linh nhá, áo màu nâu bò giá 330. Em tắt live stream bây giờ mọi người nhá. Cảm ơn chị Thu Hà Nôi này, K3 này. Cho chị xem màu đen với, vâng ạ. Màu đen nhà em đi ạ. K3 nhà em đi các chị nhá. K3 đi ạ. 330.000 một chiếc áo phao. Đẹp, dày, hàng có size. Thế hàng phi size thì không thể so sánh với hàng có size rồi đúng không ạ? Và sắp đến Tết rồi, em bọn em chỉ bán hàng đến khoảng ngày 18 Tết thôi là bọn em nghỉ rồi. 18 âm là bọn em nghỉ rồi mọi người nhá. Thế bưu điện sẽ không nhận chuyển vào nhanh nữa. Bên bưu điện đi ạ. Điện sẽ không chuyển vào nhanh, không nhận chuyển vào nhanh nữa mọi người nhé. Nên bọn em chỉ bán hàng khoảng 18 thôi là em nghỉ đấy rồi. Mọi người mua món này thì comment nhà em luôn mọi người nhé. Phao dài cũng là phao dài khoảng 3-4 hôm nữa nhé chị Trí Huệ nhé. Cho chị xem phao di lê. Phao di lê chị xem lại cái live stream cũ của em chị Phương Trang. Hiện tắt live stream bây giờ mọi người nhé. K9 250. Chị Sam Sam comment luôn nhà em đi để tắt live stream bây giờ nào. Đây là size S này. Phao di lê nhà em ấy. Phao di lê là phao bán cũng chạy hết mọi người ạ. Bán cũng rất dã man, một số lượng bên em cũng bán rất là dã man cái mã K9 này luôn. Mấy hôm trước em có live stream ấy, 250. Bên em thường bán giá rất là rẻ luôn ấy, thành ra là đơn hàng rất là nhiều. 40 kg chị Thúy Cỏ mặc cho em size S này, chị Thu Thảo ơi. Chị đấy chị comment giúp em mã K3 đi để tắt live stream bây giờ chị. K3 có giá 330.000 một áo, màu hồng nút. Màu hồng nút này, màu đen, màu nâu đồng này, màu đỏ tươi này. Bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã K3 không để em tắt live stream bây giờ nha. Em live cũng 3 tiếng đồng hồ cái mã này rồi đấy ạ. 330.000 nha chị Thơm Hồng nhá, 330 ạ. Chị Sam Sam ơi, chị comment giúp em như mọi người đang comment phía trên đúng không ạ? Đây chị ơi. Đây chị ơi, K3 nhà em đây, 330.000 đấy ạ. Có tất cả là 4 màu, nâu đồng đen. Nâu đồng này, đen này và đỏ nhá. Nâu đồng đen đỏ, hồng nút. Đấy. Cảm ơn chị Hùng Nhàn, chị Sam Sam comment luôn cho nhà em đi. Cảm ơn chị Ly Phạm, chị Phương Trang ạ. Áo phao nam sẽ like sau chị Cung Chi nhá, chị Rum Chi nhá. Ok, chị Hạnh Larry này. Chị Hoa Hoài Hương 53 mặc cho em size M nhá, mặc cho em size M đúng không ạ? 46 mặc cho em size S, chị Linh Tu Ti nhá.
nói là tay. Màu nâu đồng này, nâu đồng này, đen, nâu đồng đen này, hồng nút này. 46kg chị Linh Tu Ti mặc cho em xé chị nhá, mặc cho em xé. Vâng ạ, cảm ơn chị Sam Sam. Chị Hoa Hải Hương lấy K3, chị comment như mọi người đang comment giúp em để tắt live stream bây giờ được không ạ? Em chốt kèm này còn một, trong khoảng 1 phút nữa thôi để em tắt live stream mọi người nhá, để em tắt live stream bây giờ em nghỉ trưa nhá. Em nay cũng gần 3 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ gần 3 tiếng để mã K3 rồi nhá. Tiền ship của em sẽ là khoảng 20.000 tới 30.000 thôi nhá. Ship sẽ khoảng 20 tới 30.000 thôi ạ. 20.000 tới 30.000 thôi. Size bên em sẽ tụ đủ size chị Lợi Bùi nhá. Hàng bên em hàng có đủ size. Cứ có mã K3 này và số điện thoại là được lên đơn hàng nhá. Thành công. Các bạn bên em sẽ gọi điện sau nhá. Các bạn bên em sẽ gọi điện chốt màu này, chốt size này, sau đó mới gửi hàng đi cơ mà, đúng không ạ? Bọn em có phải tự dưng bọn em gửi hàng đi đâu. Thế các chị mua hàng với em cứ để lại cho em theo cú pháp mã K3 kèm theo cái số điện thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment giúp em là các bạn tên sale bên em sẽ gọi điện chốt màu, chốt size sau, đúng không ạ? Màu hồng nút bên em bán rất là nhiều từ đầu chỉnh đến giờ rồi. Hồng nút cả màu nâu đồng mọi người nhá. Đây chị ơi, giá bên em đây ạ. Chị 1m50 mà chị nặng 50kg thì chị oanh mặc chân size M cho đẹp nhá. Size M. Chị Diễm Bùi ơi, 330.000 mã K3 này. Chị Thúy Thúy lấy mình mã K9. Chị comment giúp em mã K9 vào số điện thoại của mình luôn giúp em nhá chị Thúy Thúy nhá, để tắt like bây giờ đấy ạ. 330.000 mã K3 và mã K9 là áo phao gi lê của em có giá 250 nhá. K9 là áo phao gi lê mã 250 đây. Đây là mã K9. K9 áo phao gi lê là 250. Còn cái mã này của em là 330 ạ. Chị Hiền Phan ơi, một cái áo bên em có giá là 330.000 mã K3 chị nhá. Chị Trần Mai Anh ơi, 1m6 nặng 50kg mặc cho em size M, chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại mình như mọi người đang comment đi ạ. Em tắt like bây giờ nhá. Chị ơi, phao bên em là phao có mũ chị Lương Hằng ạ. Có mũ chị ạ. Đây ạ, mũ hết rồi chị ạ. Nâu đồng, màu nâu đồng nhá, màu hồng nút. Cảm ơn chị Hằng Anh nhá. Chị Huệ Đào lấy K3 màu hồng ruốc, chị comment giúp em luôn để tắt live stream bây giờ em nghỉ trưa nhá. Em like cũng khá lâu rồi đấy, nên còn chị nào muốn chốt cái mã này thì để lại cho em mã K3 vào số điện thoại của mình luôn nhá. Phao dài của em thì em sẽ like sau nhé chị nhá. Phao dài sẽ mang like sau đúng không ạ? Size 2XL bên em sẽ là dành cho người từ 70 cân tới 75kg ạ. Size 2XL. Phao có tay của em giá 330 chị Huyền Thanh Phạm Thị bây giờ mới vào ạ. Và bên em sẽ có tất cả là 4 màu. Đó là tông màu nâu đồng này, màu hồng nút đậm này, nâu đồng hồng nút này. 330 quần áo thôi ạ. Chị mặc lại màu xanh đi. Màu xanh cần thứ màu xanh. Chị ơi đây là màu khói chị ạ, đây là màu khói nhá. Áo phao di lê của em là màu khói mà chị, mã K9 đây 250 đây. K9 250 màu khói nhá. Áo phao di lê đấy. Phao di lê là mã K9. Còn cái phao có tay của em tay dài là 330. Đầu chương trình của em chốt cái mã K3 rất là nhiều rồi. Bây giờ cuối chương trình còn chị là muốn chốt không điểm tắt livestream nhá. Cảm ơn chị Lợi Bùi nhá. Chị Dương Nguyễn 1m62 nặng 64kg mặc cho em size XL chị ạ. Chị comment giúp em ạ. Chị Hoa Phan ơi, bên em có giá là 330 một áo phao màu nâu đồng màu hồng nút chị nhá. Chị Trần Mai Anh 1m6 nặng 50 mặc cho em size M cho xinh ạ. Cảm ơn chị Diễm Bùi nhá, cảm ơn chị Hoa Đào Khu này. Chị Sam Sam ơi, áo tua rua. Áo tua rua của nhà em là mã K1 là 220. Đây chị ơi, mã K1 nhà em đây. Đây đúng chị. K1 nhà em là 220 chị ạ. Áo tua rua ấy chị. Áo đang mặc của em, áo phao là K3 330.000 màu hồng nút màu nâu đồng nhá chị ạ. Nguyễn Bé Lì nhá. Ôi em mệt quá mọi người ơi, mọi người có lấy muốn lấy cái mã này không thì để lại cho nhà em luôn đi, đừng hỏi em nhiều để tắt livestream bây giờ em trả lời đúng không ạ? Rất là nhiều đúng không ạ? Ok chị Hà Dương Vũ nhá. Ok chị rồi ạ. Chị Huyền Phạm Huyền ơi, cho chị một cái màu hồng giúp, chị comment giúp em mã là K3 và số điện thoại của mình luôn để tắt livestream bây giờ đúng không ạ? K3 1330 ạ. Cảm ơn chị Oanh Dũng ạ. Chị Tạ Thúy Nga ơi, áo này bên em giá bên em sẽ là 330.000 một áo phao chị nhá, 50kg. Có cho em size màu ạ. Có áo phao nam màu đen của Nam không? Áo phao nam của em có nhá. Nhưng mà có lại không có mũ được không ạ? Không có
còn mua nhà em là 250, hàng của con trai ạ. Có hàng ạ, có màu đen ạ. Chị Huyền Phạm, cao 1m56, chị nặng bao nhiêu cân hả chị? Tất cả hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết này. Đây ạ. Em xin nhắc lại tất cả những chị vào sau nhé, là cái mã K3 của nhà em nhé. Cái mã K3 của nhà em có giá là 330.000 một áo thôi ạ. 330 một áo. Đấy. Và có tất cả là 4 màu, màu nâu đồng, màu hồng nút này, màu đỏ này. Nâu đồng, hồng nút, đỏ đen. Và em sẽ chốt cái mã K3 này trong khoảng 1 phút nữa thôi là em tắt livestream để em nghỉ trưa nhá. Em live cũng là gần 3 tiếng đồng hồ rồi ạ. Cảm ơn chị Hương Du đi nhá. Chị Hương Harry này, cảm ơn chị Huyền Phạm, Huyền Thị này. Màu hồng nút thực sự là quả thực quá đẹp luôn ạ. Đây ạ, màu nâu đồng của nhà em, màu nâu đồng nhà em đây. Hàng bên em toàn bộ là hàng có mũ hết các chị nhá. Cái form thì không phải nói rồi, form rất là sexy luôn. Áo da em sẽ like sau chị Dung Vi Trần nhá. Chị Diễm Mùi ơi, 330.000 ạ. Cảm ơn chị Hoa Hào Đậu này. Em ở ngoài Hà Nội và số em giao trên toàn quốc, chị Tẹt Su nhá. 330.000 áo phao mà K3 của chị là muốn chốt là không để tắt livestream đúng không ạ? Chị Hồng Anh Nguyễn Thị ơi, 1m58 nặng 47 mặc cho em size S nhá. Cứ có mã K3 thôi và số điện thoại các bạn bên sẽ gọi điện chốt hàng sau cho nhanh đúng không ạ? Cảm ơn chị Nguyệt Thu ạ, cảm ơn chị Đồn Như Lời ạ. Chị có thể mặc áo nâu đồng được không ạ? Đây chị ơi, nâu đồng của nhà em đây ạ. Em rất là ngại cởi ra, mọi người thông cảm giúp em đúng không ạ? Đây ạ. Nâu nhà em là cũng rất tôn da luôn nhá. Nâu đồng tôn da nhá, hồng nút cũng tôn da luôn đúng không ạ? Đây ạ. Nâu nhà em đây ạ. Chị nào muốn lấy nâu đồng thì comment giúp em nâu đồng. Cả hai màu nhà em thì các chị mua đồ chỉnh toàn màu nâu đồng với màu hồng nút thôi, rất là nhiều. Còn đây là màu đen của nhà em đây, màu đen đây. Áo phao đen nhà em đây. Phao đen nhà em các chị nhá, phao đen nhà em nè. Phao đen nhà em toàn bộ là hàng đẹp hết. Và hàng bên em thì toàn bộ là hàng có size hết nhá, chứ không phải là hàng không có size, free size đâu mọi người nhá. Chị An Nhiên ơi, màu vàng tươi thì em không có đâu. Vàng tươi thì nhà em chỉ có mã này thôi ạ. Màu vàng nghệ nhà em chỉ có mã này thôi chị nhá. Mã nghệ, mã này của nhà em là 280, 290 này. Nhà em sẽ like sau đúng không ạ? Màu nâu đồng nhà em đúng không ạ? Chị Diệp Hoàng Thị ơi, áo bên em có giá là 330.000 một áo phao chị ạ. 330 một áo phao đi ạ. Nâu đồng nhà em đi ạ. Đây ạ, nâu đồng luôn các chị nhá. 330.000 ạ. Thảo Nguyên Xanh 330 nhá. Mọi người ơi, hay là bây giờ em tắt live stream đi mọi người nhá. Em live cũng khá lâu rồi, 3 tiếng đồng hồ rồi, tắt live stream mọi người nhá. Đây ạ chị ơi, 330.000 ạ. Tắt vé không có vé xe ở đây thì tắt này, kiểm tra lại em tắt like mọi người nhá. Đây chị Hà Thị Hằng ở đây ạ. Hàng bên em hàng đủ size nhá, hàng bên em có toàn hàng đủ size hết này, hàng size S, size M, L, X, L, XL ạ. Nên chị không lo không mặc vừa đâu ạ. 65kg mặc cho em size XL nhá chị nhá. Đây size bên em đây. Size đây là size M nhá. Còn cái size to hơn thì sẽ to hơn rất là nhiều luôn. Số em chỉ bán hàng có size thôi và số em không bán hàng free size đâu ạ. Em ngại thử chị ạ. Ngại là ngại thử luôn chị Phương Hà, ngại thử kinh khủng luôn. Chị Phạm Ngọc Hồng Phạm xin chào. Áo da em sẽ like sau chị Dung Võ Toan nhá. Đến Tết rồi mọi người nhá, chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi là Tết rồi, các chị nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này đi ạ. Chị Kim Cương ok là em chút xíu. Có áo phao gì chẳng gì, có áo cạp không chị lấy nhỉ, không hiểu. Các anh em chỉ có áo phao này, mình mặc áo phao K9 thôi ạ. K9 là phao gilê nhá chị nhá. K9 của em là phao gilê nhá. Đây. K9 của em là mã phao gilê. Chị nào muốn mua cái mã áo phao gilê 250 thì comment giúp em nhá. Em có livestream rất nhiều lần ở trên trang của nhà em rồi. Đây. Đây là mã K9.
Và hàng bên em thì toàn bộ là hàng có đủ size hết các chị ạ. Hàng bên em là toàn bộ hàng có size hết, chứ không phải là hàng vớ vẩn, là hàng không size mọi người nhá. Không phải là hàng phi size đâu ạ. Nên số em chỉ bán hàng có size mọi người, yên tâm kim hoàng bên em nhá. 330.000 mã K3 chị nhá. Chị Bùi bảo ra 330 mã K3. Em tắt livestream bây giờ mọi người nhá. Còn chị làm muốn chốt mã K3 nữa không ạ? Chị Nam Nhi Võ ơi, 43 mà cho em size S này. Chị Phạm Hồng Ngọc ơi, vâng ạ. Có đô phi không? Phí ship bên em sẽ là 20.000 tới 30.000 thôi, nó không đáng bao tiền đâu. Phân bắt like mọi người nhá. Chị Diệp Hoàng Thị 330 này. Chị Nam Nhi Võ ơi, 43 mà cho em size S chị nhá. Mà cho em size S. Cảm ơn chị Đỗ Thương Hùng. Chị Đỗ Thương Lương. Nâu đồng này, đen này. Nâu đồng đen nhá. Hồng nút. Cảm ơn chị Huyền Nguyên K3 tiếp theo ạ. Chị Đỗ Thương Lương, chị comment lại giúp em K3 số điện thoại mình nhá. Cảm ơn chị Nam Nhi Võ K3 tiếp theo ạ. Các chị comment do đúng cú pháp luôn. Nhiều chị là chẳng hiểu gì, cứ comment câu hỏi em nhiều, em trả lời mệt kinh khủng luôn từ đầu chương trình đến giờ ấy. Trả lời mọi người đến gần 3 tiếng đồng hồ liền. Hơn 3 tiếng rồi chứ phải 1 tiếng đâu, 3 tiếng đâu. Bây giờ 3 tiếng 10 phút rồi đấy ạ. Em like cái mã K3 là khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, mọi người thấy kinh khủng không? Cả cái mã này rất là chạy luôn đúng không ạ? Toàn màu đẹp thôi, màu hồng nút này, hồng nút này, màu nâu đồng, toàn màu đẹp thôi. 50.000 một chiếc, chị vào hơi muộn, chị Phạm Thị Hồng Ngọc nhá, chị vào hơi muộn ạ. Chị có thể vào đầu chương trình nhà em đúng không chị? Đầu chương trình nhà em hay có chương trình quay số trúng thưởng ấy, chị nhá. Chị vào đầu chương trình nhà em để săn hàng nhà em với giá khuyến mãi. Size bên em sẽ là từ 40 cân tới 75 kg ạ. 40 cân tới 75 kg ạ. Mọi người chốt nhanh cho em để mặc, để mua cái áo này mặc đi chơi Tết, thực sự rất là đẹp luôn nhá. Vì thời tiết năm nay cũng sẽ rất là lạnh luôn đó các chị ạ. Thời tiết năm nay sẽ rất là lạnh luôn đấy ạ. Và không thể thiếu một cái chiếc áo phao này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Không thể thiếu luôn được. Em thấy các shop các bán hàng nhưng mà không hề có màu của nhà em luôn nhá. Màu nhà em toàn màu đẹp thôi mà bán rất đắt luôn ấy. Bán toàn 400-500 nghìn một cái thôi. Áo phao của em có giá 330, còn cái áo phao gilet của em đây là 250 chị Trịnh Nguyễn Thanh nhá. Phao gilet là 250. Phao gilet của nhà em mã K9 này. Phao gilet của em có là mã K9 và cũng có đủ size nhá. Đây. Hàng có size thì đủ size hết mà. Phao gilet nhà em có tất cả 5 màu, là màu nâu bò này, màu trắng này, màu đen, màu khói xám này, màu gì nhỉ? Đấy. Thế thì xem like cho nhà em đấy là mã K9 mà áo phao gilet nhá. Còn cái mã K3 của nhà em này thì có tất cả là 4 màu thôi, nâu bò, hồng nút và đen thôi. Chị Đinh An Trương ơi, chị lấy K3, chị comment giúp em mã K3 và số điện thoại của mình luôn giúp em nhá. Đang mặc trên người em là size S, đang cầm trên tay em là size M chị Nam Nhi Võ nhá. Chị Nguyễn Thanh ơi, áo phao gilet của em là 250, chị comment giúp em đi, điểm tắt livestream bây giờ nhá. Phao gilet của em sẽ là K9 và giá 250. Còn cái K3 của nhà em đang cầm trên tay em đây là mã K3 với giá là 330.000 nhá. 330.000 đúng không ạ? Ok chị Hậu Phạm nhá, chị muốn dồn thêm một cái áo nỉ gửi luôn nha. Áo nỉ là áo nào chị nhỉ? Bên làm được áo nỉ, tên là áo len mà chị, áo len 130 mà chị, mã V99 này. Đây mã K3 này, còn phao gilet vừa xong là mã K9 chị ạ. Đấy. Cảm ơn chị Đỗ Thương nhá. K3 của chị là size XL, mặc chị 65 kg mặc cho em size XL đúng không ạ? Đây màu nâu đồng đấy ạ. Nâu đồng rất là tôn da luôn và rất là nổi da các chị nhá. Nâu đồng thực sự tôn da rất là nổi rồi đấy ạ. Màu đen này em đây. Phao nhà em là dòng phao cao cấp và bên em chỉ bán số lượng. Bọn em bán sự giá số lượng là 330 nhá chị nhá. Còn bình thường không bao giờ có cái áo phao nào mà cái giá 330.000 thì nhà em bán đâu ạ. Mà màu đẹp như này này. Toàn màu hot thôi, mà toàn màu đẹp thôi. Màu nâu đồng này, nổi da này, màu hồng nút nổi da này đúng không ạ? Toàn màu đẹp thôi các chị ạ. Size thì sẽ là từ 40 cân cho tới 75 kg nhá. Chị Ngọc Lan Trần ơi, hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết ạ. Đây ạ, hàng có size là size M nhá. Đấy, hàng bên em toàn bộ hàng có size hết. Không thể đi so sánh một cái hàng, một cái áo phao mà hàng free size với một cái áo phao mà hàng có size được đúng không ạ? Không thể so sánh được đúng không ạ? Và sắp đến Tết rồi thì mọi người nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo phao này trị giá 330 của shop Giáng My nhà em đúng không ạ? Áo phao bên em thì sẽ có tất cả là 4 tông màu, là màu đỏ tươi này, màu nâu đồng, màu hồng nút đậm, màu đen đúng không ạ? Đầu chương trình bên em chốt cái mã K3 thực sự là rất rất nhiều rồi đúng không ạ? Đây chị ơi, kéo cao cổ lên sẽ như này nhá. Đây là kéo cao cổ lên này. Còn kéo xuống như này chị ạ.
cái hết xuống luôn đây này. Em cắt like mọi người nhá. Em 47kg thôi chị Ngọc Lan Trần nhá. Chị Lan Anh ơi, vâng ạ. Chị Lan Anh ơi inbox giúp nhé, chị có thể comment lại comment cho nhà em luôn mã K3 nào. Tại inbox nhà em bây giờ nó quá tải rồi, không thể trách kịp ấy ạ. Không thể trả lời đâu ạ. Mọi người nhá. Áo này là áo nam hay áo nữ nhá chị Trâm Nguyễn nhá. Đây chị ơi, mũ của nhà em đây ạ. Cái mũ như bình thường mà người đội bình thường ở nhà ấy, đây là mũ nó này. Mũ đây là mũ này. Màu nâu đồng. Ok chị, đây ạ. Áo nam em sẽ like sau chị là Zumi nhá. Đây. Đây là tay áo của nhà em, đây tay áo nhá. Phao nhà em chỉ nhìn độ phao này. Phao rất là dày luôn. Phao rất là dày luôn. Và cái thứ hai nữa là phao bên em là cái mũ của nó không hề có lông luôn ấy. Thành ra là mặc lên nó không hề kén người luôn mọi người nhá. Không hề kén một tí nào luôn. Đây này. Phao nhà em đây. Rất là dày luôn, màu nâu bò đây, à nâu đồng đây, nâu đồng nhá. Cho em xem lại di lê, vâng ạ, chị Phạm Khánh Linh muốn xem lại di lê nhá. Tiếp từ 20.000 tới 30.000. Chị ơi, một con áo phao này em không biết như nào nhưng các số khác em thấy toàn bán 400-500.000 thôi. Mà không, màu khác hoàn toàn màu nhà em nhá. Đây em bán có 330.000 một cái áo phao là bán gần sát gốc rồi. Em đố chị đi mua ở ngoài một cái áo phao nào chỉ có giá nhầy đấy. Nếu mà có mua chăng thì cũng chỉ là hàng áo phao của hàng Việt Nam mọi người nhá. Hàng Việt Nam là cái hàng rất là vớ vẩn luôn nên em không bán hàng đấy. Và hàng bên em là toàn bộ là hàng có size hết chứ không phải là hàng không có size đâu. Bình thường cái áo này ta nghe phải bán 450 mới đúng chứ không bao giờ có giá 330 mà áo phao được như vậy đúng không ạ? Tại vì trong cái livestream là bọn em thường thường bán số lượng thì mới có giá 330 chứ bình thường là không có áo phao mà giá 330 đâu ạ. Các shop khác em thấy mấy các shop khác toàn bán mấy trăm nghìn một cái áo phao thôi. Mà toàn là mà lại còn toàn hàng phi size chứ không phải hàng có size đâu. Đây là hàng em hàng có size đấy. Hàng phao nào có size này? SM, LXL, 2XL, 3XL đúng không ạ? Hàng của em toàn hàng có size hết. Còn tắt livestream mọi người nhá. Chị Biển Lặng ơi bán cho chị một cái, chị comment giúp em đi K3 số điện thoại mình luôn để tắt livestream nào. K3 nhà em đây. K3 giá 330 một chiếc áo nhá. Cảm ơn chị Thúy Ngoan này. Chị Hiền ơi, cửa tiền ship của chị sẽ là 20 đến 30 nghìn thôi ạ. Nếu mà chị ở Hà Nội sẽ là ship 25, còn nếu mình đi các tỉnh sẽ là 30 nghìn chị nhá. 30.000 một kéo phao thôi, 30.000 một kéo phao. Thực sự là kéo phao rất là rẻ luôn, chỉ có 3 tờ 100.000 thôi mọi người nhá. 3 tờ 100.000 cộng với tờ 1 tờ 20.000 cộng với 1 tờ 10.000 nữa còn rẻ không ạ? 330.000 một kéo phao mặc đi chơi Tết. Thực sự là ngày Tết thì không thể thiếu một cái áo phao này đúng không ạ? Không thể thiếu được bởi vì nó rất là ấm luôn. Áo phao em rất là ấm luôn các chị nhá. Cảm ơn chị Lợi Bùi nhá, chị Tâm Hoàng, chị Tô Nguyễn nhá. Tâm Hoàng. Chị Trê Đoan comment giúp em mã K3 ở số điện thoại mình như mọi người đang comment đi ạ. Chị Đèn Xu ơi, cho chị cái xem cái mặt đang mặc đi. Đây chị ơi, màu hồng nút đi ạ. Chị comment giúp em đi ạ. K3 kèm theo số thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment giúp em. Để em đỡ trả lời nhiều các chị nhá. Ok, chị Đỗ Thương Thương, size 2XL là size nhất bên em nhá. Dành cho người từ đến 75kg, 76kg mặc size 2XL thôi nhá chị Đỗ Thương Thương nhá. 3XL bên em không có size, chỉ có size đến 2XL thôi ạ. Đây là size M này. Đấy, hàng bên em thằng có size hết. Bên em sẽ có tất cả là 4 màu nha chị Trang Miu nhá. Quảng Châu nha chị Thành Kiến, Giò Chả nhá. Không nha chị, đây hàng không có túi đâu ạ. À không có khóa chị ạ, đây này. Sao bên em không có khóa nha chị nhá, đây này. Nếu mà có khóa các chị ơi, hàng khóa chỉ là hàng Việt Nam thôi mọi người nhá. Hàng khóa chỉ là hàng Việt Nam thôi ạ. Đây đến cái áo phao di lê nhà em đây. Bên em toàn bán hàng cao cấp hết mà giá rẻ hết. Mọi người cứ yên tâm kim hoàng bên em đi ạ. Đây này, đến cái áo phao di lê nhà em cũng chẳng có khóa đâu. Nếu mà có khóa thì thực sự là thành ra cái áo nó rất là quê luôn mọi người nhá. Nếu mặc một cái áo phao thôi mà có khóa thực sự rất là quê, thật sự luôn đấy, em thật luôn đấy ạ. Tâm lý mà em mua đi mua áo phao em không bao giờ em mua áo có khóa luôn. Áo phao mà có túi khóa ấy. Nhìn nó quê kinh khủng luôn đấy ạ. Em bán giá cái K9 là 250, còn cái phao này sẽ là 330 nhá, 65kg. Sợ không vừa em ơi. Chị ơi này, chị này em nói chị nghe này. Size cái bảng size bên em ấy 65kg chị mặc cho em size XL đúng không? Và size XL dành cho người có khoảng cân từ 59kg tới 65kg mặc cho em size XL là quá đẹp luôn. Là vừa như may luôn mà không phải đổi hàng, không đổi size luôn. Vì bên em là hỗ trợ khách là nếu mà không vừa được đổi hàng mà được đổi size nhá chị nhá.
mà không vừa đổi size bình thường, miễn là giữ hàng ở tận nhà em luôn đúng không ạ? Hàng bên em toàn bộ là hàng có size hết chứ không phải hàng không có size đâu. Hàng không có size mà các chị mua hàng mình mới sợ là không vừa đúng không ạ? Nhưng đây là hàng có size mà sợ gì không vừa đúng không ạ? 50k thì chị vào hơi muộn nhá. Biết đâu ngày mai là quay đúng vào số đuôi số điện thoại của chị sao thì sao, đúng chị Giang Hương. Ok chị Du đi hàng ơi, cho chị xem áo một áo nam không bán chị nhá. Chị Phạm Khánh Linh ơi, giá bên em bán K3 3 30 nhá. Cảm ơn chị Đỗ Thần Thương Lương, chị yên tâm. Chị 65kg là chị mặc cho em size XL là quá đẹp và quá chuẩn luôn rồi nhá, chị Nguyễn Thương Lương đúng không ạ? Chị Ngọc Bích comment lại giúp em mã K3 số điện thoại mình luôn đúng không ạ? Ok chị, em như con ma đúng chị, cảm ơn chị Lê Lê đã khen em như con ma luôn, cảm ơn chị nhá. Chị Hoa Trần cảm ơn chị luôn nhá. Cảm ơn chị Hồng Hạnh Nguyễn Trần K3 tiếp theo đúng không ạ? Áo phao di lê của em sẽ có giá là 330 chị ạ. Đây chị ơi, áo phao của nhà em đây. Phao bên em toàn bộ là hàng phao cao cấp hết chị nhá. Đây ạ. Toàn bộ phao bên em là phao cấp và có size hết nhá. Bên thứ ba. Phao di lê của em là 250, còn cái phao đang mặc trên người là phao dài của em sẽ là 330 ạ. 330.000 một áo phao ạ. Phao di lê Lan Anh, chị Lan Anh K9 nhá, K9. Phao di lê của em sẽ là mã K9 và 250 ạ. Đang mặc của em sẽ là màu hồng nút chị Tuân Nguyên nhá. Tuân Nguyên màu hồng nút đúng không ạ? Hồng nút này. Cảm ơn chị Hồng Anh, cảm ơn chị Che Bom nhá. Em lặng 1m6, à em cao 1m6 lặng 47kg này. Ui, đã hơn 3 tiếng rồi, nhanh thế này. Cảm ơn chị Thành Kiến giò chả, mã K3 của chị nhá, màu đen của chị đấy ạ, đây màu đen của chị đấy ạ. Các chị cứ yên tâm kim hoàng bên em nhá, bên em bán hàng rất là uy tín luôn ạ. Trường hợp mà mua về mà không vừa vẫn đổi size bình thường mà. Màu hồng nút, màu đen, màu đỏ nhá. Hồng nút đen đỏ đúng không ạ? Hồng nút đen đỏ. Màu đang mặc trên người của em đây là màu hồng giúp đậm nhá chị Tuấn Nguyễn nhá. Bây giờ còn chị nào muốn chốt nó cái mã K3 được không? Để em tắt live stream mọi người nhá. Để em tắt live stream nào. Em live cũng khá lâu rồi. Cái mã K3 em live cũng là hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ còn chị nào muốn chốt nó không? Để em tắt live stream bây giờ nào. Chị Tiền Lê nhá, 330 ạ. Chị nào muốn mua áo len bên đang mặc trong người của em đây thì có thể comment cho nhà em nhá. Áo len của em sẽ có giá là 130. Áo len có 10 màu liền, 10 màu. Cái áo len này của em có thêm một tông màu nữa là tông màu hồng nút nhá, này này đẹp cực chị ạ, đẹp lắm. K3 130. Mấy em nữa sẽ like cái mã này, mã V99 mọi người nhá. Rất là đẹp luôn, 130.000 thôi. Chị Bom mặc cho em size M nhá. Thôi mọi người bây giờ tắt live stream nhá. Em bảo là em tắt live từ suốt nãy giờ bây giờ chưa tắt live được. Bây giờ tắt live mọi người nhá. Chị nào muốn mua cái mai thì có thể inbox cho nhà em luôn đúng không ạ? Trưa mai em sẽ quay trở lại với cái mã mới nhà em nhá. Trưa mai mọi người nhá. Trưa mai em sẽ live, em sẽ qua một cái mã váy gen nhà em mọi người để đón Tết mọi người nhá. Chị Hương Giang mặc cho em size M nhá. Inbox cho nhà em luôn đúng không ạ? Xin chào.